Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chiếu phim anime. Ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình theo dõi bộ anime mới nhất nhé. Let's go! Từ ngàn xưa, con người đã luôn kinh sợ yêu quái và chúng cũng mang đến rất nhiều sự tò mò cho nhân loại. Hôm nay, với bộ phim Bách Quỷ Dạ Hành mà mình sắp giới thiệu dưới đây, các bạn sẽ được thấy một góc nhìn khác đầy hóm hình nhưng cũng không kém phần kỳ bí của thế giới ma quỷ Nhật Bản. Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Let's go! Main chính của chúng ta là Riko Onura, một chàng trai chỉ mới 12 tuổi nhưng lại mang trong mình 1/4 dòng máu là yêu quái được thừa hưởng từ ông nội, 3/4 dòng máu còn lại là con người. Vì thế mà cậu có khả năng biến thành yêu quái vào ban đêm với sức mạnh đột phá hết sức khủng khiếp, nhưng sáng hôm sau thì trở về là một người bình thường và không nhớ gì hết. Trong thế giới của yêu quái, có rất nhiều tông phái hợp lực lại với nhau để trở nên mạnh mẽ hơn. Người đứng đầu tất cả các yêu quái đó được tôn làm thống lĩnh yêu giới gọi là Nujajihion, và ông nội của Rikuo là một Nujajihion đương nhiệm. Ông rất kỳ vọng đứa cháu trai này sẽ kế thừa ngôi vị thống lĩnh trở thành một Nujajihion đệ tam thực thụ, nhưng cậu vẫn một mực từ chối và chỉ muốn có một cuộc sống của người bình thường, làm cho ông rất đau đầu. Vào một đêm sấm chớp đầy trời, thủ lĩnh Gyuki tỏ ra ngạo mạn với Rikuo vì cậu chỉ mang trong mình 1/4 dòng máu của quỷ. Vậy lấy tư cách gì để trở thành thống lĩnh Bách Quỷ Dạ Hành, quản lý tất cả các yêu quái chứ? Liệu khi bình minh ló dạng cậu có chối bỏ hình hài này mà trở về làm loài người yếu đuối chăng? Chưa dứt câu thì ông ta đã bị Rikuo phiên bản yêu quái chém cho một kiếm dằn mặt, và tất nhiên là ông ta đã đỡ kịp. Dinh thự nhà Rikuo Nura hiện đang rất chi là đông vui bởi có rất nhiều yêu quái từ bốn phương trời tụ họp và cùng sinh sống với gia đình cậu. Đám yêu quái loi nhoi này hình dạng kỳ dị có, xinh đẹp cũng có, nói chung là kính thưa các thể loại. Nhưng có một điều là tất cả bọn chúng đều là những yêu quái tốt bụng. Thường ngày bọn chúng chăm lo phụ việc dọn dẹp, nấu nướng. Trong gia đình, nhà Rikuo hầu như không cần thuê người giúp việc nữa. Đám yêu quái luôn tin rằng Rikuo sẽ kế thừa chức vị thống lĩnh và bảo vệ bọn chúng, nên đối với cậu, chúng lúc nào cũng phục tùng. Vào buổi sáng nọ, thiếu chủ Rikuo cho triệu tập tất cả yêu quái trong nhà đến và thông báo rằng đêm nay không ai được bén mảng đến khu nhà cũ phía sau trường học. Đám loi nhoi một phen nhốn nháo, nhưng Rikuo không giải thích gì thêm, vội vội vàng vàng đến trường. Vừa ra đến cổng, Rikuo tình cờ gặp trưởng lão Gyuki, chào hỏi vài câu rồi rời đi, nhưng cái khí thức mà Gyuki tỏa ra quả là hung hăng làm cho Rikuo có chút áp lực. Một bên, hai thực hạ Altabor và Zukaona lo lắng sợ rằng Gyuki sẽ âm mưu giành chức vị thống lĩnh đệ tam của thiếu chủ. Trong số những yêu quái ở nhà Nura, có một con chim tên Karasu Tengu cứ bay theo cảm giảm việc Rikuo liên tục từ chối thừa kế chức vị. Quá là phiền phức, đi học cũng không yên, Rikuo đấm cho nó một phát rõ đau, nhìn phía xa trên bầu trời chỉ còn thấy một chấm sáng hình ngôi sao, rồi mất tiêu. Trên sân thượng, các bạn học đang rì rầm rủ nhau tối nay sẽ cùng đi đến căn nhà hoang phía sau trường để khám phá. Cậu học trò Kizosugu quả quyết với mọi người rằng 4 năm trước cậu ta đã từng nhìn thấy yêu quái, làm cho bọn trẻ khá tò mò. Một bên, Rikuo mồ hôi đầm đìa, không muốn mọi người phát hiện ra sự tồn tại của yêu quái, sẽ rất nguy hiểm cho họ. Nhưng rồi cậu tự trấn an bản thân, lúc sáng đã làm việc với đám yêu quái ở nhà rồi, tối nay bọn chúng sẽ không đến ngôi nhà đó đâu. Chuyến đi này là đi cho vui thôi, là chỉ là trải nghiệm ấy mà. Thống nhất thời gian địa điểm rõ ràng, tối đó bọn trẻ có 4 người. Dẫn đầu là Kizosugu, kế đến Shima và Rikuo, cuối cùng là Kana bé gái duy nhất trong đám, cùng đến ngôi nhà hoang. Chậm rãi cầm đèn pin tiến dần vào ngôi nhà, không khí lạnh sống lưng đang bao trùm bọn trẻ. Chưa gì cậu bạn Shima nhìn nhầm một bức tranh thành yêu quái, hét táng lên làm cả đám giật mình. Vừa lấy lại tinh thần, bốn người chia ra tiếp tục tìm kiếm, cô bé Kana nắm áo đi sau lưng Rikuo cho đỡ sợ. Bất ngờ Rikuo nhìn thấy một con yêu quái đang ngồi ở xó tường, làm như thân làm ấy, nó quay ra cười với cậu. Rikuo phát hiện đây không phải là yêu quái của nhà Nura, nhận thức sẽ gặp nguy hiểm, cậu dành phần đi trước dẫn đường, mục đích là che mắt mấy bạn học. Không để mọi người nhìn thấy yêu quái, Rikuo bày đủ trò, nào là đòi uống nước vì có một con mắt trắng dã trong phòng nước nóng. Một con ma khác lảng vảng ở nhà vệ sinh cũng bị cậu giả vờ mắc tè, rồi kéo cần dội nước cho trôi xuống bồn cầu. Lũ yêu quái lạ chưa kịp hù dọa ai thì đã bị Rikuo ám toán, chắc cũng tức lắm đây. Đám yêu quái nhiều vô số, con ma nữ tóc dài đang treo ngược trên trần nhà, định hù người thì bị Rikuo đấm cho không trượt phát nào. Ở cầu thang lại có một đám khác chìa bày tay loi nhoi lúc nhúc. Vừa diệt cái này thì cái khác mọc lên, Rikuo vất vả tả sông hữu đột mệt bở cả hơi tay. Đi phía sau, ba bạn học thong thả vẫn không hay biết gì. Tìm mãi không thấy gì, bọn họ đâm ra nản chí quyết định kiểm tra phòng cuối rồi về. Nhưng vừa bước vô căn phòng, bốn người nghe tiếng sột soạt, chưa kịp định thần, một con yêu nhìn nhện nhảy sổng đến, Shima và Kizosugu chạy mất dép. Bỏ lại Kana hoảng quá té xuống sàn ngất luôn. Chuyến này gặp con yêu tinh nhện khó giải quyết rồi, cậu bé 12 tuổi đang lúng túng thì bỗng từ đâu Altabor đạp tung kính cửa sổ xông đến đè lên con nhện tinh. Mấy mảnh vỡ văng tung tóe cắm hết vô y phục của Zukaona. Kể từ 4 năm trước khi thấy bản thể khác mạnh mẽ của cậu bé Rikuo thức tỉnh thì hai bọn họ đã tin tưởng và luôn âm thầm đi theo bảo vệ thiếu chủ của mình, bất kể ngày hay đêm. Xử lý xong nhện tinh thì Kana cũng vừa tỉnh dậy, Altabor và Zuka biến mất hút để lại Rikuo tha hồ ngồi giải thích cho cô bé.
Ở một diễn biến khác, trong cuộc họp, các tộc trưởng của các phái yêu quái không đồng ý việc Rikuo trở thành thống lĩnh đệ tam của bọn họ. Bọn họ không tin cậu sẽ đảm đương được chức vị này và bảo vệ được con cháu ma tộc. Nhưng Nojaji Hyeon đệ nhị vẫn kiên quyết chỉ truyền chức vị lại cho nội tôn của mình. Trong một khoảnh khắc, Rikuo được trò chuyện với bản thể yêu quái bên trong người cậu, nhưng cậu bé vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của 1/4 dòng máu yêu quái được thừa hưởng này. Chiếc bóng kỳ lạ xé tan màn sương sớm, hai chủ tớ gia tộc Gen Ipa đến thăm dinh thự nhà Nora. Thủ lĩnh Gen của gia tộc Gen Ipa là một quái điểu, cậu hay đến chơi với thiếu chủ nhà Nora từ lúc nhỏ. Khác với những thủ lĩnh khác, Gen luôn tin tưởng và ủng hộ Rikuo. Mang theo bánh kẹo đắt tiền làm quà cho đám yêu quái nhí nhố, Gen làm Rikuo hiểu lầm ông nội một phen. Cậu cứ tưởng ông lại giờ trò trông chìa thức ăn ở đâu đó. May thay một em bé yêu quái vừa ăn bánh vừa thanh minh cho ông thì Rikuo mới vỡ lẽ là quà của vị khách sộc. Đã rất lâu rồi không gặp Gen, cậu coi anh như là anh trai. Rikuo vừa mừng vừa căng thẳng vì Gen đến chắc lại vì chuyện kế thừa chức vị của cậu. Yukiona tiếng trước mới nhẹ nhàng thục nữ mang trà vô cho thiếu chủ tiếp khách thì tiếng sau vấp ngay mép sàn, hắt cả ly nước nóng lên người cậu. Quá căng thẳng, cô vội vàng thổi cho Rikuo bớt nóng, nhưng hơi lố tay làm toàn thân cậu đóng thành một tảng băng to tướng. Gen thấy vậy mắng cho Yuki một trận vì cái tội dám làm tổn thương thiếu chủ cao quý. Rikuo nói rằng thống lĩnh của yêu giới không thể nào mang bộ dạng một con người bình thường như cậu được, cậu hẳn là không có tư cách đó. Nghe xong Gen nổi trận lôi đình, hét ầm lên vì việc đợi Rikuo lên làm thống lĩnh đệ tam là mục tiêu sống của anh. Rikuo nói vậy đã gây cho Gen một sự tổn thương sâu sắc. Cơn thịnh nộ khiến lông vũ trên người Gen phóng ra tứ tung, đám yêu quái loi nhoi muốn đến giảng hòa nhưng đều khiếp sợ chất kịch độc chứa trên đám lông vũ đó mà không dám đến gần. Tương truyền tộc nhân tộc Gen Ipa sinh ra đã là những chú chim xinh đẹp và khi trưởng thành thì số lông vũ trên người chứa đầy chất kịch độc được tiết ra từ nội tạng. Họ có thể biến bất cứ thứ gì thành độc dược. Có lẽ vì thế nên tộc này có thể trạng yếu ớt, mạnh mẽ là thế nhưng cũng chóng lụi tàn. Mang theo cục tức và nội thương ra về, Gen cùng thuộc hạ lên cỗ xe, xé gió rời đi. Chiếc xe được rót ma lực phóng một cái vèo, làm tóc cả váy của cô bạn Kana, đang đứng ở trước cổng tìm Rikuo. Qua lời giải thích của Karasu Tengu, Rikuo hiểu được trọng trách cao cả của một Nojaji Hyeon, cái vị trí mà bấy lâu nay cậu luôn mực trốn tránh. Thực ra, Nhật Bản xưa nay là nhà của biết bao yêu quái. Yêu quái của biển, của núi và cả những linh hồn của vạn vật. Hầu hết tất cả bọn chúng đều là những sinh vật yếu đuối sống trong bóng tối. Bảo vệ những kẻ yếu đuối đó chính là trọng trách của gia tộc Nura. Thế vậy mà cậu không có ý thức gì về trọng trách đó nên đã làm Gen tức giận bỏ đi. Rikuo hiểu ra mọi chuyện và tức tốc đuổi theo Gen để xin lỗi anh. Nhờ có con chim Karan A hỗ trợ, cậu mới đuổi theo kịp cổ xe u ám của Gen. Hình như đang có biến xảy ra với Gen ở bên trong khu rừng trúc thì phải. Rikuo và Karan A đứng đằng xa theo dõi. Ở bên này, thuộc hạ của Gen là một con rắn tên Hebidazu đang định tấn công anh. Vốn dĩ Hebidazu khuyên Gen đứng lên làm thủ lĩnh yêu giới, đừng cứ lúc nào cũng bảo vệ người của tộc Nura nữa. Nhưng Gen mang ơn tộc Nura và chỉ ủng hộ thiếu chủ Rikuo kế vị. Ly rắn một hồi không được, con rắn này quay sang phản bội muốn giết chết Gen, chiếm trọn ngôi thống lĩnh tộc Ipipa. Rikuo trong bụi nhảy ra, con rắn tiện thể muốn làm thịt luôn cả hai để chiếm tiện nghi cho việc đoạt ngôi sau này. Nhưng nó đã không tính trước được việc Rikuo phiên bản yêu quái thức tỉnh. Cứ mỗi lúc lâm nguy thì bản thể này của cậu mới được đánh thức. Hình tượng mới cũng rất cool ngầu nha, mái tóc dài màu trắng mà lại dựng ngang như vút keo, thân hình cao lớn, dũng mãnh vô cùng. Con rắn xông đến há miệng đòi nhai đầu Gen, thì bên này thiếu chủ cầm thanh gươm sáng bóng, cắm vào miệng nó, dọc một đường dài trẻ làm đôi con rắn phản chủ. Xem tới đoạn này tôi lại nghĩ tới việc đầu bếp làm sashimi cá hồi các ông ạ. Xong việc, Rikuo và Gen chén cạn ly rượu kết thân, hai thanh niên này thân thiết quàng tay qua nhau uống rượu giống kiểu giao bồi. Với cái đàn này, ngày Rikuo nhận chức vị thống lĩnh đệ tam không còn bao xa nữa. Kara sự ước gì thiếu chủ cứ ở trong bản thể này mãi. Nhưng với 3/4 dòng máu con người còn lại, thể nào sáng mai, cậu ta lại ngơ ngác không nhớ gì hết. Ghi như rằng, sáng hôm sau cũng với bài ca cũ dích, Rikuo không hiểu tại sao đầu lại đau như búa bổ. Đang ngồi ngẩn ngơ trong lớp thì có một học sinh mới chuyển đến. Bạn học mới tên là Keika Inzuza, có giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, khiến các bạn nam khác trầm trồ. Riêng Rikuo thì không phản ứng gì, tâm hồn đang treo ngược trên cánh cây, vẫn cố nhớ về chuyện đêm qua. Ở trên phố thường có sự việc kỳ quái xảy ra. Người đàn ông đang say mềm vì men rượu hốt hoảng khi thấy một tên miệng uống đầy máu tươi, lúc nhúc dưới chân là đám chuột bỏ gớm ghiếc. Lại nói về Yuza, cô bé này có thân phận như thế nào, tại sao lại rất am hiểu về các loại ma quỷ? Cô ghi điểm với Kizosugu vì đã trả lời đúng hết tất cả câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về yêu quái của cậu. Kizosugu khá cao hứng nên mời cô gia nhập biệt đội săn lùng yêu quái Kijojiji mà cậu mới thành lập. Sẽ có một buổi tiệc ra mắt biệt đội được tổ chức tại biệt thự Nura tối nay vì mấy nhà hàng xóm đồn đại ở đây có quỷ ám. Nghe đến tin đồn này ai cũng háo hức, chắc như đinh đóng cột là tối nay sẽ có mặt đúng giờ. Nhìn qua phía Rikuo, chủ nhân ngôi nhà đang đứng cứng đơ như cây cơ, kiểu của tôi đâu có mười đầu trời. Tung cái áo lại là lực bất tòng tâm với mấy người bạn học cuồng yêu quái này. Rikuo và hai thực hạ Altabor, Yuki lủi thủi quay về nhà. Điều mà cậu đang lo là Yuza, cô bé có vẻ không dễ đối phó như những người bạn khác. Vừa bước vô nhà,
đám yêu tinh nheo nhóc mở tiệc rượu sake ở trong phòng. Con chim Kurata lắm mồm kể cho bọn nó nghe việc biến hình hoành tráng của Riko đêm qua, nên hôm nay chúng tập tành uống rượu để lát nữa cùng thiếu chủ cạn chén tuyên thệ trung thành. Riko hốt hoảng, sẽ không có biến hình gì hết, các bạn học của cậu chuẩn bị đến rồi. Riko bảo đám yêu quái dọn dẹp bãi chiến trường sạch sẽ rồi tìm chỗ ẩn náu đi. Cậu rất tức vì phá hỏng không khí tiệc tùng của mọi người, nhưng Riko thật sự không muốn bạn bè phát hiện bí mật này. Đám thuộc hạ đành miễn cưỡng tuân lệnh, ai nấy đều bị tụt mút ghê thảm. Đêm hôm đó, bốn người bạn học đến biệt thự Nura, không mấy hào hứng, Riko ra đón tiếp. Mẹ của cậu thì ngược lại, rất vui vẻ vì chả mấy khi có khách là con người đến thăm. Bước vô nhà, Yuza dội cho Riko một gáo nước lạnh vô mặt. Những dinh trang kiểu cổ xưa như thế này thường là nơi trú ngụ của yêu quái. Những người bạn khác thì đánh giá nơi này có mùi ám khí này nọ, nào là giống như tin đồn bị ám. Mấy thuộc hạ ở trên lầu rình nghe mà muốn thổ huyết dùng, còn định nhảy ra hù cho bọn chúng sợ, sau này khỏi đòi đến đây nữa. Biết có người nói xấu, Yuza nhìn lên trên lầu theo linh tính, đám yêu quái đang chố lính quính ngã lăn ra sàn, nằm la liệt đè lên nhau. Tội nhất vẫn là cô bé có mặt hình cục kẹo, cả người chút xíu mà bị đè bẹp lép. Mọi việc tạm thời bình thường cho đến khi chị gái yêu quái xinh đẹp Kejojo mang trà đến cho Riko. Các bạn học tò mò vì chưa bao giờ nghe cậu nói là có chị, hay việc ông nội Riko xuất hiện cho kẹo mấy bạn học. Jima còn nói ông nội Riko có ngoại hình giống yêu quái. Đám người vẫn cứ tiếp tục tham quan các ngõ ngách trong nhà Riko, mặc cho cậu liên tục đuổi khéo bọn họ quay lại phòng uống trà. Yuza cảm thấy như đang bị theo dõi, cô bắt gặp con chuột lạ có biểu hiện hung hăng rồi đuổi theo nó ra sân. Con chuột xù lông lên, thân hình biến to dần. Rất bình tĩnh, từ trong tay Yuza ném ra mấy tấm phủ hình nhân về phía chuột tinh, nó liền bị điện giật nằm bẹp xuống đất. Một chốc sau, có vẻ điện giật ít quá chưa đủ đâu, con chuột nhỏm dậy lao đến tấn công Yuza. Yuza miệng lâm dâm niệm câu thần chú gì đó, lão thử lập tức bị tiêu diệt trong gang tấc. Lúc này Yuza lộ thân phận thật cho mọi người biết, cô là thầy trừ tà của tộc cây Cain, gia tộc phái cô đến đây để điều tra về dấu vết yêu quái và những sự việc lạ lùng gần đây ở thị trấn. Cô nghe đồn thống soái của đám yêu quái cũng đang ở đây. Việc tiêu diệt càng nhiều yêu quái nhất có thể sẽ giúp cô trở thành người đứng đầu một gia tộc trừ tà nổi tiếng. Sau màn giới thiệu của Yuza, các bạn học Kijosugu, Shima và Kana vô cùng ngưỡng mộ cô, chỉ mỗi mình Riko là mặt mày bí xị, hoa mắt, nhức đầu. Cả bọn chào tạm biệt chủ nhà ra về, Otabo và Yuji phân trần với thiếu chủ vì sự xuất hiện của con chuột lạ kia. Không hiểu nó từ đâu đến phá hoại bọn họ. Trên đường về, Yuza và Kana bị đám chuột tinh có hình dạng con người chặn đường. Một con hiên ngang bước lên tấn công hai cô gái. Mặt không hề biến sắc, với thân phận là người diệt quỷ, Yuza lập tức thi triển bổ phép Shikigami kêu gọi cho sói Tanjo ra xử đẹp con chuột đó. Cho sói với thân hình to lớn chỉ cần dùng một chân trước cũng đủ chà nát đầu con chuột tinh. Tận mắt chứng kiến, cả đám chuột tinh thất kinh về loại bổ phép này. Không biết bọn chúng có liên quan gì với con chuột lúc nãy hay không, nhưng xem ra đám chuột bọ hôm nay ra đường đã không coi ngày rồi. Cuộc chiến giữa một âm dương sư nhỏ tuổi và đám chuột bọ khổng lồ đội lốt con người vẫn chưa có hồi kết. Với số lượng chuột tinh nhiều như vậy, liệu cô bé âm dương sư Yuza có hoàn thành tốt sứ mệnh đập tan lũ yêu quái hại người? Đám chuột tinh ngây người về loại bùa phép triệu hồi Shikigami mà Yuza vừa sử dụng. Tuy con chuột vừa rồi chỉ là một tên tiểu tốt, nhưng cái chết của nó cũng làm đám chuột tinh phải đề phòng cô. Biết không thể đối kháng trực diện với Yuza, bọn chuột quay sang tấn công cô bạn Kana đang đi cùng. Chúng cho đám chuột nhất bẩn thỉu trâu trực sẵn dưới chân Kana để uy hiếp Yuza, buộc cô phải vứt con Shikigami xuống đất. Đắn đo thiệt hơn, một hồi vẫn không làm gì khác được. Ngay khi Yuza vừa bỏ con Shikigami xuống, tên thủ lĩnh đám chuột bọ là Kyuso tát cho cô một cái trời giáng, rồi ra lệnh bắt cả hai về địa bàn của chúng. Trở về dinh thự nhà Nura, phu nhân Wakana mẹ của Riko và Yukiona chuẩn bị cơm tối bị trễ một chút, mà đám yêu quái đã gõ mũng đũa nhốn nháo làm loạn cả lên. Đúng là phải có thực mới vực được đạo luôn đúng trong mọi trường hợp. Ngược lại với đám háu ăn đó, ám sát sư Kujojabo và anh bạn tóc vàng có cái đầu bay lơ lửng Kubinkashi đang trầm ngâm về sự xuất hiện của con chuột cống phá đám lúc chiều, chắc hẳn nó thuộc gia tộc chuột Kyuso. Nói về gia tộc Kyuso, chúng đang cướp lấy quyền kiểm soát khu phố thứ nhất của gia tộc mèo Bakeneko và gây ra không ít rắc rối tại đó. Bản thân Kubinkashi cũng chơi rất thân với Jyotaneko, thủ lĩnh gia tộc Bakeneko, nên sự xuất hiện của đám chuột này làm anh rất lo lắng. Riko thong thả ngồi trước hiên nhà ngắm hoa anh đào thì đột nhiên xuất hiện một con chuột tự xưng là tạp dịch của gia tộc Kyuso đến báo tin về hai người bạn của cậu là Kana và Yuji đã bị Kyuso bắt cóc. Nó sẽ dẫn đường cho Riko đến đó. Vừa nghe tin, Riko không chút đề phòng mà đi theo con chuột tạp dịch đến xào huyệt của Kyuso để ứng cứu bạn học. Yêu quái có tạo hình giống cái kẹo một mắt vì sợ thiếu chủ gặp nguy nên cũng âm thầm theo sau quan sát. Đến hang ổ bọn chuột, Riko bị chúng đấm không hề nhẹ tay mỗi khi cậu cố tình đến gần cái lồng sắt đang giam Yuza và Kana. Chúng ra điều kiện cho cậu là từ giờ đến sáng mai phải viết thư từ chối thừa kế chức vị thống lĩnh Bách Quỷ Đệ Tam, vì cái sự yếu đuối bất tài của cậu không xứng đáng để trở thống lĩnh của bọn chúng. Riko đồng ý và ra về. Trên đường cậu gặp Jyota, thủ lĩnh tộc Bakeneko bị bọn chuột truy đánh trọng thương. Jyota cố chạy thục mạng cho đến lúc ngất giữa đường. Riko liền đưa Jyota về dinh thự nhà Nura điều trị.
Như đã giao ước, thư từ chức đệ tam viết xong phải được thông báo cho các thủ lĩnh trên cả đất nước biết thì Kana và Yuji mới được an toàn. Riko y lời và giao thư cho Karasu gửi đến các thủ lĩnh. Jyota và Bách Quỷ thuộc hạ nhà Nurahaitin đều một mực ngăn cản. Họ cho biết người của tộc Kyuso sẽ không đời nào giữ lời, bọn họ chơi đều có tiếng luôn rồi. Vả lại mọi người đều tin tưởng và hoàn toàn ủng hộ thiếu chủ nối vị lên làm thống lĩnh. Đây là trọng trách thiêng liêng, mọi người khuyên cậu nên trân trọng. Trước tình thế cấp bách, tính mạng hai người bạn đang gặp nguy hiểm vì mình, còn một bên là sự kỳ vọng, tin tưởng tuyệt đối của thuộc hạ, một phần tư dòng máu yêu quái trong người Riko nóng dần lên, sục sôi điên tiết. Và thế là hoa anh đào trước sân một lần nữa đung đưa, bản thể yêu quái ngầu lòi của thiếu chủ nhà Nura lộ diện, ra lệnh cho chúng yêu cùng đi bắt chuột xuyên đêm. Đấy, đấy mới là sự biến hình đầy mong đợi. Men chính kiểu đến lúc bị ép không có đường lùi mới chịu ra tay ấy. Thôi nhưng có còn hơn không, hấp dẫn hay không là ở chỗ gây cấn này này, lên đường thôi anh em. Quả thật ở bên kia, tên Kyuso cũng không có dự định sẽ giữ lời với Riko. Hắn rằng xéo hai cô gái tội nghiệp, quyết sẽ ăn thịt họ vào lúc bình minh, vì nghe đâu máu loài người lúc đó sẽ rất đặc và ngon. Đứng trước lồng giam sắt, Kyuso bỏ tấm hình nhân Shikigami vô miệng nhai ngon lành trước mặt Suza, khiến cô không khỏi run rẩy đau đớn. Đang hoanh hoang tự đắc bỗng một tiếng nổ đùng, mảng tường phía sau lưng Kyuso bị đạp văng ra, đất đá bụi bay mịt mù. Trong màn bụi mờ ảo hiện ra là một đám yêu quái, cặp mắt đỏ ngầu mang theo binh khí khiến người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi rùng rợn. Vâng, đó là thống lĩnh đệ tam của Bách Quỷ Dạ Hành mang theo thuộc hạ đi tuần đêm, diệt sạch đám chuột bỏ phách lối. Riko lấy lá thư từ chức trong tay áo, xé nát trước mặt Kyuso đầy thách thức. Kyuso chưa kịp phản ứng thì Atabo nhảy một cái đến lồng giam giữ Yuji và Kana, nhanh nhào giải thoát hai con tin, khiến hắn không còn thứ uy hiếp thiếu chủ. Cuộc chiến giữa hai băng yêu quái diễn ra trong đêm. Phía Riko mỗi người một sở trường hăng hái ra đòn diệt chuột. Atabo dùng nắm đấm thép, Kurotabo hai cánh tay ẩn vũ khí với nhiều đầu giáo nhọn, đang thi nhau giết địch, ai giết được nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Cô nàng Yuki được mệnh danh là nữ hoàng băng giá, thổi một hơi khiến ai trúng chiêu thì đều bị đóng băng hết lại. Thế đấy, cuộc chiến vô cùng thuận lợi cho phe Bách Quỷ. Tình thế khẩn cấp, những thuộc hạ của Kyuso bị đánh nằm la liệt cả trên đất. Hắn nóng mặt, lột luôn lớp da người trên thân, phốc một tiếng biến thành con chuột cống khổng lồ. Nó nhảy đến tấn công Riko và đám Bách Quỷ của cậu. Jyota dù thân đang bị thương nhưng vẫn xin thiếu chủ cho cậu được ra tay trả thù cho những anh em đã nằm xuống của gia tộc mèo. Xoẹt xoẹt, hai móng vuốt cào lên khiến tên chuột cống bị thương, nhưng ngay sau đó Jyota vì sức khỏe còn yếu nên bị tên Kyuso đánh lại đến trọng thương. Kyuso coi thường Riko là một tay công tử bột chết nhát, phóng tới dùng móng vuốt đâm vô cậu thì Aogimekyo, Shisui Sakura Riko vừa dứt lời, đám cháy màu xanh nổi lên thiêu đốt toàn bộ con chuột cháy trụi, không đường chạy thoát. Đáng lẽ hắn đã được tha thứ nhưng vì cái tội dám đụng đến uy nghiêm của một thống lĩnh, cái chết sẽ là điều đương nhiên. Lần xuất binh này quả là thành công mỹ mãn tiêu diệt toàn bộ sao huyệt của tộc Kyuso phản bội, Bách Quỷ Dạ Hành được một phen rửa mắt. Đây mới đúng là hình tượng đệ tam mà mọi người mong đợi, qua đây họ càng có niềm tin vững vàng hơn với người kế vị của gia tộc Nura. Vốn là một âm dương sư, Suza lại được Bách Quỷ cứu khỏi hang chuột tinh, cô thấy đây là một điều sỉ nhục. Nhìn theo bóng lưng Riko, hai cô gái mỗi người một tâm trạng. Suza nói với theo chắc chắn lần sau sẽ đấu với anh một trận phân rõ thắng bại. Trong ánh mắt Kana, cô lặng lặng suy tư về bóng dáng có phần thân thuộc này. Sau màn biến hình tối qua, vẫn như mọi khi, sáng nay Riko bị sốt không đến trường được. Kijosugu lại tiếp tục phổ biến kế hoạch đi săn yêu quái với biệt đội Kijosuji thì phát hiện Riko vắng mặt. Juliana vừa nghe thiếu chủ không đi học thì hốt hoảng hét lên làm cả biệt đội săn yêu quái tự nhiên lạnh cả người do hàn khí của cô tỏa ra. Cả bọn cứ tưởng là mùa đông vừa ghé qua ô cửa. Juliana cái tật hấp tấp không đổi, cô chạy nhanh về nhà nhận lỗi với Riko vì không chăm sóc cậu chu đáo. Khổ thân thủ lĩnh Zen đang đứng trước cửa để từ biệt Riko thì cô nàng hậu đậu này từ đâu xông tới nhanh như chớp hất văng làm anh ta chưa từ mà biệt. Cô vừa nhận tội với Riko vừa khóc, nước mắt của nữ hoàng băng giá rất đặc biệt nha, giọt nào rơi xuống là lập tức giọt nấy biến thành viên đá tròn vo, rơi rồn rảng đầy sàn. Ở nhà, mọi người chăm sóc cho Riko theo chế độ đặc biệt cưng như trứng. Các bạn học đến thăm Riko mà không báo trước. Yuji vào trong lấy thuốc cho Riko vừa bước ra thì suýt chút nữa bị mọi người phát hiện cô đang ở chung nhà với Riko rồi. Yuji mặt đỏ bừng toan thổi hơi đóng băng mọi người lại nữa. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua khiến cô đã kiềm chế không bộc phát ra ngoài. Hơi lạnh dùng để đóng băng mọi người lúc nãy bị ém lại và thổi ra nhẹ nhàng nhưng cũng khiến mấy bạn học bị lạnh bất giác dùng mình. Đội trưởng biệt đội Kijosuji quả là năng nổ, không để mọi người nghỉ ngơi thêm, liền tại chỗ Riko nằm dưỡng bệnh mà triển khai luôn kế hoạch săn yêu quái cho hot. Chuyến đi lần này tên là một chuyến dã ngoại yêu quái đến vùng đất Umezakuen. Ở đó Kijosugu có quen một giáo sư hiểu biết rất nhiều về yêu quái, ông sẽ đón tiếp và giúp họ săn yêu. Đang rảnh mà được đi chơi xa, cả nhóm nghe đến đây đều đồng ý tham gia. Họ nhanh chóng giải tán để về chuẩn bị hành trang lên đường. Ở bên ngoài căn phòng, tên yêu quái một mắt đứng nghe lén, hắn nhắc lại cái tên Umezakuen. Vậy nên tôi mạnh dạn đoán chuyến đi này sẽ có điều chẳng lành, còn các ông thì sao? Việc phản động của gia tộc Kyuso khiến ông nội Riko hoài nghi các lãnh đạo bên cạnh mình. Ông ra lệnh cho Karasu Tengu đi điều tra xem sao.
Ra lệnh xong thì cũng đến giờ cơm tối, ngài Nujaji Hyun ngầu lòi lúc nãy bây giờ nhảy chân sáo đi ăn trực, thật là bỏ tay. Đang xếp quần áo, Kana nhớ đến hành động ân cần khi sáng Juji dành cho Rikuo, không hiểu sao cô lại thấy bận tâm. Đã vậy, Rikuo còn gọi điện hỏi Kana con gái thường mang theo những gì để đi dã ngoạn. Hành động của cặp đôi này thật là mờ ám, làm Kana càng nghi ngờ thêm. Một đoàn 8 người gồm cùng lên núi thám hiểm. Bộ đôi Juji Rikuo cứ đi kè kè với nhau, khiến Shima và Kana ganh tị bay cả màu. Đến khu rừng, cảm giác đầu tiên của các thành viên trong biệt đội không có gì khác thường, cho đến khi bọn họ nhìn thấy một ngôi đền có pho tượng Jijo, trên tấm bia đá là dòng chữ Umewa Kamazu, không khí bắt đầu có chút ghê rợn. Kể đến sự xuất hiện của giáo sư Adea Shibaza và thông tin về người hùng của yêu quái Umewa Kamazu truyền thuyết trên núi này, ánh nhìn của giáo sư có gì đó rất gian khiến cả đám nghi ngờ. Nhưng khi Josugu nhiệt tình quá mọi người cũng cho qua. Giáo sư dẫn bọn họ đi sâu vô rừng đến nơi ở của Umewa Kamazu, anh hùng của vùng đất này là một yêu quái, chuyên ăn thịt tất cả những người lạc đường vô đây và bảo vệ chúng yêu khỏi bị gia tộc khác tàn sát. Để xóa bỏ lời đồn không hay nên người dân đã gọi đây là vùng đất hoa mận đỏ, nhưng thực chất tên gọi của nó là Vong Linh Sơn. Đây chẳng phải là nơi trú ngụ của thủ lĩnh Gyuki hay sao? Rikuo và Juji thốt lên. Không khí lần lạnh hơn và u ám đến nỗi một yêu quái như Jujiona cũng cảm thấy rùng mình tiến lại gần nắm tay Rikuo. Cùng lúc đó, ở dinh thự gia tộc Nura, ông nội Nujaji Hyun uống rượu sake với Karan Atengu và nói về kết quả điều tra của ông. Mọi người không ngạc nhiên lắm về hành động mờ ám của Gyuki khi liên lạc với tộc Kyuso, hẳn Kyuso đã bị ông ta giật dây. Có rất nhiều sự trùng hợp ở đây, Rico vừa biến hình tiêu diệt gia tộc Kyuso thì hôm nay lại được sắp đặt đến nơi ở của Gyuki. Đây thực sự là ngẫu nhiên hay có bàn tay nào dàn xếp, chắc hẳn ông ta sẽ đón tiếp bọn trẻ nhiệt tình. Một ngọn núi thật đẹp có đầy hoa mận đua nhau nở rộ, nhưng cũng là nơi ở của một đại yêu quái. Yêu quái trú ngụ ở Vong Linh Sơn, Yuki, trên con dốc của ngọn núi kỳ quái, đang phảng phất những cơn gió của điều chẳng lành. Giáo sư dẫn đoàn người đến phía dưới vách núi, chỉ về phía cầu thang dẫn lên trên và nói đây là nơi ở của yêu quái hang Ushigakuze. Sau đó bảo mọi người hãy thoải mái tìm hiểu rồi rời đi. Đến đây mọi người có thấy mấy sợi dây có người từ trên cao đang điều khiển giáo sư không? Chính xác đó là Mezumaru thuộc hạ của Yuki, họ đang giở trò với câu lạc bộ săn yêu quái. Mấy bạn gái nhìn móng vuốt khổng lồ của yêu quái trên hai bên đường đi, sợ quá cứ một hai đòi về, nhưng theo như lời Kizosugu thì giờ đó không còn xe buýt về thị trấn nữa. Hơn nữa, nếu ở lại đây thì sẽ được tận hưởng ở nhà trọ sang trọng, ăn uống thoải mái và hoàn toàn miễn phí. Thấy cũng êm tai nên cả bọn theo dự kiến ở lại qua đêm tại khu rừng kỳ bí này. Nhà trọ Tozunobo thiết kế sang trọng tiện nghi, tiếp đón 8 người niềm nở. Ở trên tường còn có dán bồ chữ yêu quái, khiến cả đám cảm thấy yên tâm hơn. Thêm vào đó, trong đôi cũng có một âm dương sư là Yuja cũng rất yên tâm tận hưởng rồi. Nhận phòng xong xuôi, đám con gái Kana, Juji, Yuja, Maki và Tojije hí hưởng hùa nhau đi tắm hồ nước nóng. Bọn con trai Rikuo, Kizosugu và Shima thì ở lại phòng chơi game. Shima tưởng tượng cảnh thánh nữ trong lòng cậu là Juji thỏa thân ở hồ nước nóng chảy nước miếng nên rủ Rikuo và Kizosugu cùng đến rình trộm. Nhưng lại làm cậu ta mất hứng, đội trưởng câu lạc bộ rủ hai người đi đến hang núi Ushigakuze để tìm yêu quái. Kizosugu phải nói là một chính nhân quân tử nha, nghiêm chỉnh đàng hoàng và trong trường hợp nào cũng một lòng ưu tiên việc đi săn bắt yêu quái, chuẩn men luôn. Juji nghe tin ba người đi tìm yêu quái, cứ sợ thuộc hạ của Kyuki không biết mà làm hại nhầm thiếu chủ, nên đã xung phong đi theo chứ không thèm tắm hồ nước nóng. À mà cũng đúng thôi, một yêu quái tuyết nữ mà lại đi tắm hồ nước nóng sao được. Thế là bốn người, ba trai một gái cầm đèn pin tiến sâu vô cấm điện. Thuộc hạ của Gyuki là Gojumaru dùng huyễn thuật làm thần trí Shima và Kizosugu hỗn loạn nằm vật ra đất, còn Rikuo thì bị lạc đường. Mờ mưu của Gojumaru là chia lẻ mọi người ra để dễ bề tiêu diệt Yuja, sau đó thì tiêu diệt Rikuo cũng dễ hơn. Juji cảnh cáo Gojumaru không được làm hại thiếu chủ, nhưng từ trong bóng tối, Gojumaru cầm kiếm phóng ra đâm vào bàn chân Juji, cô đau đớn làm phép đông cứng thanh kiếm của hắn lại. Thanh kiếm bị đóng băng nên vỡ vụn khi vừa chạm vào người Juji, khoảnh khắc đó Juji chỉ lo cho thiếu chủ. Một bên, Kana đang tắm nước nóng cùng với Maki và Tojize thì sực nhớ ra không có Juji. Kana nghĩ có phải Juji không đi tắm nước nóng là để hẹn hò với Rikuo không? Nghĩ đến đây, cô không thể chịu được thêm vội vàng rời đi tìm hai người bọn họ. Kana này hẳn là yêu mên rồi nha, tôi chắc như đinh đóng cột. Còn lại hai cô gái ở hồ nước nóng, Mezumaru như kế hoạch chỉ huy bầy yêu quái đến để ăn thịt hai người. Lâu rồi chưa có con mồi nào vào miệng, đám yêu quái cũng háo hức lắm. Thịt mỹ nữ chắc ngon nha, chỉ là không có công dụng trường sinh như là thịt đường tăng. Phát hiện ra mấy con yêu quái trên nóc nhà, Maki và Tojize hét lên làm Yuja đang trong phòng chạy ra. Thấy cảnh này, nàng âm dương sư liền sử dụng Shikigami kêu gọi con linh dương hai sừng khổng lồ Jokusun ra diệt yêu. Mezumaru và mấy con yêu quái thất kinh vì Shikigami này quá mạnh. Yuja quyết tâm sửa lỗi lầm lần trước để bảo vệ hai bạn học của mình. Về phía Rikuo cũng không kém phần gay go. Ngay khi Juji vừa bị Gojumaru đánh ngã xuống thì cũng là lúc Rikuo tìm thấy cô. Rikuo chạy đến vung kiếm hất mạnh thanh kiếm của Gojumaru mạnh mẽ đâm xuống người Juji.
Vì cô là người phụng sự của gia tộc Nura, là người hầu của thiếu chủ, thuộc hạ của Gyuki sao dám làm phản. Cậu sẽ giết bất cứ ai muốn làm hại đến thuộc hạ của mình. Trong ánh mắt mơ hồ sắp ngất đi, Yuji nhìn thấy khí phách hiên ngang của thiếu chủ khiến cô cảm thấy động lòng. Hai thanh kiếm sáng chói trong màn đêm, thanh đao khát máu xé toang không gian tĩnh mịch. Riko và nhóm bạn cứ như bị một thế lực nào đó dẫn dắt, đã lạc đến Vong Linh Sơn. Đó là lãnh thổ của gia tộc Gyuki, một nhánh thuộc gia tộc Nura, những kẻ rất thiện chiến. Những kẻ hầu cận của Gyuki đang ẩn mình trong bóng tối âm mưu chia rẽ Riko và những người bạn để thuận tiện thủ tiêu bọn họ. Cục diện 8 thành viên của câu lạc bộ Kizuzuji bây giờ đã bị tách lẻ thành 4 đội. Hai người Kizuzugu và Shima tạm thời an toàn vì đã ngất xỉu trước vách đá. Kana không đi tắm hồ nước nóng nữa mà cầm pin đi tìm Riko nên cũng tạm thời được an toàn. Về phần Riko, cậu một bên bảo vệ Yuzuna đang bị thương, còn một bên thì bận chiến đấu với Gozumaru. Cuối cùng là bộ ba cô nàng Yuza, Maki, Tojize ở hồ tắm nước nóng bị Mezumaru và đám yêu quái ăn thịt người nhanh nhọn tấn công. Karasu Tengu thông báo cho thống lĩnh Nuzajihion về kết quả điều tra việc làm mờ ám của Gyuki và tỏ ra lo lắng cho thiếu chủ. Đồng thời cũng cử ba người con của mình lập tức đến Vong Linh Sơn bảo vệ Riko. Thủ lĩnh Zen cũng có mặt ở nhà Nura để hỏi thăm tình hình Riko ở Vong Linh Sơn. Với thể trạng yếu đuối này của mình, Zen cũng không thể nào đến Vong Linh Sơn để hỗ trợ cho Riko được. Ông nội Riko rất lo cho cậu nhưng cũng muốn nhân sự việc này giúp để Riko tự nhìn ra vấn đề và tập giải quyết chúng trước khi chính thức lên làm thống lĩnh. Đám yêu quái thực hạ trong nhà Nura hay tin Riko gặp nguy, đứng đầy ngoài cửa phòng nghe trộm cuộc nói chuyện giữa ông nội Riko với Karasu, Tengu và Zen. U cũng vì quá lo lắng cho thiếu chủ, lấp ló ngoài cửa bọn nó bị ông mắng cho một trận. Tại Vong Linh Sơn, hai cô nàng Maki và Tojize đang tắm bị mấy con yêu quái nanh to đứng nhìn thèm thuồng, xông đến định ăn thịt họ. Nhưng vừa kịp lúc Yuza nhảy ra thi triển thuật của âm dương sư khống chế bọn chúng cứu nguy cho bạn. Bùa phép trong tay Yuza rất lợi hại, bọn yêu quái nhanh chóng bị khống chế. Nhưng số lượng của chúng quá đông, khiến cô cũng đối phó không xuể. Đứng trên cao, tên nhóc Mezumara ra lệnh cho tất cả cùng tấn công đồng loạt vào các cô gái. Chưa kịp phản ứng, thì từ trên trời ba đứa con ngốc nghếch mà Karasu Tengu hay nhắc đến, ra xuống khống chế Mezumara rồi bế hắn lên phường. Ấy nhầm, bế về dinh thự Nura để trị tội. Lúc này hắn bỏ luôn cái sĩ diện quay ra cầu cứu Yuza một âm dương sư mà mới vừa nãy hắn còn đòi xé xác cho lũ yêu nanh nhọn ăn thịt. Mà kể cũng lạ, ba đứa con ngốc nghếch này thì to lớn vô cùng trong khi cha chúng là Karasu Tengu thì lại bé tí. Ba cô gái nhìn theo một hồi, không ngừng thản thốt đến khi họ mất hút, thì đột nhiên Altabovac, Kizosugu và Shima trên vai đạp tường xông đến tìm Riko vì tưởng cậu đang mắc kẹt trong cuộc hỗn chiến ở đây. Thế luôn, bức tường che chắn cuối cùng của hồ nước nóng vừa bị phá tan nát luôn đó. Maki và Tojize trên người chỉ quấn một cái khăn tắm mỏng manh, bất ngờ bị Kizosugu và Shima mở mắt ra nhìn thấy. Dừng lại khoảng chừng 5 giây, hai bạn học mắt liền sáng rỡ hẳn lên, quên luôn cái vụ bất tỉnh ở vách đá. Hai cậu ta không bị yêu quái tấn công nhưng đổi lại bị hai cô nàng này tẩn cho một trận tơi bời. Về phần Riko, cậu hiện đang trong trạng thái là con người chứ chưa chuyển thành yêu quái. Yuji lo lắng Riko sẽ bị Gozumaru đả thương liền xông ra bảo vệ Riko thì bị thanh kiếm của Gozumaru hất ngã văng xa ra gốc cây. Riko nhìn thấy đau xót vô cùng, mặc kệ là đang ở trạng thái ban ngày, cậu xông đến chém vô người Gozumaru. Ánh sáng của hai thanh kim loại lạnh lùng giữa đêm, Gozumaru tỏ ra khinh thường Yuji yếu mà đòi ra gió. Riko còn tệ hơn là con người mà bày đặt làm thống lĩnh gia tộc Nura. Vừa nói, cậu ta vừa hiện lên hình dạng yêu quái của mình giống như con nhện ấy. Có 8 cái chân sau to gấp mấy lần thân người, định bóp chết Riko. Riko cầm trên tay thanh kiếm chống trả. Chỉ nghe một âm thanh xoẹt, rồi mọi thứ im lặng chìm vào màn đêm. Quay qua nhìn lại kết quả là, Gozumaru nằm đó, còn mấy cái chân nhện phía sau bị chém cụt hết trơn. Cậu ta đang nằm chảy máu nhưng không hiểu vì sao bản thân là một yêu quái mà lại thua con người. Mất máu quá nhiều, Gozumaru ngất đi trong hàng tá câu hỏi vì sao. Lúc nãy nguy cấp, Riko đã biến thành phiên bản ban đêm của mình một yêu quái tóc dài bị dựng ngang như giật điện. Riko bế Yuji lên, đi về hướng nhà trọ thì tình cờ gặp Kana đang đi về phía họ. Riko giao Yuji lại cho Kana biến phép cho ngọn đèn sáng dọc đường họ đi về. Kana đỡ lấy Yuji và nhìn sướng Riko, cô có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi Riko kể từ hôm cậu giải cứu cô ở hang bọn chuột bọ. Nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã nhanh chóng rời đi. Công việc mà Riko phải giải quyết lúc này là tìm kẻ cầm đầu, giật dây mọi chuyện mà đối chất, rốt cuộc tại sao hắn lại muốn ám toán cậu. Trên đỉnh Vong Linh Sơn, trong ngôi dinh thự lạnh lẽo quỷ mị, Hiyuki ngồi đối diện pho tượng quỷ thần, chờ Riko đến. Hắn không hề có ý che giấu những việc mình đã làm mà trực tiếp nhận hết. Hắn chất vấn từ cách làm thống lĩnh của Riko và cái chết của những thuộc hạ bị hắn thao túng. Hai thanh kiếm được điều khiển bởi hai thủ lĩnh yêu quái có sức mạnh nhất nhì trong gia tộc Nura mang theo đầy uy lực. Cuộc chiến bất phân thắng bại khi thanh kiếm của Riko vừa vặn kê vào cổ Gyuki thì cũng là lúc thanh kiếm trên tay Gyuki kề sát cổ Riko. Khoảnh khắc đó, thời không đã đứng lại, ngược theo dòng ký ức của Gyuki rất lâu về trước. Trên cả đất nước, thiên tai và chiến tranh xảy ra triền miên đã đẩy dân chúng vào cảnh lầm than, đói khổ.
Một đại quý tộc tên là Yoshidano và phu nhân Hanako sống thiện lương nhưng lại hiếm muộn, đã rất lâu mà không có con nối dõi. Họ đã đến ngôi đền Higoshi tại tỉnh Omi để cầu tự. Trời cao không phụ người có tâm, trong một giấc mơ báo mộng, phu nhân Hanako biết bà đã mang tin lành. Một năm sau, đúng ngay mùa hoa mận nở rộ, bà hạ sinh đứa con trai đầu lòng và cậu bé được đặt tên là Umewakamazu. Có lẽ vì vậy mà nơi có ngôi đền Umewakamazu còn có tên là vùng đất hoa mận nở. Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài, nhưng đến năm Umewakamazu lên 7, bi kịch lại ập đến gia đình cậu bé. Cha cậu đã qua đời vì bị một quý tộc khác ám hại. Mẹ cậu bé vì để sinh tồn nên đã gửi con trai lên chùa giữ tang cha, còn bà buộc phải tái giá. Một nhà ba người ly tán từ đây. Thời gian vô tình trôi qua, Umewakamazu đã trở thành một thiếu niên xuất chúng, một lòng theo đuổi tri thức và kiếm thuật để bảo vệ nửa cuộc đời sau của mẫu thân mình. Đến năm 12 tuổi thì Umewakamazu hay tin mẹ bị cơn bạo bệnh hành hạ, cậu vứt bỏ hết mọi thứ, quyết tâm xuống núi chỉ mong được gặp mẹ. Nhưng nào ngờ giữa đường trắc trở bị hai thiếu nữ giả làm người hầu của mẫu thân dụ đến Vong Linh Sơn. Ở đây, con yêu quái Gyuki đã ăn thịt mẹ cậu. Thanh kiếm kỷ vật của cha và tài năng của Umewakamazu cũng không thể nào bảo vệ được mẫu thân. Umewakamazu đau khổ, cầm thanh kiếm nhảy thẳng vào miệng con yêu quái đang há rộng. Con yêu quái Gyuki khổng lồ ngay lập tức loạng choạng mất thăng bằng ngã xuống vách núi, thân hình bị cây nhọn đâm xuyên qua chết tươi. Thời khắc Umewakamazu rạch bụng con yêu quái bay ra, cậu đã hóa linh hồn thành quỷ dữ. Kể từ đây, Umewakamazu lấy tên là Gyuki, cậu dụ dỗ rất nhiều yêu quái đến phụng sự dưới trướng, làm bá chủ của Vong Linh Sơn, quyết thảm sát loài người bất nhân đã đẩy gia đình họ đến bi kịch này, hiến tế cho phụ mẫu. Cứ như thế thảm sát con người, nhiều thế kỷ trôi qua, khi Gyuki đã quên đi mối thù của cha mẹ, thì vị thống lĩnh Nuzaji Hion đệ nhị xuất hiện, lãnh đạo bách quỷ gia hành đến Vong Linh Sơn để thu phục ông ta. Gyuki và hàng ngàn yêu quái ăn thịt người dưới trướng sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Đám yêu quái khổng lồ cặp mắt đỏ ao vô cùng thiện chiến nhưng vẫn không địch nổi sức mạnh của bách quỷ. Một hơi thổi của Yuzhonna cũng khiến băng tuyết đông cứng cả khu rừng. Thanh gươm Nozaji Hion chém ngang dọc từ trên không trung, yêu quái bị phanh thây thành tám mảnh. Uy lực trong bách quỷ dạ hành thật không kể xiết. Cuộc chiến ác liệt diễn ra suốt 3 ngày đêm cũng đến hồi ngã ngũ. Bách quỷ dưới trướng Nozaji Hion với nhiều sức mạnh sở trường đã thành công hạ gục những con yêu quái khổng lồ khát máu. Trận chiến cuối cùng giữa kẻ cầm đầu của hai phe là Gyuki và Nozaji Hion diễn ra. Nhưng không khó khăn để Nuzaji Hion nhanh chóng chế ngự được Gyuki. Nuzaji Hion lúc đó tha mạng cho Gyuki và đề nghị ông ta gia nhập gia tộc Nura. Cuối cùng hai ngày sau khi suy nghĩ kỹ, Gyuki cũng đã bị cảm hóa, trước mặt chúng yêu cạn ly sake tuyên thệ một lòng trung thành với thống lĩnh. Đó là câu chuyện của Gyuki, một cuộc đời đầy bi kịch đã làm ông ghét cay ghét đáng loài người, chấp nhận hóa quỷ để trả thù. Nhưng rồi lại được gia tộc Nura tiếp nhận với câu nói từ giờ ta sẽ là phụ mẫu của ngươi. Nuzaji Hion đã một lần nữa sưởi ấm cho trái tim nguội lạnh của ông. Gyuki lúc này coi nhà Nura là người thân, là ngôi nhà thứ hai của mình. Đó là lý do tại sao có những cuộc hỗn chiến, rồi việc thao túng hệ bị đầy u thuộc hạ của Gen hay sự phản bội của Kyuso. Nghe có vẻ vô lý phải không mọi người? Hai thanh kiếm xoẹt qua nhau, Gyuki chém Riko một nhát trước ngực, máu chảy ướt cả áo. Ông ta nói mình đã từng là con người và chiến đấu vì khát khao được sống. Nhưng suy cho cùng, sức lực của con người không thể chiến thắng yêu quái. Vì thế, nếu như cậu muốn trở thành đệ tam thì phải vứt bỏ nhân tính đi theo yêu đạo như ông ta đã làm. Nếu cậu vẫn từ chối dòng máu yêu quái và tiếp tục sống như con người thì hãy bước qua xác ông ta nếu như cậu muốn lên làm thống lĩnh. Một kẻ yếu đuối mà làm Nuzaji Hion thì chỉ phá hỏng gia tộc Nura thôi. Nói đến đây ông ta vung kiếm tiếp tục tấn công Rikuo. Không để Gyuki lấn lướt, Rikuo đỡ thanh kiếm đang xông tới, hai thanh kiếm đọ nhau tóe lửa xé tan cái thinh lặng của ngôi đền. Lần này Rikuo không nhân nhượng, dùng hết sức mạnh và tôn nghiêm của dòng máu yêu quái đấu với ông ta một trận. Rikuo hét to ta sẽ là đệ tam rồi chém Gyuki một kiếm, hất ông ta ngã xuống sàn. Máu Gyuki vẫn không ngừng văng tung tóe. Gyuki mỉm cười mãn nguyện, đây mới là uy nghiêm của một thống lĩnh mà ông ta mong muốn. Đến khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của Rikuo thì Gyuki đã yên tâm. Ông ta chấp nhận chịu sự trừng phạt của thiếu chủ vì hành động ám sát Rikuo của mình. Gyuki ngồi dậy, dùng kiếm như một samurai tự rạch bụng để đền tội. Ba đứa con của Karasu Tengu cũng vừa bay đến chứng kiến cảnh Rikuo hất kiếm ngăn cản việc Gyuki tự sát. Họ vô cùng ngạc nhiên, nhưng Rikuo nói mọi động cơ của Gyuki đều vì sự hưng thịnh của gia tộc Nura, cho nên cậu không muốn thành viên trong gia tộc tự sát vì chuyện vặt vãnh như vậy được. Đây cũng là phần nhân tính bên trong con người của cậu. Một đêm dài đằng đẵng ở Vong Linh Sơn kết thúc. Yuzhonna và Altabor phụ trách gửi những người bạn của câu lạc bộ săn yêu quái Kijo Yuji-ai về nhà nấy an toàn. Còn phần Gyuki thì được Riko và ba đứa con của Karasu mang về dinh thự Nura dưỡng thương. Tạm thời Mezumaru và Gozumaru cũng được ở lại đây làm bảo vệ một thời gian. Họ gặp bé tuyết Yuzhonna ở nhà chính thì chọc cô vô dụng vậy mà cũng đòi theo bảo vệ thiếu chủ, làm cô nàng xấu hổ tự cứng như băng luôn chứ không cần thổi hơi lạnh. Lại như mọi khi, sau mỗi lần yêu quái xuất hiện là sáng hôm sau Riko mất tích không đến trường. Cô nàng âm dương sư bắt đầu nghi ngờ về Riko, chắc chắn phải điều tra.
Kijosugu và Shima ganh tị với bọn con gái vì được nhìn thấy yêu quái, còn cậu ta mang tiếng đội trưởng câu lạc bộ mà đi săn yêu chưa bao giờ gặp. Thấy mọi người ổn định tâm trạng lại rồi, Kijosugu liền vô việc chính, cậu ta lại bắt đầu lên kế hoạch cho lần đi săn yêu tiếp theo. Ai nấy đều ngao ngán trừ Yuza, đúng là âm dương sư có khác. Quay trở về dinh thự nhà Nura, các đầu lĩnh đều tề tụ đông đủ trong cuộc họp thủ lĩnh lần này. Họ đến xem kịch hay về việc nhà Nura xử lý kẻ phản bội Gyuki và vấn đề Rikuo lên làm thiếu chủ. Mẹ Rikuo, phu nhân Wakana lúc nào cũng là người vô cùng lạc quan và yêu đời. Bà ấy rất thích làm việc nhà để giúp đỡ các thuộc hạ, nhưng mỗi khi đụng vào là bể cái này, đổ cái kia. Sắp đến thời gian bắt đầu cuộc họp, trái lại với sự lo lắng Rikuo sẽ bị các đầu lĩnh phản đối thì bà không một chút nghi ngờ chuyện con trai sẽ hoàn thành tốt được mọi việc. Cái tinh thần này khiến đám thuộc hạ cũng phải nể bà một bậc. Qua sự việc lần này, Rikuo đã chấp nhận dòng máu yêu quái tồn tại cho mình. Cậu không còn quên những chuyện cậu đã làm lúc biến thành yêu quái ban đêm nữa. Bây giờ trông Rikuo rất tự tin và đĩnh đạc chủ trì cuộc họp với cương vị là một thống lĩnh tương lai. Các đầu lĩnh đều trông chờ hình phạt mà Rikuo và thống lĩnh hiện tại dành cho Gyuki. Nhưng Rikuo rất quyết đoán, phán quyết không trị tội Gyuki với lý do ông ta chỉ là muốn tốt cho gia tộc. Vì sợ Rikuo là kẻ yếu đuối không bảo vệ được gia tộc cho nên mới có những hành động sai lầm như vậy. Nhưng bây giờ đây ông ta đã hiểu và tin tưởng hoàn toàn vào Rikuo, sẽ không có chuyện tương tự xảy ra một lần nữa. Hơn nữa biên giới phía tây của gia tộc Nura là Vong Linh Sơn, chỉ có Gyuki mới có thể trấn thủ tốt ở đó để việc bảo vệ vùng lãnh thổ này cho gia tộc Nura mà thôi. Mọi người tỏ ra khá bất ngờ về phán quyết này, thậm chí có kẻ không bằng lòng biểu hiện ra mặt, nhưng một khi thiếu chủ đã chốt thì không bàn cãi gì thêm. Hơn nữa, ông nội của Rikuo cũng cho cậu toàn quyền quyết định việc này. Sự việc Gyuki đã xử lý xong, mọi người tiếp tục thông qua việc Rikuo lên làm thống lĩnh. Theo như ông nội cậu công cáo cho các đầu lĩnh thì kể từ giờ cho đến năm Rikuo đủ 13 tuổi yêu, nếu không có ứng viên nào vượt qua được cậu thì Rikuo sẽ chính thức lên làm Nuzaji Hion đệ tam. Tuy nhiên, vẫn còn một số hoài nghi trong gia tộc và còn một chút do dự trong mắt Rikuo về vị trí mà cậu vừa tiếp nhận. Kể từ hôm Saburo Neko bị cơn gió mạnh kia thổi làm quần áo rách tả tơi như vừa đi qua máy chém, một lúc sau cậu ta ngất xỉu đến bây giờ vẫn không tỉnh lại, trong cơn gió mang theo độc tính rất mạnh. Thông tin được báo về nhà chính, Nuzaji Hion và trưởng lão Hihi đang bàn với nhau về sự việc này. Rất có thể đây lại là một hành động tương tự gia tộc Kyuso. Trưởng lão Hihi xung phong nhận nhiệm vụ dẹp loạn ở hẻm Ba Keneko lần này. Chiếc mặt nạ trên mặt đại yêu quái Hihi rớt xuống, thật không ngờ Hihi và người của ông ấy đã nhanh chóng bị hạ gục. Thế lực đứng sau vụ này cũng không tầm thường. Dường như có kẻ lại muốn công khai khiêu chiến với nhà Nura. Ba đứa con của Karasu Tengu nhanh chóng về báo lại kết quả điều tra cuộc thảm sát cho nhà chính, phát động nâng mức phòng thủ cho các thủ lĩnh lên cao nhất. Sự ra đi của một đại yêu quái phụng sự lâu năm trong gia tộc đã làm mọi người hết sức đau buồn. Rikuo còn nhớ như in cuộc trò chuyện cuối cùng của mình với trưởng lão Hihi trước khi ông đi xử lý sự cố ở hẻm Ba Keneko. Rikuo dằn vặt vì từ khi cậu chọn sẽ lên làm đệ tam thì trong gia tộc luôn gặp sự cố. Karasu Tengu sau khi nhận được tin dữ đã ra lệnh cho các yêu quái thuộc hạ bảo vệ các vị thủ lĩnh trong gia tộc. Ưu tiên nhất vẫn là Rikuo, có tận 6 người hộ vệ. Các yêu quái tuy là hình dạng kỳ cục nhưng cũng cố tạo ra một tạo hình giống con người nhất, trà trộn vào dòng người theo Rikuo đến trường học. Ngoài Zujiona, Aotabo ra thì có thêm 4 người nữa là Kappa, Kubinkashi, Kezozo và Kuzotabo. Kuzotabo tự kiêu ngoại hình giống một doanh nhân sẽ không ai phát hiện. Không chú ý gạt xuống, liền bị bỏ lại trên tàu điện ngầm. Cuối cùng theo hộ vệ, Rikuo chỉ còn lại 5 người. Theo lệnh của Karasu Tengu, các thủ lĩnh đều có một hoặc vài yêu quái theo hộ vệ, làm bọn họ cảm thấy khó chịu như đang bị theo dõi, cứ tỏ đằng sau ai mà chịu được, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ông nội của Rikuo cũng có hai hộ vệ là Gozumaru và Mezumaru. Kể từ khi Gyuki được nhà Nura tha thứ, thì bọn họ được phái đến ở đây để bảo vệ nhà chính một thời gian. Khi được giao nhiệm vụ này, bọn họ rất vui vì cảm thấy được tin tưởng. Trên tòa nhà cao tầng mới xây xong, một đám người đang bày mưu tính kế tiêu diệt thủ lĩnh của gia tộc Nura, chiếm lĩnh địa bàn. Ông nội Rikuo lại trốn ra ngoài cùng với Natto để tìm đồ ăn ngọt. Tình cờ gặp Yuza đang xếp hàng mua đồ giảm giá. Ông còn nhớ đây là cô bé âm dương sư bạn của Rikuo. Kể cũng khổ thân cho cô bé, vì để được làm âm dương sư và được gia tộc công nhận mà cô phải một thân một mình cực khổ đến đây để tiêu diệt các yêu quái và thống lĩnh của chúng. Rất nhanh chóng sau đó, hai người đã trở nên thân thiết. Hai ông cháu đang trò chuyện với nhau thì đàn quạ xuất hiện bay đầy trên bầu trời, một cơn gió cực kỳ khó chịu thổi tới. Yuza linh cảm có chuyện chẳng lành, thì ra đó là một cơn gió độc mang theo nhiều yêu khí, cô hốt hoảng dùng thân mình đỡ cho ông nội của Rikuo. Trở lại với buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Kirojuji, hôm nay Yuza và Shima vắng mặt. Maki và Toji tranh thủ tập chiêu Uho trước giờ học, tuy rằng động tác có vẻ không được đẹp cho lắm, thật ra là nhìn rất hài, thảo nào Kijosugu cứ chọc mãi. Kijosugu trình bày cho mọi người về công trình nghiên cứu yêu quái của mình. Trên biểu đồ thể hiện mật độ xuất hiện và nơi được cho là căn cứ của yêu quái trên cả nước. Những thông tin mà Kijosugu thu thập rất trùng khớp với dự đoán của Rikuo. Ẩn mình sau lớp bụi mịt mù của cơn gió độc là năm kẻ lạ mặc áo vest đen đầy ma mị. Theo như suy đoán của Nuzaji Hion, đây rất có thể là yêu quái điều khiển gió tên là Kamaitachi.
Cô bé Âm Dương Sư ngạc nhiên khi ông nội Rico có vẻ am hiểu về yêu quái. Nhưng trong một cuốn sách cô đã từng tìm hiểu trước đây, thì đó là con yêu quái gió tạo ra âm thanh nghe như tiếng roi và những chiếc roi đó có chứa chất độc. Nếu bị nó đánh trúng vết thương hở thì có thể mất mạng. Đây là yêu quái vùng Shikoku, Muchi. Yuza cố dùng bùa chú tạo nên một màng bảo vệ để ngăn cản yêu quái gió đến gần. Cô triệu hồi Shikigami ra lệnh cho thần thú Jokuson đưa ông nội Riko và Nato lên sân thượng của tòa nhà cao nhất lánh nạn. Còn phần cô thì ở lại đối phó với yêu quái. Dưới vùng đất trống, 5 con yêu quái vây thành vòng tròn bao bọc lấy Yuza ở giữa. Bọn chúng thi triển thuật điều khiển gió mang theo vô số tiếng roi chứa chất độc quất tới tấp lên người Yuza, khiến áo quần của cô bị rách tơi tả. Nhưng tưởng sẽ tiêu diệt được cái gai này, nhưng Muchi không ngờ rằng chính giây phút bị tấn công tới tấp đó đã giúp Yuza đột phá bình cảnh trong tu luyện, vứt bỏ những thứ ràng buộc lúc trước. Yuza giờ đây đã cùng một lúc triệu hồi được 4 con Shikigami, làm cả đám sửng sốt. Các Shikigami mà Yuza triệu hồi dễ dàng tiêu diệt bọn yêu quái áo đen. Cơn gió quỷ quyệt của Muchi đã bị ngăn chặn bởi một cô bé âm dương sư với sức mạnh dữ dội như yêu quái. Trên một ngọn núi phủ đầy sương mù, 7 bóng trắng đang rời khỏi nơi đây và tiến lên thủ đô, dự báo một cuộc sóng gió. Đó là thất hành giả, thường thì chúng sẽ vô hình trong mắt con người, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể bị nhìn thấy. Bất hạnh sẽ đổ ập đến những ai đối mặt với nhóm đội nón rơm này, thậm chí có thể là cái chết. Việc ông nội của Rico biến mất sẽ không có gì lạ nếu như không xảy ra sự việc đại yêu Hihi vừa bị sát hại một cách bí ẩn. Hai tên Mezumaru và Gozumaru giúp Karasuten, cô đi tìm. Hy vọng là ông chỉ chạy đi kiếm đồ ngọt ở đâu đó rồi lại về như mọi khi. Kanagen xì khói khi thấy hai người Rico Ozuji thân thiết quay trở về phòng học. Đã vậy còn cố giải thích làm mọi người thấy nghi ngờ mối quan hệ mập mờ này hơn. Quay trở lại khu đất trống trong công viên, Yuza một mình tiêu diệt 4 tên trợ thủ của Muchi, nhưng lại sơ suất quên mất tên cầm đầu để hắn trốn mất. Một cơn gió mạnh từ phía sau lao tới, đẩy Yuza ngã xuống đất. Tên Muchi tấn công Yuza làm cô bị trúng độc, cơ thể đang suy nhược không thể điều khiển 4 Shikigami cùng một lúc. Tanjo rồi Jukusen lần lượt bị Muchi hạ gục, Yuza buộc phải thu hồi Bukajuku để bảo toàn lực lượng. Nhìn thấy Yuza không còn khả năng chống cự, Muchi bỏ đi. Mục đích tấn công chính của hắn là Nujaji Hyon chứ không phải một âm dương sư nhỏ bé. Muchi phi thẳng lên sân thượng, nơi Nujaji Hyon đang đứng làm nổi gió kinh người, khổ thân Nato nhẹ quá bị thổi bay luôn. Nujaji Hyon chất vấn Muchi về cái chết của Hihi, tên Muchi cười cợt, một kẻ tầm thường như vậy mà cũng được coi là trưởng lão của gia tộc Nura, thì chẳng cần đến một tuần lễ hắn cũng sẽ tiêu diệt hết tộc Nura mà thôi. Tên Muchi tạo ra gió và roi độc đánh tới tấp vào Nujaji Hyon, mỗi roi quật xuống đến đâu là sàn gạch sập đến đó, nhưng nhiễm nhiên không trúng được Nujaji Hyon. Muchi tưởng Nujaji Hyon đã thua thế nên mới bị dồn vào đường cùng. Hắn vận hết sức tạo ra hai đạo lốc xoáy cuốn ông vào trong và xé ra thành từng mảnh, nhưng đó mới chỉ là suy tính của hắn. Nujaji Hyon điềm nhiên đỡ những đòn tấn công, cầm thanh đoản kiếm trên tay ra, hút hết những đòn roi độc trong hai đạo lốc xoáy Muchi vừa đánh tới. Ngay khi Nujaji Hyon rút kiếm ra khỏi vỏ là lúc gió lốc bị đẩy ngược hết về phía Muchi. Muchi đến chết cũng không thể ngờ có một sức mạnh bá đạo như vậy. Một sức mạnh phẳng lặng như gương, Nujaji Hyon thong thả đến gần, đâm một nhát kết liễu. Trước khi tan biến, Muchi cũng không khai ra lý do vì sao yêu quái vùng Shikoku lại muốn giết Nujaji Hyon. Lúc này Yuza vừa leo cầu thang bộ đến nơi, không thấy Muchi đâu, Yuza tỏ ra thất vọng, nhưng biết được con yêu quái không tìm thấy ông nội Rico nên đã rời đi thì cô mới an lòng. Ông nội Rico cảm ơn Yuza vì đã cứu ông lúc nãy, cô hào hứng rủ ông cùng về nhà ăn tối với mình. Nhưng nhân lúc Yuza quay đi thì ông đã kịp biến mất. Nato đi lang thang trên đường nhặt lại túi thức ăn mà lúc nãy bị thổi bay đánh rớt. Thấy Nujaji Hyon đến liền mừng rỡ. Ông có việc cấp cần phải rời khỏi đây mấy ngày nên rủ Nato cùng đi. Rico và đám bạn học quay trở về nhà. Kana và Georgiana lại có chiến tranh vì Rico. Ba yêu quái hộ vệ của Rico đứng nấp ở góc đường thấy cảnh này cũng mệt mỏi thay. Một bóng người thoáng qua, cảm nhận có yêu khí, Kappa, Kubinkashi và Kejojo đuổi theo đến ngã rẽ thì không thấy nữa. Ở bên này, đột nhiên Rico, Kana, Altabo và Yuji bị hai nam sinh chặn đường gây sự, bọn chúng nói sẽ thu thập chữ uy nhiều hơn cậu, rồi bỏ đi. Nhìn theo hướng hai người rời khỏi, nhóm Rico phát hiện sau lưng họ có thất hành giả theo hộ tống. Rõ ràng lúc nãy chỉ có hai nam sinh, mà bây giờ lại mọc ở đâu ra thêm 7 cái bóng trắng. Rốt cuộc thì thủ lĩnh của chúng Inguram Ijobuta, Yamuki đang mưu tính chuyện gì? Gia tộc Nura có vững vàng vượt qua sóng gió chăng? Mời các bạn theo dõi ở phần tiếp nha! Mọi rắc rối trong gia tộc Nura đầu tiên phải kể đến là cuộc nổi dậy của Mưu Quỷ. Quyền lực của gia tộc Nura đã được khẳng định và được khắp cả nước biết đến. Gia tộc Mưu Quỷ Yuki là một phần trong gia tộc Nura, chiếm giữ Vong Linh Sơn và có nhiệm vụ bảo vệ vùng lãnh thổ này. Thế nhưng, thủ lĩnh của gia tộc Yuki là Yuki-sama đã nổi dậy chống lại người thừa kế vị trí Nujaji Hyon đời thứ 3 là Rikuo-sama. Sự cố nội bộ đó đã gây nên sóng gió cho nền móng trong gia tộc. Yuki vốn là con người, được sinh ra vào 1000 năm trước tại một thủ phủ. Một tuổi thơ mồ côi bất hạnh, cha bị sát hại, mẹ thì vì sinh tồn nên phải gửi ông lên chùa tu tập, nhưng thực chất là để tái hôn. Sự việc dâng lên đỉnh điểm khi mẫu thân là lẽ sống duy nhất còn lại,
qua đời một cách đau đớn vì bị yêu quái ăn thịt. Ngài đã quyết từ bỏ cái tên Jiuen Iwakamaru mà phụ thân đặt và trở thành yêu quái Yuki tàn ác, gieo rắc tai ương cho con người. Cho đến lúc được Nuzaji Hyon thu phục và mời gia nhập vào gia tộc Nura thì Yuki mới được cảm nhận lại hơi ấm của một gia đình. Kể từ đó ông một lòng sống chết vì gia tộc Nura. Cuộc nổi dậy chống lại việc Rikuo thừa kế chức đệ tam xảy ra bởi lẽ Rikuo chỉ mang trong mình 1/4 dòng máu của yêu quái. Biểu hiện không muốn thừa nhận mình là yêu quái mà chỉ muốn là một người bình thường của cậu đã khiến Yuki nghi ngại về sự phồn thịnh sau này của gia tộc. Nếu Rikuo là một kẻ yếu đuối thì ông sẽ giết cậu rồi tự sát. Nhưng nếu thiếu chủ hợp thức, ông sẽ hài lòng và chọn lấy cái chết. Qua lời kể của Yuki, Rikuo đã hiểu được nguyên nhân sâu xa này nên cậu tha thứ và không cho Yuki tự vẫn vì đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Tất cả là được xuất phát từ tình yêu với gia tộc Nura mà thôi. Với quyết định giữ lại Yuki bên mình, một lần nữa Rikuo khiến ông cảm nhận sự ấm áp mà trước đây tổ tiên của cậu đã dành cho ông. Sự kiện đó đã dẹp tan hoàn toàn nghi ngại trong lòng Yuki và khiến ông toàn tâm toàn ý phò trợ Rikuo và gia tộc Nura. Trở về với thực tại, sự biến mất của ông nội Rikuo trong thời điểm này khiến mọi người vô cùng hoang mang. Lo lắng nhất phải kể đến Karasu Tengu. Ông ấy bay khắp để nơi tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, kể cả đó có là nồi cơm điện đi chăng nữa. Rikuo và mẹ khuyên nhủ Karasu Tengu vì trước giờ ông nội vẫn thường xuyên biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện ấy mà. Khuyên là vậy, nhưng trong thâm tâm, Rikuo lại bất an khi nhớ về cái chết của đại thủ lĩnh Hihi và cuộc gặp gỡ với hai thanh niên lạ mặt lúc chiều theo sau là thất hành giả. Những sự việc này chỉ là trùng hợp hay có kẻ chủ đích nhắm vào tộc Nura? Nuzaji Hyon đã mất tích sau trận chiến với Mũ Chí. Những kẻ trong bóng tối bản tính sẽ thừa nước đục thả câu, nhân lúc hỗn loạn, tiêu diệt gia tộc Nura một cách nhanh gọn. Nhưng điều bọn chúng đang ái ngại là trong gia tộc Nura cũng còn nhiều kẻ mạnh, vã lại tín ngưỡng của mỗi vùng. Hay nói cách khác, dân địa phương mới chính là nỗi lo. Họ có quan hệ với tộc Nura trong thời gian dài, họ có thể coi là sức mạnh tiềm ẩn của gia tộc Nura. Một kẻ trong thất hành giả tỏ ra khinh bạc, những con người yếu đuối kia thì làm sao chống lại sức mạnh yêu quái. Chỉ cần một mình hắn ra tay thôi cũng đủ tiêu diệt bọn họ rồi. Thế là bọn chúng thống nhất kế hoạch sẽ trút giận lên dân chúng của thị trấn Ukizoe trước, để đánh lạc hướng những kẻ mạnh trong phe địch. Một bàn tay làm chập điện, gây cháy nổ cả trung tâm thương mại. Hành động tấn công người dân vô cớ, phá hủy trật tự trị an của thị trấn. Và rất nhiều cuộc bạo loạn khác đã và đang gây ra những nỗi sợ của dân chúng trong thời gian gần đây. Theo điều tra của gia tộc Nura, bọn chúng là những tên yêu quái đến từ Shikoku, những tên sát nhân thật sự. Chúng muốn chiếm lấy gia tộc Nura sao? Rikuo trầm tư, đây là lúc thử thách danh hiệu của kẻ kế thừa. Rikuo chủ trương trấn an thuộc hạ, kẻ thù ở trong tối đang làm náo loạn, ta ở ngoài sáng, điều cần thiết bây giờ là không được hoang mang. Chỉ cần bình tĩnh, lúc đó chúng sẽ lộ diện. Kijosugu, đội trưởng của câu lạc bộ săn yêu quái, lại có việc để làm. Cậu ta miệt mài thu thập những báo cáo về tai nạn, những thảm họa bí ẩn đã xảy ra ở thị trấn Ukijoe đêm qua. Theo một số nguồn tin, chúng được cho là do yêu quái gây ra. Chúng là thất hành giả, những kẻ được đồn là nếu có những ai nhìn thấy trên núi thì sẽ không còn mạng sống để quay trở về làng. Những chuyện bí ẩn cứ liên tiếp xảy ra, làm mọi người vô cùng hoang mang. Để tối thiểu thiệt hại, Rikuo ra lệnh cử các yêu quái thuộc hạ thay nhau canh gác ở những địa điểm đông người trong thị trấn. Đêm nay bọn thất hành giả lại tiếp tục phá hoại cuộc sống của người dân. Con yêu quái có hình dạng con gà khổng lồ Inuhao thổi một hơi lửa phóng hỏa làm cháy rực cả khu rừng. Mọi người sợ hãi đám cháy, cố bỏ chạy ra xa. Bất ngờ Yuza, cô bé âm dương sư, kịp thời khởi động Shikigami dập tắt đám lửa phá hoại đó. Tức giận, Inuhao tấn công lại Yuza, đang chuẩn bị một đòn đánh chí mạng lên người cô thì bộ ba săn ba Karasu, con của Karasu Tengu đang tuần tra phát hiện đuổi theo, làm hắn bỏ chạy. Trong cuộc ẩu đả lúc nãy, vô tình Yuza bị hơi lửa của Inuhao làm trọng thương ở cánh tay. Kana điện thoại báo cho Rikuo về tình hình yêu quái xuất hiện lúc nãy, bảo cậu hãy cẩn thận. Yuki tới thông báo cho Rikuo về việc các thủ lĩnh bắt đầu bồn chồn không yên, hết người này đến người khác tụ tập về nhà chính. Trước đây, Rikuo đã thức tỉnh, nhưng trong một thời gian dài cậu đã phủ nhận điều đó. Bởi vì cậu muốn được làm người bình thường, nhưng cậu cũng có những chiến hữu quan trọng với mình. Những người bạn yêu quái, thế nên Rikuo sẽ không thể tha thứ cho kẻ nào làm hại những người bạn đó. Cậu sẽ không do dự nữa. Bây giờ ông nội lại biến mất, Rikuo với cương vị là thống lĩnh tương lai sẽ chỉ huy toàn gia tộc đối phó. Thủ lĩnh Hitosume lại luyên thuyên, kích động mọi người. Trong cuộc họp các thủ lĩnh, lần này có sự xuất hiện của Soe, cậu ta đang mất bình tĩnh và muốn lập tức báo thù cho cha của mình là đại yêu Hihi. Rikuo cương quyết trong vai trò là người đứng đầu gia tộc hiện tại, ra lệnh cho mọi người kể từ giờ phút này, không ai được hành động một mình. Cái chết của Hihi ai cũng muốn báo thù, nhưng việc chia rẽ trong lúc này là đã trúng kế của kẻ thù. Mọi người cần phải bình tĩnh và đoàn kết lại. Trước khi ông nội quay về, tất cả sẽ do cậu lãnh đạo. Chủ trương của toàn gia tộc Nura là phải thắt chặt an ninh, chờ kẻ địch lộ diện trước.
mọi người không còn phản đối gì vì những phân tích của Rikuo rất hợp lý. Soe đã lấy lại bình tĩnh, toàn tâm toàn ý nghe theo chỉ đạo của thiếu chủ. Trên nóc nhà, một kẻ đang nghe lén cuộc họp của các thủ lĩnh. Hắn là Inugami với cái lưỡi dài thòng, nhếch mép, chỉ phòng thủ thì không ăn thua gì. Điều đáng ngạc nhiên là thân thủ của hắn đã vượt qua được tai mắt của các thuộc hạ trong dinh thự, thì quả là không tầm thường. Từ trên cây, Inugami phóng súng làm vỡ hết đồ đạc, gây náo loạn cả dinh thự. Trước khi rời đi, hắn còn tiện tay giết chết một con cá đang đứng trong sân. Các yêu quái cấp thấp hoảng loạn đã đành, một đại yêu như Hitosume lại đứng giữa sân ủy mị than khóc, thật làm cho mọi người ai nấy đều rối như tơ vò. Rikuo và các thuộc hạ đuổi theo ra tới cổng, ở bên ngoài, Thất Ảnh và hai nam sinh đã đứng sẵn phục kích từ lâu. Kẻ thù đã tìm tới tận nơi mà chúng thuộc hạ không hề mảy may hay biết, đây rõ ràng là một hành động khiêu khích mà gia tộc Nura vừa phải nhận lấy. Yêu quái vùng Shikoku Thất Hành Giả được dẫn dắt bởi hồ ly Inugami Jubu có tên là Tamazuki đã lộ diện. Trận chiến không khoan nhượng vì danh dự đã bắt đầu. Hai nam sinh bí ẩn mà Rikuo đã gặp mặt bất ngờ từ trước, một người lưỡi dài là Inugami mới vừa đột nhập vào dinh thự nhà Nura. Đứng ở ngoài cổng chờ sẵn, ngoài thất quỷ ra, thì người còn lại là Inugami Jubu Tanuki Tamazuki. Nói đến tên này, gia thế hắn cũng rất chi là kinh khủng. Hiện tại hắn đang thống trị 88 yêu quái vùng Shikoku. Còn cha hắn là thủ lĩnh 808 của Hồ Ly. Mục đích gây ra vô số hỗn loạn gần đây trong lãnh thổ thuộc gia tộc Nura quản lý là vì hắn muốn thu nhập nhiều chữ uy hơn Rikuo và rồi tước đoạt nó từ tay cậu. Bắt cậu kẻ kế thừa gia tộc Nura phải phục tùng hắn. Ánh mắt Rikuo trở nên đanh lại. Đột nhiên từ phía sau, Soe bay lên, vung gươm chém về phía Inugami Jubu và đám thuộc hạ của hắn. Cậu được ước thấy, bây giờ lại gặp kẻ giết cha mình. Soe không thể kiềm chế được cơn uất giận. Cùng lúc đó, Gojumaru và Mezumaru cũng xông lên trợ giúp Soe. Jujiona thổi làn hơi băng tấn công kẻ địch, không hề đổi sắc mặt. Phía Thất Ảnh, yêu quái gà Inuhao dụng lực thổi bùng ra một trận lửa lớn, áp đảo luôn bé tuyết Jujiona. Soe, Gojumaru và Mezumaru cũng bị sức nóng đẩy lùi mấy bước. Lửa mà tên yêu quái Inuhao thổi không chỉ dừng lại ở nhóm người Soe, hắn cố tình thổi thật mạnh về hướng cổng chính của dinh thự, đám cháy lớn đến nỗi cánh cổng bị hư hỏng nặng. Mọi người cố sức dập lửa nhưng cũng không ăn thua. Rất may Kappa kịp thời thi phép hút nước từ một cái hồ cá cảnh trong nhà ra dập lửa, chứ nếu không thì đã cháy trụi hết rồi. Những yêu quái vùng Shikoku hả hê rời đi. Xem ra đây chỉ là hành động chào hỏi ban đầu, hứa hẹn cuộc gặp gỡ tới với gia tộc Nura sẽ không êm đềm như vậy đâu. Mọi người định đuổi theo nhưng Rikuo ngăn lại, cậu không muốn vì một chút bất cẩn mà lọt vào bẫy kẻ địch. Sau màn chào hỏi đó, Rikuo bàn với các thuộc hạ tập hợp mấy người bạn trong câu lạc bộ Kijojuji đến nhà mình ở lại để tiện việc bảo vệ an toàn cho họ. Vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nghe tin có Kana, bé tuyết tỏ ra không được vui cho lắm. Hai người này kiểu ghen với nhau hay sao ấy, bằng mặt nhưng không mấy bằng lòng. Nhưng đây là lời nhờ cậy của Rikuo nên mọi người phải làm theo. Viện cớ là mời mọi người đến nhà mình cắm trại với săn yêu quái. Rikuo được Kijosugu đánh giá cao vì bây giờ cậu đã dần ra dáng là một thành viên của câu lạc bộ săn lùng yêu quái rồi. Mọi người vui vẻ nhận lời vì một lý do nữa là mẹ của Rikuo nấu ăn rất ngon. Về phần Yuza thì không đến được vì cô vừa bị thương trong lần đụng mặt Inuhao. Vả lại cũng có việc đang cần phải nghiên cứu một số thứ, rõ ràng có kẻ nào đang cố tấn công cuộc sống của cư dân trong vùng. Các yêu quái trong nhà Nura đang cùng nhau thu dọn bãi chiến trường. May mắn là hư hỏng không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng khiến mọi người hì hục một phen. Kara sự ten, Gu năng nổ chạy tới chạy lui sắp đặt mọi việc. Dinh thự phải được sửa thật nhanh chóng và chuẩn xác chứ nếu không, lúc thống lĩnh trở về lại là trách mắng. Lại nói về Nujaji Hyun hiện tại. Ông cùng với Nato đến vùng núi Shikoku, xuất phát điểm của thế lực đang gây hấn với gia tộc Nura. Ranh giới của tộc Nura chỉ kéo dài đến Vong Linh Sơn nhưng trước đây ông nội Rikuo có dịp đến đây và trông nó bây giờ rất khác, hẳn là đã có chuyện gì đó bất thường. Trở lại thị trấn Ukijoe, cặp đôi Mezumaru Gojumaru bí mật truy tìm con yêu quái trong băng hôm qua đến nhà Nura gây rối. Gojumaru đã nhanh trí để lại ký hiệu trên người một tên trong số chúng. Trong lúc đánh nhau, để đi lại trên đường mà không bị phát hiện, hắn đã cải trang cho giống con người. Nhưng với ám hiệu đặc biệt mà Gojumaru để lại thì có cải trang thế nào cũng trở nên vô nghĩa. Như kế hoạch, đám bạn của Rikuo đã đến nhà Nura. Họ được bà Wakaname Rikuo đón tiếp rất nhiệt tình. Shima vừa đến đã hỏi về Oikawa, tên mà Yuji tự đặt để trà trộn ở trường. Cậu ta rất thích bạn học này. Thậm chí dạo trước còn tức xì khói với Rikuo vì tỏ ra thân thiết với Oikawa nữa chứ chẳng đùa. Yuji phải bảo vệ bọn họ, khiến cô không mấy vui vẻ. Vốn là đang không được thích Kana cho lắm mà phải đi bảo vệ cô ấy. Nhưng đây là mệnh lệnh của đệ tam, Yuji buộc phải chấp hành thôi. Rikuo cố giải thích cho mọi người việc dinh thự đang bị hư hỏng cần phải sửa chữa nên không thể săn yêu quái được. Kijosugu thất vọng ra mặt, vậy mà còn hứa là sẽ có chỗ cho cả bọn săn yêu quái,
khiến cậu ta chuẩn bị tư trang nào là quốc sảnh đầy đủ. Đang định căn nhận Rikuo thì Yuji đến làm Shima hớn hở quên luôn việc chính. Thế là mọi người chuyển từ cắm trại săn yêu quái sang cắm trại theo đúng nghĩa đen, ăn uống, tập UHO và tận hưởng không khí trong lành. Về phần các thủ lĩnh trong gia tộc Nura, buộc phải ở lại trong dinh thự, không được ra ngoài. Mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh, duy chỉ Hitosome là cáu gắt vì cảm thấy tù túng và bị hậu bối sai khiển. Vốn dĩ là nhà chính của gia tộc Nura đang dẫn đầu 72 chi yêu quái với 10.000 thành viên, không lẽ lại sợ kẻ thù đến từ Shikoku sao? Nhưng những lý lẽ của Hitosome nhanh chóng bị dập tắt bởi thủ lĩnh Dazuma. Đáng lý ra một thủ lĩnh là phải hỗ trợ đệ tam trong lúc thống lĩnh vắng mặt, chứ không phải là gây kích động trong mọi người như vậy. Ở bên này, Gozumaru và Mezumaru đã lùng bắt được tên yêu quái đó. Hắn yếu cực kỳ, họ nhanh chóng hạ gục và định bắt sống để điều tra thông tin về những tên còn lại. Đang dồn tên yêu quái kia vào đường cùng thì đột nhiên trời mưa, lúc này họ mới biết tại sao tên này lại là một trong thất ảnh. Tên nó là Ganjikozo, yêu quái điều khiển nước, chỉ cần ở gần nước thì hắn là vô địch. Hắn đang định gây hoang mang cho thị trấn Uchizo này bằng cách phá hủy các máy lọc nước. Kappa phát hiện ra và mời Rikuo đi cùng để ngăn cản tên Ganji lại. Kappa cũng là một yêu quái nước, cậu ta đấu tay đôi với Ganji. Lần này thành viên của nhóm thất ảnh có phần ưu thế hơn. Đang đấu hăng say thì Ganji nhảy lên không trung, một yêu quái nước mà nhảy ra khỏi mặt nước thì có khác nào hành động tự sát. Lúc chuẩn bị hạ gục Ganji thì đồng bọn của nó, Inuhao-ao đến ứng cứu. Đứng ở nóc nhà quan sát, thấy Inuhao-ao xuất hiện, Riko buộc mình phải ra tay chém một nhát, con gà bị đánh rụng không ít lông trên người, nhanh chân gấp theo đồng bọn chạy trốn. Trận này tuy coi như hủy, nhưng cũng khiến đám yêu quái vùng Shikoku phải kiêng nể gia tộc Nura đến mấy phần. Tamazuki, kẻ thống trị của 88 yêu quái vùng Shikoku, cùng thất hành giả khiêu khích gia tộc Nura bằng những cuộc tấn công bất ngờ cùng thủ đoạn nham hiểm, làm cho các thủ lĩnh trong tộc không kịp trở tay. Đáng buồn là đại thủ lĩnh Hihi, một trong những công thần đã vào sinh ra tử với nhà Nura ngay buổi đầu sơ khai, cũng bị bọn chúng giết hại. Mờ mưu lật đổ gia tộc Nura ngày càng một rõ ràng hơn khi cuộc sống của dân chúng trong thị trấn Ukizoe bị đe dọa và bao quanh bởi sự kinh hãi. Trước những mối đe dọa đó, với cương vị là thiếu chủ nhà Nura, Rico bố trí cho các thuộc hạ đề cao cảnh giác, thắt chặt an ninh trong toàn thị trấn. Otabo và Kuzotabo đi tuần tra trên toàn địa bàn quản lý của gia tộc và nhắc nhở thủ lĩnh của tộc Bakeneko phải cẩn thận hơn trong việc tuyển người làm trong thời điểm nhạy cảm này. Cha con nhà Karasuten-gu nhận nhiệm vụ giám sát trên bầu trời, ra soát, nắm bắt kịp thời các hành động bất thường và báo cáo lại cho nhà chính. Tưởng chừng mọi việc đều ở trong tầm mắt, nhưng không ngờ vẫn có sơ hở, tộc Nura lại bị tấn công. Theo báo cáo của cha con nhà Tengu, nạn nhân lần này là ma đói Obake-sama, thủ lĩnh gia tộc Obake và ba hộ vệ của ông ấy. Xem ra những vết thương rất nghiêm trọng, đều ở những điểm chí mạng. Đại yêu Hitosume có thể nói là người có tâm lý yếu nhất, dễ bị kích động nhất trong hàng ngũ các thủ lĩnh. Ông ta chất vấn động thái tiếp theo của Riko để giải quyết vấn đề này. Thủ lĩnh Gen và Gyuki phải tỏ thái độ thì Hitosume mới thôi làm loạn. Việc cần thiết là cùng nhau thảo luận để tìm hướng giải quyết, chứ không phải đổ lỗi và than trách. Cũng theo sự điều tra của nhà Tengu, ma đói rất có thể bị mai phục trên đường từ dinh thự Nura về nhà. Vậy có nghĩa là trong nội bộ gia tộc có nội gián. Rikuo không vội vàng ra quyết định, cậu cho lệnh tiếp tục nâng cao cảnh giác và theo dõi thêm, tránh quy chụp làm ảnh hưởng lòng tin của mọi người. Rikuo mệt mỏi vì sự việc xấu cứ liên tiếp xảy ra, trong khi cậu còn khá non nớt. Yuzuna ân cần an ủi, xem ra Kizosugu và các bạn học phải nhờ Yuji tiếp tục bảo vệ để Rico còn tập trung cho việc chính. Biệt đội Kiro, Yuji bị nhốt ở sân sau dinh thự Nura, thèm khác đi săn yêu quái mà chỉ được nghe kể chuyện về yêu quái cho qua ngày, khiến mọi người bí bách đòi về nhà. Yuji phải đến rủ họ luyện tập UHO và chơi các trò tiêu khiển cho đỡ buồn. Yuji đúng chuẩn là một hoạt náo viên tận tâm với nghề, dù rằng bất đắc dĩ. Một bên, cô nàng âm dương sư vẫn canh cánh trong lòng những sự việc ma quái xảy ra trong thị trấn. Vết thương trên tay ở lần chạm trán Inuhao-ao chưa kịp lành cũng không làm khó được Suza. Cô quyết tâm phải giải quyết những chuyện này, trả lại sự yên bình cho dân chúng. Đang thơ thẩn suy nghĩ thì một nữ yêu tóc dài từ trong con hẻm nhỏ thản nhiên lướt qua ngang người Suza. Con yêu quái đến từ Shikoku tên là Kajiba Jiona, vừa nghe Suza gọi là bà lão liền nổi điên biến mái tóc thành vũ khí toan giết Suza. Nó giữ người khi Suza không phải là kẻ dễ đối phó. Cô lập tức thi triển Shikigami triệu hồi lửa ngăn chặn Kajiba Jiona tác oai tác quái. Cô ta nhận ra Yuza là người âm dương sư đã đối đầu với Inuhao-ao trước đây. Sợ gây hỗn loạn chỗ đông người thì âm mưu phá hoại của bọn chúng sẽ bị phát hiện, nữ yêu vội chạy vào con hẻm rồi biến mất. Yuza cố đuổi theo nhưng đến cửa dinh thự nhà Nura thì bị mất dấu. Trong sân trước của dinh thự là biệt đội Kiro, Yuji đang hăng say luyện tập thể thao tăng cường sức khỏe để đối phó với yêu quái. Thật ra là vì quá chán. Yuza được mẹ Riko mời ăn bánh ngọt. Qua lời kể của cô, Riko biết được sự xuất hiện của nữ yêu Kajiba Jiona. Trước khi Yuza rời đi, cậu đã khéo léo sắp đặt thuộc hạ Kezozo theo bảo vệ cho Yuza.
Dựa vào bản phác họa yêu quái Kajibajana, Karazuten, Gu đã điều tra ra một người phụ nữ mới xuất hiện ở Bakeneko gần đây. Cô ta thường dò hỏi các khách về thủ lĩnh của gia tộc Nura, chính cô ta là kẻ nội gián âm thầm moi các thông tin bí mật của gia tộc. Màn đêm rủ xuống, Rikuo dưới hình dạng yêu quái dẫn theo Altabor và Kurotabor đến khu vực của tộc Bakeneko trừng trị nội gián. Rikuo làm đứt sợi tóc phụ nữ giăng trước cửa làm Kajibajana giật mình, bởi uy lực khá lớn này, cô ta bỏ chạy thục mạng. Bên trong cửa hàng, Hitosume vẻ mặt say rượu bước ra bắt gặp Rikuo. Vậy là 3 năm rõ 10, ai mới là kẻ làm lộ thông tin của gia tộc? Thấy vậy mà hắn không hề tỏ ra ăn năn, khi bị các thủ lĩnh khách móc còn quay sang đổ lỗi ngược vì gia tộc không có thống lĩnh lãnh đạo. Lại nói về phần Kajibajana, cô ta nhớ đến cuộc gặp Zuza lúc chiều, đinh ninh Zuza là kẻ mách lẻo phá hoại kế hoạch của ả. Ả căm tức, quyết tìm giết cho bằng được Zuza để làm quà biếu Tamazuki. Phu nhân Wakana tuy nấu ăn ngon nhưng lại chuyên múa chén, chén dĩa trong nhà rơi vỡ liên tục, khiến Kana phải thu dọn mật nghỉ. Lúc quay về phòng, Kana nhìn thấy chàng yêu quái ngầu lòi hôm trước đang ngồi trên cây anh đào. Shima cũng nói vừa gặp yêu quái trong nhà vệ sinh. Vậy là trong đám ai cũng từng gặp yêu quái, chỉ mỗi mình Kijosugu là chưa gặp bao giờ. Mặc dù cậu ấy là người năng nổ nhất về mấy vụ săn yêu quái trong đội. Ai cũng thấy kỳ lạ, có lẽ Kijosugu là người không có linh cảm chăng? Câu nói này của Maki như mũi tên bắn trúng trái tim yếu đuối trong Kijosugu. Tổn thương quá mức mà. Chị gái Kejozo chỉ mới lơ là một chút thôi mà Zuza đã gặp ngay nguy hiểm. Kajibajana đã tìm thấy Zuza, ép cô về bãi đất trống cho dễ hành sự. Rất may Karasuten, Gu đang tuần tra nhìn thấy, nhanh chóng về báo lại cho Rikuo. Rikuo vội vàng bay đến ứng cứu. Ở bên này Zuza đang chiến đấu với Kajibajana, chưa kịp thi triển phép thuật triệu hồi Shikigami Joson thì đã bị đánh ngã. Vừa lúc Zuza bất tỉnh, Kejozo cũng lần theo mùi yêu khí tìm đến. Cuộc chiến đạo nhan sắc giữa hai nàng yêu quái bắt đầu, cũng không kém phần gây cấn đâu, đúng là nữ nhân thời nào cũng thế. Ngay cả đó là yêu quái thì việc sỉ nhục nhan sắc của nhau bao giờ cũng là vũ khí mạnh nhất. Chưa đọ ra được ai đẹp hơn, thì Rikuo đến, chém bay mái tóc rối bù của Kajibajana. Rikuo tha cho cô ta một mạng để cô ta chuyển lời đến Tamazuki rằng không được lôi phụ nữ vào hành động bẩn thỉu của hắn. Lời cảnh cáo của Rikuo đã được chuyển đến Tamazuki, song cả bọn tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì. Dường như các yêu quái đến từ Shikoku là đang có mục đích khác. Rikuo bàn bạc với các thủ lĩnh. Gyuki nghi ngờ mục tiêu thật sự của bọn Tamazuki, chúng có lợi ích gì khi tấn công các thành viên của nhà chính. Những lời phân tích của ông khiến Rikuo phải suy nghĩ thật cẩn thận. Hành động Rikuo, anh hùng cứu mỹ nhân khiến Kejozo cảm động. Tuy là đã có tuổi nhưng cũng rất thích được thiếu chủ quan tâm. Kejozo đang bị thương ở tay nhưng không lo mà lại mơ mộng đến thiếu chủ khiến Zuji phát ven. Biệt đội Kijozuji tập họp, Kijosugu thông báo cho mọi người về những gì cậu ấy phân tích được dựa trên thông tin tình báo. Có một điều bất thường là những ngôi đền lớn nhỏ trong thị trấn đều lần lượt bị phá hủy, cho dù là cái nhỏ nhất. Không có người nào lại làm điều này một cách đều đặn như vậy, chỉ có một cách giải thích duy nhất là do yêu quái mà thôi. Quyết tâm ra ngoài ngăn chặn yêu quái phá đền, biệt đội Kijosugu này lại tìm thêm việc cho nhà Nura. Rikuo, Zuji, Sanba Garazu và Altabor buộc phải đi theo bảo vệ họ. Hitosume không hiểu đầu đuôi câu chuyện cứ nghĩ Rikuo vô tâm, ham chơi với bạn mà bỏ bê gia tộc. Đang đứng trước một ngôi đền vừa bị phá hoại, nghe tiếng động, không biết là nguy hay an, Zuza liền bỏ vô bụi cây nấp tạm. Thì thấy đó là biệt đội Kijosugi, mọi người chia ra đi tìm manh mối yêu quái để lại. Nhận thấy ở ngôi đền không có bóng dáng của thổ địa, Zuziona phát hiện ra một mảnh kimono bị xé nhỏ, liền đưa cho Rikuo xem. Zuza nấp trong bụi cây nhìn thấy cảnh tượng đó tưởng hai người bọn họ đang hôn nhau. Hiểu lầm Rikuo bắt cả hai tay muốn có cả Zuji và Kana. Zuza nhảy ra nói bóng gió này nọ, làm hai người bị lúng túng. Ở một diễn biến khác, ngài Nuja Jihion cùng với Nato thâm nhập vào địa phận Shikoku bị tên yêu răng nanh canh giữ ở đó phát hiện. 200 năm nay hắn chưa bao giờ nghe cái mùi nào hôi như mùi của Nato. Yêu quái này đánh không lại thống lĩnh tộc Nura nên bỏ chạy. Ông nội Rikuo đuổi theo thì có một yêu quái khác ném bình rượu về phía ông. Thì ra họ là bạn cũ gặp lại. Đấy là Inugamizo Butanuki, thống lĩnh 108 hồ yêu vùng Shikoku và là chủ nhân của đền thờ Yamaguchi. Kể ra thì 300 năm trước cả hai đều là những soái ca trong làng yêu quái nhưng giờ thì xuống sắc quá đỗi. Họ ngồi nhâm nhi ly rượu với nhau và có những chuyện cần bàn. Còn tên yêu quái lúc nãy biến hình nhỏ lại thành một hồ ly, dẫn Nato đi chơi. Nato quá nặng mùi nên bị hồ ly yêu xa lánh, chạy trước đến mấy thước. Sau chuỗi các sự kiện lại với nhau, Rikuo phát hiện có một sự trùng hợp là khi có chuyện xảy ra với các thủ lĩnh thì lại có một ngôi đền bị phá hủy. Kẻ thù đang cố tình đánh lạc hướng nhà Nura để tiêu diệt các thổ địa chú trong các ngôi đền. Hay nói cách khác, chúng muốn phá hủy nhà Nura từ nền móng. Nếu như các thổ địa bị tiêu diệt thì mọi sự sợ hãi và thờ phụng sẽ chuyển sang các yêu quái vùng Shikoku chứ không còn thuộc về gia tộc Nura nữa.
Biết được âm mưu của kẻ thù thì Rikuo cũng dễ tính toán cách giải quyết hơn. Cậu lệnh cho các thuộc hạ chuyển hướng bảo vệ sang các ngôi đền và chờ đợi. Khi có động tĩnh thì báo về, chính cậu sẽ ra tay. Cùng lúc đó, dựa theo hình ảnh những ngôi đền bị phá hủy và mảnh kimono mà biệt đội vừa tìm thấy, Kizosugu gửi về cho tổ tình báo và đã nhận được hồi đáp. Các ngôi đền được phá hủy theo hình xoắn ốc, theo tính toán của cậu thì hôm nay sẽ là ngôi đền này. Kizosugu rủ Shima cùng đi. Rikuo được tin thuộc hạ báo về cũng tức tốc đến ngôi đền đó phòng hờ chuyện bất chắc. Theo như chuyên gia hồi đáp thì có một loại yêu quái ở Shikoku chuyên ăn kimono và quần áo tên là Sodemoji-sama. Đặc điểm của nó là giết các thổ địa. Hắn thường xuất hiện từ đằng sau rồi kéo tay áo của họ. Ai quay lại nhìn vào mắt hắn thì sẽ bị nguyền rủa. Nếu như không muốn bị nguyền rủa thì hãy mặc kệ và cho hắn cái tay áo mà không được chống lại. Đang thao thao bất tuyệt thì Sodemoji-sama thật sự xuất hiện sau lưng Kizosugu. Nhưng Shima đã bỏ ra ngoài chơi đá bóng từ lúc nãy. Shima đang chơi nhìn qua Kizosugu thì thấy cảnh tượng yêu quái Sodemoji đang kéo áo của Kizosugu. Cậu ta còn định quay lại chửi vì tưởng đó là Shima. Ngay thời điểm Kizosugu chuẩn bị nhìn vào mắt Sodemoji, Shima rối quá không biết phải làm sao để cứu Kizosugu. Sẵn đang cầm trái banh trên tay, nảy ra ý tưởng Shima với cú sút của một tuyển thủ hạng A, đá quả bóng trúng ngay yêu quái Sodemoji văng ra xa mấy chục thước, cứu được bản thân trong gang tấc. Khi nghe Shima kể lại đoạn nguy hiểm lúc nãy thì Kizosugu tiếc hùi hụi vì không kịp nhìn thấy yêu quái. Cậu ta tức tốc đuổi theo nhưng một bên Zuziona thổi hơi băng ngăn họ lại. Quả là không có duyên với yêu quái thôi đành chịu, có khóc lóc van xin cũng khó lòng mà thấy nhé. Rikuo và các thuộc hạ đuổi theo Sodemoji-sama, nhưng có vẻ hắn không đi một mình, theo bảo vệ hắn còn có Tizayoji và Inuhao. Altabo cân Tizayoji còn bộ ba Sanbaten, Guthi thì chiến đấu với Inuhao. Tên Inuhao ngạo mạn với ngọn lửa thiêu đốt của mình, thổi ra định thiêu cháy Sanba, nhưng ba anh em nhà Tengu hợp lực thổi một cơn lốc xoáy đẩy ngược ngọn lửa về phía chủ nhân của nó, khiến hỏa kê bị cháy trụi lủi, trước khi chết biến thành một cục pháo hoa bắn tung tóe như đón năm mới. Chính bản tính ngạo mạn khinh địch của Inuhao mà hắn đã tự giết chết mình. Bên này Tizayoji đang đánh tay đôi với Altabo nhìn thấy đồng bọn bị giết cũng nhân lúc hỗn loạn rút lui. Kẻ thù đã lên kế hoạch để phá hủy những ngôi đền, tiêu diệt các thổ địa ngụ bên trong nhiều lần một cách thận trọng. Qua đó mà bí mật làm suy yếu thế lực của gia tộc Nura càng bị bại lộ. Song nhất thập bát quỷ Shikoku và hồ ly Inugami Jobu Tamazuki vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu của mình một cách sốt ráo, không ngừng nghỉ. Một ngôi đền nhỏ nằm ở sân sau bệnh viện, hẻo lánh ít người lui tới. Có thể vị thần này đã bị lãng quên, mọi người không ai đến khấn vái nữa nên nó mới trở nên sập sệ. Điều tra một hồi thì biệt đội Kizosuji phải trở về nhà trước khi trời tối để đảm bảo an toàn. Kizosugu mời mọi người về nhà Rikuo ăn tối. Sau một ngày mệt nhọc thì những món ăn mà mẹ Rikuo nấu khiến mọi người thèm thuồng. Kế sách nghi binh của Tamazuki đã không còn tác dụng. Không chỉ thế, một thuộc hạ bên phe hồ ly, Inuhao cũng đã chết. Kẻ chuyên ăn thổ đế đêm qua bị phá dục mất một phi vụ, hôm nay hắn phải thế bằng cánh tay áo của đồng bọn. Trở lại với biệt đội Kizosuji, bọn họ lại trải qua một ngày buồn tẻ ở nhà Rikuo. Trong khi Kana đi phụ nấu cơm với mẹ Rikuo, Maki lo chỉnh trang make up, thì Toji lại ngồi ở một góc phòng gấp hạc giấy. Rikuo nhớ đã từng nghe ông nội nhắc tới các thổ địa. Họ rất yếu đuối, nhưng gia tộc Nura phải nương nhờ sức mạnh của họ. Để bảo vệ họ, Rikuo cho tăng cường an ninh đến các đền miếu, sử dụng những con quạ phủ khắp nơi ở thị trấn theo dõi tình hình. Tuy vậy vẫn còn những thổ địa quá nhỏ bé mà gia tộc Nura không để ý đến. Toji vội đem những con hạc giấy vừa gấp được đến ngôi đền thổ địa ở sau bệnh viện để cúng bái. Bất ngờ đâm sầm vào Kujotabo làm Kujotabo tưởng bị cô phát hiện. Nhưng rất may, Toji vẫn không nhận ra cậu ta là yêu quái. Ngôi đền nhỏ đó của Senba-sama, đây là vị thần cổ xưa, có sức mạnh chữa bệnh. Trước đây, ông đã từng giúp bà của Toji khỏi bệnh, cho nên cô bé luôn nhớ ơn và thường gấp hạc giấy mang đến cúng. Không may cho Toji, cô đang quỳ lạy thì từ sau lưng, Sodemoji-sama giật tay áo tấn công cô. Không biết chuyện gì đã xảy ra, Toji quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt hắn, thế là đã bị hắn nguyền rủa. Kujotabo từ lúc va phải Toji đã đi theo cô, nhưng cũng không kịp ngăn Toji bị dính lời nguyền chết chóc của Sodemoji-sama. Cô bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, trong tình trạng rất nguy kịch. Cả biệt đội không ngừng cầu nguyện cho cô. Rikuo đến cầu cứu vị thần Sanba, nhưng ông ấy cũng không giúp được vì lời nguyền rủa này quá mạnh. Cậu ra lệnh cho thuộc hạ truy lùng tên Sodemoji, còn có món nợ cần phải giải quyết. Tên Sodemoji cũng chạy KPI cho đủ chỉ tiêu hay sao ấy. Ngôi đền cuối cùng trong ngày hôm nay mà hắn phải phá hủy đó là Tamakoke, bên trong có vị thổ địa bận kimono món ăn yêu thích của hắn. Ngay khi cánh tay áo của thổ địa Kokehime bị giật lấy cũng là lúc thanh kiếm của Kujotabo chỉ thẳng mặt Sodemoji. Kế đến là đòn đánh chí mạng, cùng một lúc nhiều mũi giáo đâm thẳng vào hắn.
Nếu như Sodemoji có vị giác thì sẽ nếm được vũ khí của Kuzotabo mang vị của máu. Cánh tay áo cuối cùng mà Sodemoji được nắm sẽ là tay áo của thần chết. Sodemoji tan biến, nhưng lời nguyền ăn mất sinh mạng vẫn không thể hóa giải. Mạng sống của cô bé Toji chỉ còn lại thoi thóp. Senba-sama là thần nhưng khi không có sự cầu nguyện và lòng tin của con người thì ông sẽ yếu đi và biến mất. Con người đã dần lãng quên ông, nhưng chính vì lòng tin của cô bé Toji mà đến bây giờ ông mới còn tồn tại. Lần này chính sự cầu nguyện chân thành của các thành viên biệt đội Kijo-Suji đồng lòng gấp hạc giấy gửi đến ngài Senba, nhờ đó mà tạo thêm sức mạnh cho ngài. Ở ngay giây phút sinh tử, vị thần này đã đến phòng cấp cứu kéo Toji thoát khỏi bàn tay tử thần một cách ngoạn mục. Màn đêm đã tan đi, ánh dương trải dần lên mặt đất. Giống như sau cơn giông bão thì ánh nắng tươi mới soi sáng mọi con đường, mang lại sự yên bình cho vạn vật. Cái chết của Sodemoji-sama không làm cho kẻ thù chùn bước, ngược lại không một chút khẩn trương, Tamazuki chỉ coi đó là chuyện bình thường ở huyện. Trên tòa nhà cao tầng nơi căn cứ bí mật của các yêu quái vùng Shikoku, hai kẻ dẫn đầu đang bàn tính kế hoạch kế tiếp. Từ khi gia tộc Nura gặp phải rắc rối với các yêu quái vùng Shikoku, khởi đầu là cuộc chiến với Mochi thì thống lĩnh Nuzaji Hyon của nhà Nura đã biến mất một cách bí ẩn. Trong thời điểm mà cả gia tộc đang cần thống lĩnh nhất thì ngài đã dẫn theo tiểu yêu Nato xâm nhập vào đại bản doanh của kẻ địch. Vốn dĩ thống lĩnh nhà Nura và thủ lĩnh của các yêu quái vùng Shikoku là chỗ quen biết, nhưng sao lại xảy ra cơ sự như ngày hôm nay? Hẳn là có nguyên do nào đó. Ngồi ở một nơi trang trọng trong khu đền thờ Yamaguchi, Nuzaji Hyon và Inuga Mijo Mutanuki cùng hoài niệm về quá khứ 300 năm trước huy hoàng của mình. Thời đó ai cũng có sức mạnh phi thường và được tất cả yêu quái kính sợ, mỗi người xưng bá một phương. Song thời điểm hiện tại cả hai đều đang bị thất thế. Ông nội Riko than vãn về số lượng yêu quái đi theo mình chỉ còn lại 71, đó là tính luôn cả đại yêu Hihi vừa bị Muchi sát hại. Một con số ít đến không ngờ. Cái tên Muchi làm Tanuki phải chú ý, đó là một trong những đứa con trai của ông. Dẫn đầu bọn chúng còn có một đứa nữa tên Tamazuki, hắn là đứa con thứ 8 của người vợ thứ 88 của ông. Tamazuki được thừa hưởng sức mạnh của Tanuki nhiều hơn những đứa con khác. Hắn đang cố dùng uy để thống lĩnh yêu quái và hành động cùng với thất hành giả. Trong số thất hành giả, Inugami là tên cực kỳ nguy hiểm. Đó là toàn bộ thông tin về những kẻ đang âm thầm tấn công nhà Nura từ trong bóng tối. Sự thất bại liên tiếp của nhóm thất hành giả đã làm cho hung cẩu Inugami không bình tĩnh được thêm. Lần này chính hắn sẽ ra tay với vị thiếu chủ yếu đuối Rikuo nhà Nura. Sức mạnh của Inugami được tạo ra từ lòng thù hận và đố kỵ. Hắn vô cùng căm tức Rikuo và cái vị trí thừa kế được dát vàng của cậu. Là một yêu quái nhưng Rikuo lại làm bạn với loài người, được họ quý mến, đây là sự kiện không thể chấp nhận được. Ở nhà của Rikuo, biệt đội săn lùng yêu quái Kijo-Juji không có việc gì làm, bày trò chơi cho đỡ chán. Một trong các trò tiêu khiển để giữ chân đám bạn của Rikuo đó là đánh bài. Một lèo 51 ván đều bốc trúng quân bài Natokozo làm Kijo-Suvu thua thảm hại, nhưng cũng khéo ghê, đến tận ván thứ 107 vẫn không gỡ được bàn thắng nào. Lại là quân bài Natokozo. Kiểu có duyên tiền kiếp với Nato hay sao ấy? Mọi người cười nói rôm rả vì cái sự nhọ nồi của vị đội trưởng này. Tham thính một vòng, Inugami nhận thấy Rikuo luôn được các thuộc hạ bảo vệ nghiêm mật, rất khó ra tay mà không làm bớt dây động rừng. Hắn lập tức đổi chủ ý nhắm vô những người bạn bên cạnh cậu. Mọi người đang chơi bài thì trên mail của biệt đội Kijo-Juji có tin hot. Trong hàng tá tin Việt thì cũng có một tin gây sự chú ý cho Kijo-Suvu và các bạn học. Đó là tòa nhà cũ sau trường trung học bị yêu quái ám. Nơi đây bọn họ đã có nghi ngờ từ lâu và cũng một lần đến điều tra nhưng không có kết quả. Thật ra lúc đó biệt đội không thấy được yêu quái là do Rikuo nhà ta giở trò ấy, mọi người có nhớ đến khúc này chưa? À lại nói tiếp, theo thông tin trên thư được gửi đến, thì tại khu nhà cũ có một căn phòng máy chiếu. Khi máy chiếu được vận hành thì yêu quái sẽ xuất hiện. Rất trùng hợp lần đó mọi người đã bỏ qua căn phòng này. Như bắt được vàng, Kijo-Suvu đeo theo bộ hành trang săn yêu quái, dẫn mọi người đến dãy nhà cũ sau trường. Rikuo ngăn cản nhưng không được, bỗng có một cuộc điện thoại cắt ngang, đó là Inugami. Tới đây thì Rikuo đã biết được tin Việt này chỉ là một cái bẫy. Tức tốc đuổi theo nhưng các bạn đã rời khỏi dinh thự từ lúc nào. Dẫn theo đám bạn trong biệt đội đến nhà hoang, Kijo-Suvu rất tự tin với số hành trang của mình, đặc biệt là thanh kiếm trừ tà mà cậu mới mua trên mạng. Một phút quảng cáo cho thanh kiếm vi diệu này, nhất chi kiếm trừ tà đó là vũ khí bí mật để tiêu diệt yêu quái. Enno Ozunu đã hòa mình vào thiên nhiên, tu luyện khắp trên núi cao đến đồng bằng để lập ra phái trừ tà. Người nối dõi của bố nuôi của cháu trai của người anh họ ông đã mất 3 ngày 3 đêm để rèn ra thanh kiếm này. Các bạn học ngán ngẩm quả quyết đây là đồ đều, nhưng Kijo-Suvu cãi phăng. Trong căn nhà hoang, Inugami thỏa hiệp với đám yêu quái vất vưởng ở đó, sẽ cho bọn chúng gia nhập đoàn yêu quái Shikoku nếu như chúng biết điều và nghe lời hắn. Mọi người đã có mặt đông đủ ở dưới tòa nhà, cả bạn học âm dương sư Juza cũng được Kijo-Suvu mời đến. 6 người hồn nhiên không hề biết âm mưu biến họ thành mối nhắm cho lũ yêu quái vất vưởng.
Nhất cử nhất động của cả bọn đều bị Inugami quan sát rất kỹ. Mở cửa bước vào ngôi nhà hoang, dọc theo hành lang đến hội trường. Đây là lần thứ hai mọi người đến đây nên cũng rạng rĩ hơn. Riêng Yuja, với linh tính của một âm dương sự, cô cảm giác rất rõ yêu khí đang hiện hữu dày đặc. Hai chàng trai trong biệt đội với nhiệm vụ vô phòng bật máy chiếu, bởi theo hướng dẫn thì khi đèn máy chiếu sáng lên mới có yêu quái xuất hiện. Còn các bạn nữ đứng tại chỗ đợi. Kijosugu yên tâm vì ở ngoài đã có Yuja bảo vệ mọi người. Lát sau thì Rikuo cũng đến. Thấy mọi người tạm thời an toàn cậu mới yên tâm. Màn kịch đã bắt đầu. Một đội quân yêu quái thân nhiệt đang tiến tới chuẩn bị tấn công Rikuo và các bạn. Năm thuộc hạ Altabor, Kujotabor, Yuji, Kelduro và Kubinkashi đã nhanh chân xông đến giết chết hết bọn chúng trước khi chúng kịp ra tay. Đám yêu quái thân nhiệt chỉ là loại yêu quái cấp thấp nên thuộc hạ nhà Nura không mấy khó khăn để tiêu diệt. Rikuo và mọi người chỉ nhận ra nguy hiểm rõ rệt khi tiếng kính cường lực ở tòa nhà bị vỡ toang trong lúc yêu quái hai bên giao đấu với nhau. Rikuo bảo các bạn nữ nhanh chóng rời khỏi tòa nhà và nhờ Yuja bảo vệ họ. Còn phần mình thì đi tìm Kijosugu và Shima. Ở bên trong phòng máy chiếu, Kijosugu và Shima vẫn miệt mài thay bóng đèn. Cặm cụi mãi không được, Kijosugu dùng tuyệt chiêu cuối đó là tuyệt chiêu cho truyền con nối của nhà Kijosugu, đập vào thân máy. Bóng đèn lập tức sáng trưng lên. Đúng như những gì hướng dẫn ngay khi đèn sáng, yêu quái đã xuất hiện, Inugami đứng bên kia màn hình đối chất với Rikuo. Hắn dùng móng vuốt xé toạc màn hình bước ra chuẩn bị xông lên tấn công Rikuo. Bốn thuộc hạ nhà Nura kịp thời lao đến chặn trước bảo vệ thiếu chủ. Tên Inugami giật mình lui lại sau mấy bước thì đụng trúng Altabor cao lớn giang vòng tay giữ hắn lại. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, biết đâu có yêu quái xuất hiện. Khi Yoshiru và Shima định bước ra xem thì đèn máy chiếu lại tắt tối đen như mực. Thế là lại phải loay hoay sửa tiếp. Ở bên ngoài đang sôi động như vậy mà, nếu biết không cần sửa đèn cũng được thấy yêu quái thì họ đã bỏ đi từ lâu rồi, sửa mấy cái đồ cú rích này đến là mệt. Cùng lúc đó, bốn bạn học nữ cố chạy thật nhanh ra khỏi nơi đang bị ám thì bị mấy con yêu nhện chặn đường. Trong số họ có âm dương sư nên cũng không mấy e ngại. Yuja thi triển pháp thuật của nhà cây Kain, biến ra một Shikigami làm súng vừa vặn tiêu diệt hết những tên còn sót lại. Tên Inugami bị kèm cặp tứ phía, Rikuo tra hỏi hắn thêm về kẻ đứng sau mọi việc. Đó là Tamazuki và hắn là một trong thất hành giả. Những tưởng cuộc chiến đến đây đã phân thắng bại, nhưng không. Quả thật tên này không hề tầm thường. Ngay khi lòng uất hận trong hắn trào dâng, đột phá một tầng sức mạnh khác thật sự phi thường. Ánh mắt trở nên thù hằn, thân hình đột nhiên được bao bọc lại bởi ánh sáng màu đỏ. Cơ thể Inugami run bật, ngay tức thì một luồng khí tức cực mạnh hất văng cả thầy năm thuộc hạ của Rikuo ra xa. Lỗ tai rè ra, răng nanh vuốt nhọn, đầu Inugami tự bứt ra khỏi cơ thể, bay vèo tới hướng Rikuo đang đứng. Sở dĩ đây là con yêu quái đáng sợ trong thất hành giả là vì dã tâm và thù hận là nguồn sức mạnh của hắn. Từ trước đây rất lâu, vì muốn hòa đồng với thế giới con người, hung cẩu Inugami đã cố gắng bắt chước họ, nhưng chỉ vì là yêu quái nên bị cả xã hội xa lánh, ức hiếp. Là một kẻ cô độc không biết đi đâu về đâu. Cho đến khi gặp được ánh sáng của đời mình, Tamazuki đã cưu mang và đánh thức sức mạnh yêu quái tiềm tàng bên trong hắn. Inugami là kẻ từng bị con người đối xử tệ bạc, nhìn thấy Rikuo cũng là yêu quái nhưng lại được mọi người yêu quý. Có thuộc hạ trung thành vô điều kiện nên đâm ra mọi căm phẫn trong hắn đã dồn hết lên người của Rikuo. Cái đầu cho sói của Inugami lao đến đâm vào Rikuo, tuyết nữ nhảy đến đẩy cậu tránh thoát. Cú đâm đầu thứ hai đã bị Kubinkashi ngăn cản bằng những sợi dây đỏ siết chặt. Tạm thời con yêu quái này đã bị khống chế. Kubinkashi vẫn đang vận sức điều khiển những sợi dây không cho Inugami tiến lại gần Rikuo. Rikuo nói rằng hắn đã bị Tamazuki lừa, yêu quái và con người không hơn gì nhau, phản biện lại những lý lẽ mà Inugami cho là đúng, đã vô tình làm hắn kích hoạt thêm lòng căm thù. Lòng căm thù đạt đến đỉnh điểm cũng là lúc sức mạnh của nó đạt cực đại. Lần này toàn thân hình Inugami biến thành thân hình của con chó sói khổng lồ, thậm chí to lớn như Altabor cũng không địch lại. Phần đầu của Inugami bị tách rời lúc nãy vùng một cái hất văng Kubinkashi ngã nhào lún sâu vô bức tường đối diện, mấy sợi dây đỏ đứt thành từng đoạn. Cái đầu chó sói bay lại gắn khớp vô thân chó sói, quả là khủng bố. Tiếng động quá lớn, cộng thêm đó phía màn hình máy chiếu bị áp lực chuyển động rất mạnh làm Kijosugu tưởng yêu quái đã xuất hiện, cử Shima đi ra ngoài xem xét. Về phần Shima thì đi nhưng cứ sợ lỡ có gặp yêu quái thì biết làm sao. Nhưng lần này là gặp thật, đúng ngay lúc Inugami biến thành chó sói. Nhìn cảnh tượng khiếp đảm, Shima sợ thoát tim quỳ sụp xuống, run run bỏ về phòng máy chiếu để gọi Kijosugu mang thanh kiếm chư ta đến cứu như lời Kijosugu đã quả quyết từ trước. Hung cẩu Inugami gạc tay ba lần, lần lượt năm thuộc hạ của Rikuo là Kujotabo, Altabo, Kubinkashi, Yuji và Kejojo bị hất văng tứ phía, còn trơ trọi mỗi mình Rikuo. Kijosugu nghe tin Shima báo lại có yêu quái xuất hiện,
vội vội vằn vằn chạy ra hội trường, nhưng xui cho cậu ta cánh cửa phòng máy chiếu bị gạch đá đổ nát chặn lại không mở ra được, đứng bên trong la hét. Shima cố đến gần giữa đống đổ nát ra mở cửa cho Kijosugu, thì bỗng có một cái đầu tóc vàng của Kubinkashi bị chó sói hất văng lúc nãy bay ngang qua mặt. Shima được thể dụng tim bất tỉnh luôn. Inugami đã nhẹ nhàng dẹp hết kỳ đà cản mũi, hắn vươn vai cúi xuống nắm gọn cả thân hình nhỏ bé của Rikuo trong lòng bàn tay. Inugami hả hê đấm mạnh Rikuo vào tường, vách tường vỡ vụn, bụi bay mịt mù. Năm thuộc hạ tuyệt vọng vì không nghĩ thiếu chủ sẽ thoát được. Tiếng cười vui sướng vì giết được Nura Rikuo chưa kịp tắt, bàn tay đấm vào tường lúc nãy bỗng bị phun máu tứa ra như cái vòi nước. Mặt trời vừa lặn, cũng là lúc nhường chỗ cho Rikuo phiên bản yêu quái tóc dài ngầu lòi. Bóng đêm xuất hiện là khi bức màn đã hạ. Rikuo từ trong rèm bước ra mang theo thanh kiếm chém một nhát ở đầu Inugami, nhảy lên cửa sổ rồi chém một nhát thứ hai trên lưng hung cẩu. Rikuo đang chứng minh cho hắn thấy không phải càng to là sẽ càng mạnh. Hung cẩu không ngờ tới, Nura Rikuo lại có sức mạnh như vậy. Hắn thật không ngờ tới. Inugami nhắm hướng nóc nhà lập tức chạy trốn. Rikuo không tha, một đường đuổi theo. Gào thét cậy cửa một hồi lâu thì cuối cùng Kijosugu cũng đã mở được cửa. Cậu ta chạy đến chỗ Shima đang nằm thì được tin yêu quái xuất trong hội trường. Cầm thanh kiếm trừ tà đặt mua trên mạng trong tay, Kijosugu tự tin xông lên bảo vệ chính nghĩa. Rắc một tiếng, thanh kiếm gãy ngang, nhưng mà ta vẫn một lòng không sợ, chỉ cần nhìn thấy được yêu quái. Hì hục chạy đến hội trường, cảnh tượng tan hoang, nào là đống đổ nát, tường bể, trần nhà thủng lỗ bự. Tất cả đều chứng minh có sự hiện diện của yêu quái. Thế nhưng tuyệt nhiên đường đường là đội trưởng của biệt đội săn lùng yêu quái lại không nhìn thấy một con nào. Quá đau, trong khi đám bạn thì gặp yêu quái nhiều đến phát chán. KKK. Inugami chạy trước, đằng sau là Rikuo đuổi theo. Đến một khoảng đất trống, cuộc chiến trực diện chính thức bắt đầu. Rikuo chém hung cẩu thêm một nhát, hắn cũng không tồi lập tức đập một cái thật mạnh vô đầu Rikuo, khiến cậu chảy máu. Ngay sau đó Inugami dồn hết lực nhảy xổm đè bẹp Rikuo. Nhưng không để ý, Rikuo đã nhảy lên không trung từ lúc nào và chém một cái chí mạng lên thân hình chó sói của Inugami. Inugami ngã xuống cạn hết sức lực, cơ thể biến nhỏ dần về với hình dạng một nam sinh đang nằm thoi thóp. Đám thuộc hạ của Rikuo cũng kịp chạy đến chứng kiến cái uy của thiếu chủ. Lúc này bên cạnh Inugami, rất nhiều lá cây tụ lại thành hình cơn lốc xoáy, Tamazuki xuất hiện. Lần đầu tiên được gặp Rikuo phiên bản yêu quái và chứng kiến sức mạnh của cậu, Tamazuki tuyên bố dừng công kích lũ người tầm thường, lần kế tiếp gặp mặt sẽ lấy tính mạng và cái uy của Rikuo. Tamazuki mang theo Inugami đang thoi thóp rời đi, đúng là một vở kịch tình cảm lãng mạn. Con chó tàn ác đã mất đi nanh vuốt. Vậy là trận chiến với tên đầu não Tamazuki đang đến gần, Rikuo luôn trong vị thế sẵn sàng nghênh đón. Trở về căn cứ bí mật, hồ ly Inugami Jobuta Mazuki triệu tập tất cả yêu quái dưới trướng lại làm yêu khí ở thị trấn Ukijoe càng thêm dày đặc. Sau vụ việc tại căn nhà bỏ hoang gần trường trung học, có hàng tá bài báo viết về sự kiện xuất hiện của yêu quái. Nhưng Kijosugu lại không được gặp, dù là chỉ cách một bức màn máy chiếu. Các bạn học đều nói cậu là người may mắn nhất trong nhóm, nhưng Kijosugu không cam tâm. Bản thân phải tận mắt nhìn thấy yêu quái, vậy nên cuối tuần này biệt đội Kijosuji sẽ lại cắm trại tại nhà Nura. Cả đội đều ngán ngẩm muốn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng không ngăn được cái sự nhiệt huyết và tinh thần ép buộc của Kijosugu, nào là phải kề vai sát cánh, đồng đội đồng chí. Bla, bla. Tanuki e ngại việc con trai bắt đầu thay đổi từ khi sở hữu quỷ phù đây là báu vật trong truyền thuyết, đại diện cho kẻ thống trị của yêu quái. Đúng thật vậy, trong căn cứ bí mật của Hồ Ly Tamazuki tại thị trấn Ukijoe, đang diễn ra cuộc triệu tập chưa từng có. Bát thập bát quỷ đã ra tay nhắm vào nhà chính gia tộc Nura. Dazuma lo lắng vì lượng lớn yêu khí đang tích tụ đầy trên bầu trời. Kẻ địch dần đông hơn nhà Nura đã nghĩ, ngoài thất ảnh ra thì còn đội quân Hồ Ly hùng hậu. Không biết tiếp đến bọn chúng sẽ có những mưu kế gì. Các thủ lĩnh dẫn đầu đang họp thì bên ngoài con trai đại thủ lĩnh Hihi vô cùng uất hận và thôi thúc phải báo thù cho cha. Cậu thầm trách Rikuo không có động thái gì muốn báo thù, hơn nữa cũng chưa một lần ủng hộ Soe làm việc đó. Cầm thanh quỷ phù trên tay, Tamazuki đắc chí vì bấy lâu nay lợi dụng thất quỷ, tên hồ ly này đã thăm dò được sức mạnh thật sự của gia tộc Nura, từ đó dồn thực lực cho trận chiến cuối cùng. Đợi đến tối, Soe đã một mình đi đến tòa nhà đại bản doanh của địch để nghênh chiến. Tuy lòng dũng cảm thì không cần bàn thêm, nhưng có thể nói đây là một hành động ngu ngốc nhất trong lúc này. Tiếng nói của Tezeoni phát ra thì cũng là lúc Soe bị bàn chân khổng lồ của hắn dẫm nát. Soe hộc máu bị thương rất nặng. Ở giây phút đó cậu nhớ về hồi ức của mình với cha. Soe nhớ về lời đại thủ lĩnh Hihi đã từng nói, lý do ông chọn Nujaji Hyun là vì ông ấy là một yêu quái có trái tim. Có thể Hihi mạnh hơn Nujaji Hyun nhưng về sự thấu hiểu thì không bằng thống lĩnh. Bàn chân Tezeoni định dẫm thêm nhát thứ hai để kết liễu mạng sống của Soe thì ba anh em nhà tế ngự đến kịp thời ứng cứu.
Tezaioni toan đuổi theo nhưng Tamazuki ngăn lại để bảo trì sức lực cho cuộc tổng tiến công. Rikuo tự trách móc bản thân vô dụng không thể báo thù được cho Hihi thì đã được thủ lĩnh Zensama thông não. Các thủ lĩnh đã uống chén tuyên thệ với thống lĩnh đời trước thì họ là bách quỷ thuộc hạ của đời trước chứ không phải thuộc hạ của Rikuo. Nếu muốn báo thù thì hãy chiến đấu bằng chính bách quỷ giả hành của cậu, nghĩa là uống chén rượu tuyên thệ trung thành nhận thuộc hạ. Giờ thì Rikuo đã hiểu ra, dưới sự chứng kiến của gốc cây anh đào và các thủ lĩnh, Rikuo nâng chén tuyên thệ nhận thuộc hạ. Joji, Altabo, Kujotabo, Kubinkashi là những yêu quái đầu tiên trong bách quỷ của Rikuo. Bọn họ tuyên thệ sẽ dùng tính mạng để giữ lòng trung thành với cậu. Từ nay về sau nếu như Rikuo gặp nguy hiểm thì họ sẽ dọn sạch nó giúp cậu. Soe tỉnh dậy với thương tích đầy mình nhưng vẫn kiên quyết đi báo thù. Rikuo không ngăn được, vậy thì cậu sẽ cùng đi với Soe. Đừng quá lo lắng vì chúng chỉ là một lũ chồn hôi, hãy bảo dưỡng thương tích phục hồi. Chính Rikuo và bách quỷ dạ hành của cậu sẽ hậu thuẫn từ phía sau báo thù cho thủ lĩnh Hihi, lột ra những kẻ đã đứng đằng sau cái chết của ông. Chỉ với biểu hiện này của Rikuo, Soe cuối cùng đã hiểu ra toàn bộ những lời mà cha cậu Hihi đã từng dạy và vì sao ông chọn đầu quân cho nhà Nora. Đội quân bách quỷ dạ hành của Rikuo còn rất nhỏ, nhưng rất nhanh thôi nó sẽ lớn mạnh. Rikuo tin tưởng vào con đường mình đã chọn là bảo vệ những người thân yêu của mình, dù là yêu quái hay con người. Bình minh lại lên, Tamazuki xem ra đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến cuối cùng. Trải qua biến cố lớn mà gia tộc Nora đang vướng phải, Rikuo giờ đây đã trưởng thành hơn và nhận thức rõ hơn bao giờ hết sứ mệnh của mình. Cậu phải gánh vác trên vai gia tộc và bảo vệ những người thân yêu trước những cái xấu đang tồn tại ngoài kia. Rikuo đã bắt đầu thành lập một đội quân bách quỷ dạ hành của riêng mình, khởi đầu cho một đế chế mới, thế hệ Nuzaji Hion đệ tam. Dưới gốc cây anh đào những chén sake tuyên thệ trung thành lần lượt được uống cạn. Bên cạnh đó là niềm hân hoan vô bờ của chúng thuộc hạ. Cùng lúc đó, tại vùng Shikoku, thống lĩnh Hồ Ly Tanuki và ông cháu nhà Nuzaji Hion Natokozo chuẩn bị lên đường quay trở về thị trấn Ukio. Tanuki nói với ông nội Rikuo rất nhiều về đứa con trai bất hiếu Tamazuki của mình. Hàng ngàn năm trước, lãnh chúa đương thời Sutoku đã tiến quân hạ bệ hoàng đế đương triều Go-Shizakawa. Sự việc bất thành khiến ông bị đày đến địa phận của Sanuki. Người đời kể rằng cứ mỗi lần ông nghe tiếng chim sơn ca hót là mắt ông lại đẫm lệ vì những kỷ niệm của kinh đô cũ trước kia. Con chim sơn ca đó cũng buồn thế nên đã ngậm chiếc lá Tamazusa để bắt mình im lặng. Và ông đã đặt tên cho con trai là Tamazusa, mong muốn nó hiểu được phải trái. Nhưng nó đã tự đổi tên thành Tamazuki, nghĩa là thèm muốn quyền lực và giờ đây đang tìm cách thống trị bách quỷ dạ hành. Lúc này xem ra Tamazuki đã bắt đầu khai chiến ở vùng biên giới phía Tây và lúc rạng sáng có một lượng lớn yêu quái Shikoku vượt qua Chichibo. Một thuộc hạ nhà Nora trong trạng thái bị thương đang cố hết sức bay về nhà chính báo tin, khi đến nơi thì yêu quái đó cũng vừa ngất xỉu. Một điều đáng nói là chất canh ở Chichibo này đã được cảnh báo nguy hiểm và được di tản rồi, nhưng vẫn có những người đã bất chấp nguy hiểm ở lại để lấy tin đến phút cuối cùng. Trên cành cây Mezumaru và Gozumaru cũng căm ghét khi kẻ địch tấn công nhà Nora trong lúc gia tộc đang có những chia rẽ nội bộ. Nếu như bình thường họ trấn giữ ở Vong Linh Sơn thì mọi việc đã chẳng xảy ra nghiêm trọng như thế. Lão Hồ Ly Tanuki và Nuzaji Hion cùng Nato đã lên tàu điện đi đến thị trấn, mong rằng sẽ kịp thời can thiệp trận quyết chiến. Thống lĩnh yêu quái vùng Shikoku cải trang giống con người nhất có thể, biến thành một ông lão lịch lãm, Nato không quen cho lắm cái nhân dạng này. Lại nói, khoảng thời gian 300 năm trước, có một chuyện không hay đã xảy ra và làm thay đổi tất cả cục diện của gia tộc Hồ Ly. Lúc đó chính Tanuki đã thống lĩnh Hồ Ly tộc định chiếm lấy lâu đài của con người. Với siêu năng lực của loài yêu quái thì con người sẽ không thể nào chống được sự tàn phá đó. Thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của ông, chỉ trong một nhát kiếm con người đã tiêu diệt toàn bộ yêu quái, xác chết của các hổ yêu la liệt trên cả chiến trường. Người đó đã sử dụng một thanh báo vật trong truyền thuyết có tên là Quỷ Phủ để thể thảm sát cả đội quân Hồ Ly chỉ trong một chiêu thức. Theo như hiểu biết của Tanuki thì báo vật truyền thuyết này được tăng cường sức mạnh bằng máu thịt và lòng thù hận của những kẻ bị nó giết. Đây là một thanh kiếm cực kỳ khủng khiếp. Giờ đây bằng cách nào đó, Quỷ Phủ đã rơi vào tay Tamazuki, kể từ đó hắn thay đổi thành một kẻ tàn độc máu lạnh. Theo như tính toán của Tamazuki, lực lượng chi viện của chúng sẽ tiến vào Kanto, chốt Chichibo vào lúc mặt trời lặn và đến thị trấn Ukio vào nửa đêm. Nằm tại căn hầm tối tăm, ẩm mốc, ánh mắt Inugami sáng rực nung nấu niềm hận thù. Từ lúc bị Rikuo đánh bại, hung cầu này chẳng làm gì cả, cứ như đang chờ đợi từng giây cho đến khoảnh khắc quyết chiến để báo thù rửa hận vậy. Lang thang trên phố, Tamazuki tìm gặp Kana. Hắn nói rất nhiều về Rikuo và cuộc chiến của các yêu quái, nhưng Kana không hiểu cho lắm, chỉ biết rằng Rikuo là một yêu quái tốt bụng khác hẳn Tamazuki. Cô chỉ cảm nhận sự nguy hiểm từ hắn. Thủ lĩnh của kẻ thù lại được con người yêu mến đến vậy khiến Tamazuki không khỏi ngạc nhiên. Vừa kịp Yuza xuất hiện, cô phóng tới tấm bùa Shikigami ngăn cản không cho thủ lĩnh bát thập bát yêu quái áp sát gần Kana. Tamazuki lùi lại mấy bước, nhanh tay hất văng con Shikigami của cô.
Cô nàng âm dương sư của tộc cây Kain hét vào mặt Tamazuki một câu nói, lũ yêu quái các ngươi làm gì ta không quan tâm, chém giết nhau cho chết bớt thì càng tốt. Nhưng tuyệt đối ta không để cho các ngươi làm hại con người. Tamazuki chỉ cười khẩy rồi bỏ đi, một âm dương sư như cô hắn không để vào mắt. Trong cùng thời điểm, ở tại dinh thự nhà Nura, các yêu quái đang hoang mang vì khu rừng ở chốt Chichibo đã bị hủy diệt hoàn toàn. Mấy trăm năm nay nương tựa vào uy lực dưới trướng của Nujajihion, bọn họ chưa từng nghĩ đến có ngày gia tộc xuống dốc như vậy. Ngay lúc này thống lĩnh lại đi đâu mất, các yêu quái chỉ còn hy vọng nơi thiếu chủ cũng là người kế thừa của gia tộc Nura. Nhưng các đầu lĩnh lo ngại tuổi đời và kinh nghiệm chiến đấu của Riku còn quá thấp, hơn nữa dòng máu yêu quái trong cậu chỉ thức tỉnh vào ban đêm mà thôi. Đang trong tình thế rối như tơ vò, mọi người phát hiện ở bên ngoài sảnh Riku với hình dạng yêu quái đang ngồi uống rượu sake, ngay cạnh là chậu nước rửa kiếm. Riku không tỏ vẻ gì hèn nhát, cậu nhất tâm đối mặt kẻ thù. Các thuộc hạ chăm chú theo nhất cử chuyển động của thiếu chủ và sau đó là cùng uống rượu trước khi ra chiến trường. Với phần mẹ của Riku, phu nhân Wakana vẫn an yên như mọi ngày, lúc nào cũng vui vẻ và ở trong bếp nấu ăn. Bà luôn tin tưởng tuyệt đối vào con trai mình. Trước lúc quyết chiến, Tamazuki tự tay chém chết rất nhiều yêu quái dưới trướng. Máu và thù hận của bọn chúng trước lúc chết sẽ ám lên thanh quỷ phủ tăng cường sức mạnh cho nó. Tamazuki tuyệt tình bất chấp tất cả bước lên xác đồng bọn để đạt được mục đích. Đến mức này thì mình không hiểu tại sao vẫn có những kẻ mù quáng đi theo hắn ta như vậy. Yêu quái Shikoku đã hành động, chúng đang hành quân trên con phố lớn của thị trấn. Ở bên này Riku cùng lúc dẫn theo các yêu quái nhà Nura xuất quân. Thế nhưng các đầu lĩnh lại không đồng ý vì cậu chưa lên chức thống lĩnh nên chỉ có thể chỉ huy thuộc hạ đã nhận cậu làm chủ thôi. Dẫu vậy thì số lượng yêu quái của Riku cũng không thể nào so với các yêu quái vùng Shikoku được. Trận này dự sẽ lành ít dữ nhiều. Một lần nữa, các đầu lĩnh không tán thành. Trong khi ở nhà chính đang lục đục thì một lượng lớn yêu khí từ các phía đông nam, tây bắc, đông bắc lần lượt xuất hiện làm mọi người hoang mang hơn. Đặc biệt là Hitozume phải nói vị đầu lĩnh này bất an còn hơn những yêu quái vô danh tiểu tốt. Ông ấy chạy ngược chạy xuôi là toáng cả lên, sợ mọi người chưa đủ hỗn loạn. Riêng Riku thì vẫn điềm nhiên nở một nụ cười bí hiểm. Từ các phía ba anh em nhà tế ngự dẫn đầu thông báo cho thiếu chủ rằng đáp trả những thông điệp cậu gửi đi, có rất nhiều phe đã gấp rút gia nhập vào đội quân của họ. Vậy có nghĩa là số lượng yêu quái của nhà Nura đã tăng lên một con số đáng kể. Các đầu lĩnh trong gia tộc từ ngạc nhiên, ngơ ngác đến vỡ òa không phục những tính toán thức thời của Riku, không còn nghi ngờ thực lực của cậu nữa. Kara sự tế ngự có một phen mít ớt kiểu trước giờ cứ nghĩ mấy đứa con của mình ngốc lắm, không ngờ bọn chúng cũng có lúc làm được việc lớn, thiệt là tự hào đến phát khóc. Từ cửa chính của dinh thự, tập thể yêu quái nhà Nura hiên ngang bước ra đi đến con phố lớn nơi kẻ thù đang tụ tập nghênh chiến. Dẫn đầu là Riku, kế đến là bọn Altabor, Zuza, Kubinkashi, Kappa. Zensama đảm nhận trị thương cho mọi người, mỗi người có một nhiệm vụ rõ ràng. Lần này bộ đôi Mezumaru và Gozumaru cũng không đứng ngoài cuộc. Họ trà trộn vào hàng ngũ địch, giả thành người mang thức ăn đêm cho các yêu quái đến từ Shikoku để moi tin tức. Tội cho Mezumaru phải giả làm cô em xinh tươi khiến cậu ta ngượng chín cả người. Phần Gozumaru thì khá hơn, cậu ta chỉ việc úp cái mặt nạ hình gấu vào là xong, làm cho Mezumaru hậm hực ra mặt. Mấy tên yêu quái dê sồm bu vào Mezumaru như bắt được vàng ấy, cô em xinh tươi như thế mà. Từ miệng của hai tên lắm mồm, bọn họ biết được bí mật của Tamazuki là thanh quỷ phủ. Toàn đánh cắp thanh kiếm lực công với Riku thì chưa gì đã bị Tamazuki bắt được. Còn số phận của hai tên yêu quái lắm mồm lúc nãy cũng bị biến thành vật tế cho quỷ phủ luôn. Trên tòa nhà của rạp chiếu phim, Tamazuki hiện ra hình dạng nguyên thủy của hắn, một gã hồ ly mặt nạ trắng. Hắn nhảy xuống đi giữa đám đông thuộc hạ hô hào. Với sự chứng kiến của các thuộc hạ, Tamazuki tuyên bố với Riku dưới danh nghĩa bát thập bát quỷ đạo Shikoku, hắn sẽ lấy mạng và cái uy của cậu như hắn đã hứa. Tên yêu quái một mắt không để ý đồng bọn, một mình xông lên đến tấn công Riku, bị cái uy của cậu làm tối tăm mặt mày. Chưa kịp đánh đấm gì đã bỏ chạy về như chó cụp đuôi. Cuộc chiến bắt đầu, Tamazuki ra hiệu lệnh tấn công rồi lui về đằng sau, thuộc hạ của hắn đông như rơm xông lên bán mạng. Riku đi lên dẫn đầu, các thuộc hạ từ sau đánh tới hỗ trợ hai bên. Một toán quân địch định đi vòng ra sau tạo thế gọng kìm cũng bị Soe và Kuzotabo đánh hạ. Sau bao lần đụng mặt gây hấn với nhau thì các thuộc hạ nhà Nura và thất quỷ của Tamazuki cũng đánh giáp lá cả theo từng cặp. Điển hình là các cặp đôi, đấu về sắc đẹp có Kejojo và Kajibaji, một bên là địa ngục châm đọ sức với chiêu tóc vũ. Yêu quái nước đã chạm trán với Kappa trong cuộc chiến nhà máy điện vẫn còn chưa phân thắng bại, hay Altabo với Tezeoni xem ai mới là người mạnh nhất xuyên lục địa. Tất cả sẽ hạ màn trong trận chiến cuối cùng này. Trong lúc các thuộc hạ hai phe hì hục đánh đấm, hồ yêu Tamazuki tìm mãi không thấy Riku. Hắn tưởng đâu cậu đã dễ dàng bị tên thuộc hạ nào đó hạ gục rồi, định quay lưng đi thì Riku đã bước đến sau lưng hắn. Rõ ràng cậu không hề né tránh mà bước qua thẳng hiên ngang giữa hàng ngũ địch như không một tên nào phát hiện.
Tamazuki rút thanh quỷ phủ ra đỡ một kiếm của Rikuo. Các yêu quái chỉ dừng lại khi nghe tiếng choàng của thanh thần kiếm. Hai thủ lĩnh bằng cách nào mà đã giáp mặt nhau làm cho thuộc hạ hai bên vô cùng sửng sốt. Tamazuki bây giờ mới hiểu sự hiện diện của Rikuo đã dồn ép kẻ thù đến điểm chúng không thể nhìn thấy được, đó chính là cái uy của một Nujajihion. Hông cầu Inugami nhìn thấy Rikuo vội lao đến tấn công, thế nhưng từ đằng sau mấy sợi chỉ đỏ của Kubinkashi đã siết chặt đầu hắn lại. Yuji cũng vội lao vô chiến trận hộ pháp. Bên này ở nhà Kana, Yuja hứa sẽ đến ở một đêm với Kana để bảo vệ cô khỏi tên yêu quái lúc nãy. Yuja khuyên Kana nên vạch ra ranh giới với anh chàng yêu quái đã từng cứu hai người. Vì suy cho cùng thì yêu quái vẫn là yêu quái. Đột nhiên với linh cảm của mình, Yuja nhận ra sự bất ổn trong thành phố. Chắc là cô ấy phải đi xem sao. Lúc hai phe yêu quái đang giao chiến, câu lạc bộ Kijozuji cũng đang sinh hoạt ở vườn hoa. Thảo nào tự nhiên các thành viên thấy ớn lạnh. Theo lý thuyết của đội trưởng Kijozugu thì đêm tối là lúc tốt nhất để nhìn thấy yêu quái. Có hàng loạt dấu hiệu của yêu quái tại thị trấn Ukio được gửi về hộp thư của biệt đội Kijozuji, tin nhiều đến nỗi lắc máy đọc không được. Kijozugu mừng rơn, lần này cậu chắc chắn sẽ được toại nguyện. Trong trận chiến, các yêu quái mạnh nhất của Tamazuki cũng đang đấu với các yêu quái mạnh nhất của Rikuo. Đang lúc Rikuo hơn thế Tamazuki thì một thuộc hạ của hắn yêu quái có tên Josuzume với những chiếc lông đen. Khi chiếc lông đen chạm vào mặt đối thủ sẽ tạo ra bóng tối. Áp dụng ưu điểm đó, hắn biến mọi quang cảnh xung quanh Rikuo chỉ còn một màu tối đen, khiến cậu không thể nào làm được gì. Rikuo trúng một nhát kiếm của Tamazuki ngã gục xuống, được thể hắn ép cậu gia nhập làm thuộc hạ của hắn, nhưng Rikuo từ chối thẳng mặt. Yuzuna thấy Rikuo lâm nguy hội vàng tới yểm trợ thì cũng không thoát khỏi cảnh ngộ bóng tối vây quanh. Biết đó là trúng chiêu của Josuzume, Yuji vật vả một hồi cũng nghĩ ra cách phản công. Cô đóng băng mắt trái lại để cái lông đen không tiếp xúc được. Kế đến ra đòn bất ngờ tụ tập và đóng băng những tinh thể vốn là sở trường của cô, tuyết nữ ra chiêu tiêu diệt Josuzume. Cái giờ phút Josuzume ngã xuống cũng là lúc ánh sáng đã trở về với Rikuo và các thuộc hạ nhà Nura bị trúng lông độc của Josuzume lúc nãy. Cuộc chiến giữa các hồ ly đến từ vùng Shikoku và gia tộc Nura đang đến hồi gay cấn. Chiêu bài đánh cắp ánh sáng của quái điểu Josuzume khiến các yêu quái của nhà Nura chìm trong bóng tối không thể phản công lại đã bị tuyết nữ Yuzuna hóa giải. Cuộc phân tranh tiếp tục có diễn biến mới. Lần khuất sau đám thuộc hạ, thủ lĩnh Tanuki của bát thập bát hồ ly bị Rikuo dồn ép phải lui về mấy bước. Hai bên lực lượng tham chiến tập trung càng ngày càng đông, thu hút lượng lớn yêu khí bao phủ cả vùng trời. Yuja không kịp cáo từ Kana, vội vàng chạy đến nơi đang phát ra yêu khí để ngăn chặn. Kana tò mò chạy theo, cầm trên tay chiếc gương mà trước đây Rikuo tặng. Kana hy vọng trong làn yêu khí kia sẽ gặp lại chàng trai yêu quái tốt bụng đã từng cứu mình. Số lượng yêu quái của nhà Nura bị đánh trọng thương khá nhiều. Soe không quản vết thương cũ chưa lành, xông xáo nhảy vô chiến trường mang bọn họ đến chỗ Gen chữa trị. Về phần mình, với bí thuật gia truyền, Gen thần thục phun một ngụm sake sát trùng rồi dùng lông vũ rắc thuốc đặc trị của gia tộc nhanh chóng giúp các thuộc hạ phục hồi. Bỗng từ đâu Soe vác về thêm hai người nữa là Gozumaru và Mizumaru đang bất tỉnh. Gen không nghĩ với năng lực của bọn họ mà cũng bị thương nặng đến như vậy. Đó là ở hậu phương, còn ngay trong cuộc chiến, các cặp đôi kỳ phùng địch thủ vẫn đang quyết liệt giao tranh. Altabo bị quái vật Tejaioni vật ngã, đám Lula vây quanh gieo hò. Tejaioni vênh mặt cười khỉnh, tưởng đâu đã giành phần thắng. Nào ngờ Altabo vật dậy, trong mắt đỏ au, dây chuyền đầu lâu trên cổ tách rời ra, bao quanh hai thân hình bọn họ. Bùa chú trên bàn tay Altabo sáng rực lật ngược thế cơ, đẩy mạnh một cái làm gãy cánh tay của Tejaioni, kế đến sẵn tiện quăng hắn xuyên thủng qua một tòa nhà. Chẳng qua bấy lâu nay sống giữa loài người nên Altabo dần lãng quên sức mạnh thật sự của mình mà thôi. Giờ đây có dịp thì tha hồ bung lụa nhé. Lại nói về cuộc đọ sức giữa hai thủy quái Kappa và Ganji, ở lần trước trong lúc Kappa sắp hạ gục Ganji thì hắn được Inuhawa ứng cứu. Giờ thì không còn ai xen vào trận chiến của bọn họ nữa, Kappa đã được thoải mái tay chân mà hành động. Kappa giờ vừa bỏ chạy để lừa tên Ganji tưởng bờ đuổi theo, bất ngờ ra đến bể chứa nước của thành phố. Kappa bẻ lái 180 độ, thi triển bí thuật nhà Ninja Cap và tạo thành quả thủy cầu khổng lồ dội thẳng vào mặt Ganji. Một phần vì sự phản kích quá đột ngột, một phần vì Kappa đã dồn hết lực cho bình sinh cho cú chưởng này nên Ganji chỉ có thể nhận kết cục là thua sặc máu. Có một đám yêu quái dưới trướng Tamazuki đang truy sát Kuzutabo, hòng ỉ đông hiếp yếu. Nhưng bọn hắn đã mắc phải sai lầm ngay trong cách suy nghĩ, một khi đụng trúng Kuzutabo thì kiếp này coi như bỏ. Kuzutabo sử dụng vũ điệu hắc khí sở trường của gia đình ám sát sư lao tới xé xác từng tên thành trăm mảnh. Kuzutabo chỉ hận không có thêm nhiều tên nữa để cậu mài vũ khí cho bén. Kubinkashi bận rộn không kém. Sợi chỉ chắc chắn của cậu được bệnh từ sức mạnh của nhện vằn đang bám chặt lấy cái đầu chó sói của Inugami, mặc cho hắn vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Nhìn quanh một lượt, xem ra cuộc chiến đang ở thế bất lợi cho Tamazuki, nhận ra điều đó thế nhưng hắn không hề nao núng,
Hơn nữa, từ trước khi đến đây hắn cũng đã có chuẩn bị cho diễn biến xấu nhất. Tamazuki nhấc thanh quỷ phủ trên tay hạ sát tất cả những yêu quái đang đứng gần. Đó đều là những tên thuộc hạ đi theo hắn, nhưng Tamazuki không một chút đắn đo, chỉ một nhát kiếm dứt khoát kết liễu bọn họ, làm cho Rikuo và các yêu quái nhà Nura không khỏi lạnh sống lưng. Thanh kiếm như sống dậy hút lấy hút để linh hồn của những tên vừa chết để bồi thêm sức mạnh. Oán khí mịt mù cả một vùng trời, Inugami nhận ra đó là Tamazuki liền được tiếp thêm niềm tin, vùng dậy bước khỏi sự trói buộc của Kubinkashi. Kaji Bajona đang đánh nhau với Kezozo thì dừng lại chạy tới can ngăn, nhưng không ngờ chính cô cũng trở thành thuốc dẫn cho thanh quỷ phủ đó. Ở cái giờ phút sắp bị hồn ly phách tán, Kaji Bajona nghiệm lại thước phim cuộc đời mình, là bấy lâu nay cô không dám nhìn nhận sự thật mà thôi. Tamazuki không đáng để cô phải trung thành như vậy, Kajibaji chỉ phụng sự hắn vì hai chữ khiếp sợ. Bất mãn thay cho Kajibaji một lòng trung thành nhưng bị chủ nhân bán đứng, Kezozo không kiềm chế được mà xông đến vã cho kẻ máu lạnh Tamazuki một trận. May cho cô là Kubinkashi kịp thời cản lại, chứ nếu không tôi nghĩ chắc cô cũng trở thành món tráng miệng cho quỷ phủ rồi. Zensama và bộ đôi Gozumaru, Mezumaru tức tốc chạy đến báo tin cho Rikuo về bí mật thanh kiếm mà Tamazuki đang sở hữu. Vừa kịp lúc giúp Rikuo nhận dạng nguồn sức mạnh nguy hiểm mà cậu sắp phải đối phó. Ở một diễn biến khác, các thành viên của biệt đội Kizuzuji cũng tức tốc trên đường chạy đến nơi đang phát ra yêu khí. Lần này, Kizuzuji lo chạy thật nhanh để không bỏ lỡ màn kịch hay như mấy lần trước. Mờ Dương Sư nhà cây canh chạy gần đến chỗ hai phe đang giao chiến thì bắt gặp một nhóm yêu quái đang diễu hành. Với sức mạnh cực đại của bọn yêu quái, Suza chỉ có thể cùng lúc vận cả 4 Shikigami mới tiêu diệt được bọn chúng. Nhưng không ngờ lại đụng mặt hồ ly Tamazuki đang bước tới. Hắn nhẹ nhàng tung chiêu phá hủy các yêu thú của Suza tan tành, 4 con Shikigami trở lại hình dạng là tấm hình nhân không hơn không kém. Tamazuki cầm thanh quỷ phủ trói lấy Suza, nếu góp thêm sức mạnh của cô nữa thì tuyệt vời. Nhưng chưa kịp ra tay thì Rikuo xông tới chém đứt đoạn quỷ phủ, kèm theo đó là một bên mặt nạ của hồ ly rơi xuống. Thành công cứu thoát Suza, cậu bảo Suza hãy rời đi, giao việc bảo vệ con người cho cô, còn tên này thì cứ để cậu đối phó. Câu nói của Rikuo khiến Suza phải nhìn nhận lại tư cách của cậu, mà bấy lâu nay cô đã hiểu lầm. Tamazuki vung thanh kiếm chém lên người Rikuo nhưng bất thành vì bị Kubinkashi đứng đằng sau ngăn lại. Ngay sau đó, dàn hộ vệ hùng hậu Altabor, Zuji, Kujotabor, Kezozo và Soi kịp thời bay tới dàn ra đứng hai bên và phía sau lưng yểm trợ cho Rikuo. Thấy Tamazuki đứng đơn độc một mình lép về trước nhà Nura, Inugami không đợi thêm nữa, hắn lao đến chỗ Kana bắt lấy cô làm con tin uy hiếp Rikuo, khiến cậu bị phân tâm. Rikuo trong tư thế sẵn sàng xông lên bất chấp để cứu Kana về. Cậu nói rằng nếu sợ thì hãy nhắm mắt lại làm cho Kana gợi nhớ về tuổi thơ, lúc cô và các bạn bị yêu quái bắt cóc, cũng có người đến giải cứu và nói với cô câu đó. Hóa ra, hai người lại là một. Kana không chút phân vân, tin tưởng tuyệt đối vào Rikuo. Điều này lại làm tên Inugami thêm ganh tị. Hắn ước gì băm vằm Rikuo thành trăm mảnh. Lợi dụng tình thế hỗn loạn, Tamazuki lùi lại thoát thế bị động trong gang tấc. Inugami không hề đề phòng, kiểm trợ cho chủ nhân từ phía sau, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tamazuki tấn công Rikuo. Thế nhưng, xoẹt, thanh quỷ phủ đã không tha cho kẻ trung thành cuối cùng này. Hai nhát kiếm ngọt sớt đã chấm dứt mạng sống của Inugami. Ngay lúc biến mất, cậu ta vẫn không tin kết cục của bản thân lại thảm hại đến như vậy. Tamazuki đã từng hứa sẽ mang Inugami đến vùng đất mới, quả thật vùng đất này ngoài sức tưởng tượng của cậu. Niềm uất hận trong Inugami lớn lao bao nhiêu thì thanh quỷ phủ lại càng hấp thu được nhiều sức mạnh bấy nhiêu. Lại nói, kể từ 300 năm trước cho đến nay, sức mạnh mà thanh quỷ kiếm này hấp thu nhiều vô số kể, cộng thêm số thuộc hạ của Tamazuki mới vừa bị hắn giết sạch để thu thập chữ uy. Vậy có thể nói uy lực đó là vô tiền khoáng hậu. Chữ uy mà Tamazuki dành cả thanh xuân để theo đuổi chính là sát khí. Lý tưởng của hắn ngược lại hoàn toàn với chữ uy mà nhà Nura đang nắm giữ. Đối với nhà Nura, chữ uy là sự khâm phục chứ không phải là sức mạnh tàn độc mà Tamazuki đang làm. Chính sự tôn kính từ trong tâm mới là chìa khóa để thu phục vạn yêu. Điều mà Tamazuki có cố gắng cả đời cũng không sánh kịp. Rõ ràng hai con đường bọn họ chọn hoàn toàn khác nhau. Không phân biệt đúng sai, kẻ chiến thắng mới là người nắm đại cuộc. Tamazuki và Rikuo lao vào nhau như hai con thiêu thân, phân định một mất một còn. Bọn thuộc hạ Altabor, Zuji, Kubinkashi, Soe, Kujotabor đứng ở ngoài nhìn theo, tuy rằng muốn vô phụ Rikuo một tay nhưng đành bất lực vì sức mạnh quá khủng khiếp ngoài tầm mà bọn họ có thể can thiệp. Hai đại thủ lĩnh của hai phe phóng lên nóc nhà, đến một nơi đất trống để con người không nhìn thấy. Các thuộc hạ của Rikuo cũng nhanh chân chạy theo. Một khi đã đứng đầu thì không cần chiến hữu. Một mình hắn sẽ làm bá chủ và ngự trị tất cả xác chết của yêu quái Tamazuki với niềm tin mãnh liệt tham vọng sẽ biến cả gia tộc Nura trở thành bách quỷ của riêng mình. Rikuo tuyệt nhiên không cho điều đó xảy ra. Hai bên đang giao tranh quyết liệt.
Bốn người của biệt đội Kijosuji là Kijosugu, Maki, Shima và Toji khẩn trương chạy đến nơi thì vừa lúc Rikuo và các yêu quái cũng đã rời đi, chỉ gặp mỗi Yuza và Kana đang nhìn theo hướng có yêu khí ngút trời. Kijosugu toan chạy theo thì bị Yuza ngăn lại. Trận chiến này e là con người không xen vào được đâu. Ngược dòng thời gian, Kijosugu nhớ về 4 năm trước, yêu quái đã từng cứu mạng cậu suýt chết, nhưng cậu ta bận ngủ gục không nhìn thấy. Vì thế mà Kijosugu mới thành lập câu lạc bộ này để chứng minh về sự tồn tại của yêu quái. Và rằng yêu quái cũng như thế giới của con người, có tốt có xấu, cậu không bài xích những yêu quái có tâm. Nhưng lần này cậu vẫn là một kẻ vô duyên với yêu quái, nghe theo lời cảnh báo của Yuza, Kijosugu nán lại, đứng từ xa quan sát cuộc chiến. Cuộc giao tranh đang chưa phân được thắng bại, thì vết thương trên ngực Riku đột nhiên rỉ máu. Thấy vậy Tamazuki được thể lấn tới, quỷ phủ trong tay càng thêm hừng hực sát khí không thấy điểm dừng. Ngay ở thời điểm đó mặt trời đã mọc, Riku cùng tất cả thuộc hạ của mình biến sắc, bởi thời điểm ban ngày cũng là lúc thiếu chủ sẽ phải trở lại hình dáng con người. Yuki và các đầu lĩnh tuy không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến nhưng cũng đứng ngồi không yên. Nhân lúc Riku đang yếu thế, Tamazuki chớp lấy thời cơ nhấc bổng Riku lên không trung, định bóp chết cậu. Mọi người như nghẹt thở theo nhất cử nhất động của Tamazuki, thì cánh hoa anh đào từ đâu rơi xuống, Riku tan biến như một làn khói. Thoát ẩn thoát hiện liền biến ra sau lưng Tamazuki. Tamazuki xoay người ra sau cầm quỷ phủ chém ngang, thân hình Riku đứt lìa. Chưa kịp vui mừng thì Riku đã biến thành một làn khói bay đi. Không tin vào mắt mình, Tamazuki chém liên tiếp thêm mấy nhát chí mạng nữa nhưng tuyệt nhiên Riku vẫn đứng đó không một vết xước. Có một sự thật rằng, dù có là ban ngày đi chăng nữa thì mặt trăng vẫn ở đó. Chỉ vì khi ánh mặt trời chói chang ló dạng vô tình che hết ánh sáng của mặt trăng, khiến ta không nhìn thấy nó mà thôi. Ngày hay đêm, dù là Riku có ở hình dạng yêu quái hay con người, thì đó đều là chính cậu. Đến hôm nay Riku đã chính thức thức tỉnh, cả hai bản thể của cậu được hòa làm một. Dòng máu yêu quái của cậu đang rạo rực hơn bao giờ hết. Riku biến to ra che lấp cả mặt trời, chém một nhát kiếm dứt khoát từ trên đỉnh đầu Tamazuki kéo xuống. Tất cả hồn phách yêu quái trong quỷ phủ được giải thoát ra ngoài, biến thành những vệt sáng tranh nhau bay đi, rời bỏ Tamazuki mà hắn không thể nào khống chế lại được. Cuối cùng nữa tấm mặt nạ còn lại trên mặt Tamazuki cũng ảm đạm rơi trên mặt đất, hắn quỳ sụp xuống và điên loạn. Đã đến lúc hạ màn, Riku chém nhát kiếm cuối kết liễu kẻ máu lạnh. Đột nhiên chỏng một tiếng, hai thanh kiếm va vào nhau, ngăn lại cái chết trước mắt của Tamazuki. Tất cả yêu quái nhà Nurajit đứng tim khi nhận ra đó là vị thống lĩnh đáng kính của mình. Tin đồn ngài Nujaji Hyon luôn đột ngột mất tích rồi đột ngột xuất hiện quả không sai. Thì ra ông nội Riku xuất hiện là muốn ngăn cản cậu, nể tình bạn hữu với Tanuki mà chừa cho con trai ông một con đường sống và sám hối. Nhìn thanh quỷ phủ bị đánh rơi dưới đất, Tamazuki uất hận không hiểu vì sao Riku có thể phá hủy sức mạnh của hàng trăm vạn yêu quái mà thanh kiếm đã hấp thu. Trong một sát na nảy sinh ra sát ý, Tamazuki tàn độc muốn dẫm lên xác cha ruột để tế cho quỷ phủ, giúp nó phát huy toàn bộ sức mạnh thật sự. Tamazuki tay run rẩy, cầm thanh quỷ phủ tận hết chút hơi tàn còn sót lại, phóng thẳng lên trời. Hướng lên không trung nơi ba anh em nhà Tengu đang dìu Tanuki bay đến, xuống tay tàn độc hạ sát chính người đã sinh ra mình. Nhận ra bất thường, Riku từ dưới đất hùng hổ lao tới như một con đại bàng uy mãnh hất văng Tamazuki té ngược xuống đất. Tanuki thấy vọng với đứa con trai, ông đáp xuống đất và biến về hình dạng nguyên thủy của mình, một hình thể khổng lồ. Lão hồ ly đưa tay ra đỡ Tamazuki, đứa con bất hiếu với thương tích đầy mình đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Tanuki đúng theo nghĩa đen. Tanuki quỳ xuống cầu xin Riku tha mạng cho đứa con trai ngu muội này, xin cho hắn được sống và sám hối. Thấy vậy Riku cũng không chấp nữa, giao Tamazuki lại cho Tanuki tự quản thúc. Cuộc chiến giữa các yêu quái vùng Shikoku và gia tộc Nura đã khép lại với chiến thắng huy hoàng dành cho nhà Nura. Riku thành công dẫn dắt bách quỷ của mình vượt qua nguy hiểm và cũng thành công trong việc thuyết phục các thủ lĩnh. Bọn họ không còn ai có thể phản đối việc Riku thừa kế ngôi vị Nujaji Hyun đời kế tiếp nữa, ngay cả người hay lèm bèm là Hitosume. Trong buổi tiệc của gia tộc, Riku cảm ơn Yuki vì ông đã góp sức giúp cậu thức tỉnh và trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay. Mọi người hoan hỉ vui mừng, tiệc tùng cười đùa không ngớt. Sau bao ngày căng thẳng đến nghẹt thở, thì hôm nay gia đình Nura đã lấy lại được vị thế của mình. Các yêu quái thuộc hạ đang tụ tập đầy cả nhà thì biệt đội Kijosuji lại đến thăm Riku. Thế quái nào lại là ngày hôm nay chứ? Riku tức tốc chạy ra ngăn các bạn lại, nhưng không thể nào bọn họ đã vô đến cổng rồi. Đành vậy, bảo đám thuộc hạ trốn vào trong như mấy lần trước thôi. Mở dương sư nhà cây Kain thì cũng một câu nhận xét cũ, cái nhà này vẫn rất nhiều yêu khí nhỉ. Như vậy là chúng ta đã đi hết phần 1 của bộ anime này với nhiều cung bậc cảm xúc, vui có buồn có, những trận chiến nghẹt thở cũng có. Hầu hết chúng ta vẫn luôn bài trừ sự tồn tại của yêu quái trong thế giới của mình. Nhưng trong bộ anime này thì các yêu quái nhà Nura vẫn rất dễ thương và có trái tim nhân hậu phải không mọi người?
hình tượng con quỷ dẫn đầu cầm ngọn roi phát ra cái uy đầy khiếp sợ, đó chính là Nujaji Hyeon, đại thống lĩnh của cõi âm ti, lãnh đạo đoàn quân ma quỷ mà dân gian hay gọi là Bách Quỷ Dạ Hành. Trải qua bao đời, đến đời của Nurari Kuo, người mang 1/4 dòng máu đại thống lĩnh, lại muốn sống như con người bình thường. Điều gì xảy ra với một chú quỷ mà lại không muốn làm quỷ? Tiếp theo phần 1 của bộ anime Bách Quỷ Dạ Hành, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần 2 có tên Hậu Duệ của Nujaji Hyeon. Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Sau khi Riko thức tỉnh bản năng yêu quái và lãnh đạo đội quân bách quỷ của mình đánh lui được thế lực hồ ly đến từ Shikoku, thì cậu đã tự tin hơn rất nhiều vào năng lực của bản thân. Đồng thời cũng chứng minh cho các đầu lĩnh trong tộc Nura biết cậu hoàn toàn có khả năng chấn hưng gia tộc. Thực ra có một điều là thiếu chủ nhà Nura đã từng thức tỉnh một lần vào 4 năm về trước. Thế nhưng cậu không chịu thừa nhận 1/4 dòng máu yêu quái này mà muốn làm một người bình thường nên mới bị các đầu lĩnh nghi ngờ. Sự việc phải kể đến từ lúc cha Riko bị ám sát, lúc đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô. Nujaji Hyeon rất thương Riko vì sự mất mát to lớn này và đã thay con trai bảo bọc đứa cháu tội nghiệp. Theo thời gian, Riko rất mến ông nội của mình. Cậu rất thích nghe những câu chuyện mà ông nội kể về thế giới của các loài yêu quái, cả về quá khứ huy hoàng của kẻ thống lĩnh màn đêm được chúng quỷ tôn sùng. Không ít lần Nujaji Hyeon đã thị phạm sở trường của mình trước mặt cháu trai. Được rồi Riko, hôm nay ta sẽ cho cháu thấy một chút sức mạnh của yêu quái nhé. Sức mạnh giúp cháu ăn uống miễn phí đấy. Vâng, đó là đi ăn trực đấy các bạn. Riêng Riko ngây thơ thì mê như điếu đổ. Thừa hưởng được độ nhây không kém ông nội, Riko thở bé đã biết chơi khăm mọi người. Bọn Altabo, Kurotabo đều bị cậu và đám tiểu yêu quái kinh qua. Khổ thân tuyết nữ Yuji vận bộ kimono mới cóng bị thiếu chủ treo ngược lên cánh cây, hờ hênh lấy tay che không kịp. Chưa kể, anh chàng Kubinka si hung nọ cũng không thoát khỏi trò quỷ. Quả đầu không dính cổ của cậu ta bị Riko lấy làm bóng chuyền ném qua cho Altabo, khiến Altabo 2 giật bắn cả mình. Đúng là ông nào cháu nấy. Riko vô cùng thần tượng ông của mình, hằng mong muốn rằng sau này sẽ trở thành một Nujaji Hyeon thống lĩnh bách quỷ côn ngầu như ông nội. Lúc đó ở trường, Riko thường hay khoe với các bạn học rằng cậu có ông nội là thống lĩnh của yêu quái, đám yêu quái trong nhà ai nấy cũng ngộ nghĩnh và đều tốt tính, khiến các bạn cười bể bụng. Không những thế, Riko còn bị xa lánh vì điều này. Đối với các bạn học thì tất cả yêu quái đều đáng ghét, hạ đẳng và rằng chúng luôn làm hại con người, khiến cho Riko cảm thấy rất buồn và tự ti. Trở lại nhà Nura, ông nội Riko triệu tập các đầu lĩnh lại để thông báo việc truyền chức vị đệ tam cho cháu trai. Nhưng trong các đầu lĩnh lại có người phản đối vì trông Riko rất yếu đuối, thậm chí có người còn nghi ngờ cậu có thật là cháu ruột của thống lĩnh không nữa. Trong số những người phản đối, một kẻ rất thâm độc là yêu quái chuyên bắt cóc trẻ con Gagose có toan tính giành chức vị này của Riko. Hắn trực tiếp ra tay với chuyến xe buýt mà mọi ngày hay chở Riko hay đi học. Bản tin trên TV đang thông báo, một chuyến xe buýt chở trẻ em đi học gặp sạt lở đất và bị chôn vùi, các thuộc hạ đều rất lo cho thiếu chủ. Nhưng may mắn là Riko được Kara sự tế ngự đưa về chứ không có lên chuyến xe đó. Riko xem bảng tin mà trong lòng nóng như lửa đốt, ra lệnh cho các thuộc hạ Altabo, Yuji, cùng mình đi giải cứu các bạn. Chính lúc cấp bách ấy, cậu bé Riko đã thức tỉnh bản thể yêu quái bên trong mình. Với dòng máu của Nujaji Hyeon vừa thức tỉnh, Riko cuối cùng cũng đã giết chết được tên phản nghịch Gagose và đồng bọn, cứu sống các bạn học một cách ngoạn mục. Ngay sau đó, Riko liền rơi vào trạng thái bất tỉnh 2 ngày liền. Khi tỉnh dậy thì cậu đã hoàn toàn mất đi trí nhớ về lần thức tỉnh đầu tiên này. Và bật mí cho mọi người là trong đám bạn đó có Kijo Sugu nữa nha, lúc yêu quái xuất hiện thì cậu ta bận ngủ gục nên không nhìn thấy được. Có lẽ vì thế mà sau này tức quá phải thành lập câu lạc bộ chứng minh sự tồn tại của yêu quái. Nhưng rốt cuộc chắc do cái việc quá nặng khiến cậu ta trở thành kẻ duy nhất trong đội không nhìn thấy yêu quái. Trở về với thực tại, đội trưởng Kijo Sugu thông báo cho Riko biết có yêu quái xuất hiện ở vùng đất của Samurai xưa. Sau khi tìm hiểu nội tình, Riko biết được đây là một con yêu quái rất mạnh và cũng rất biết trọng nghĩa tình. Nó tên Yami và nó chỉ đang bảo vệ hậu duệ của chủ nhân khỏi nguy hiểm mà thôi. Nhờ vậy, Riko đã chiêu mộ được yêu quái tốt tính này vào đội quân bách quỷ của mình. Chìm trong chiến thắng với các yêu quái đến từ Shikoku, Altabo và Kujotabo xuống phố xả xì chết. Định té vô quán ba giải khuây thì gặp ngay hai tên lưu manh giả danh khoác lác, không kìm được hai người đánh cho chúng một trận rồi đuổi đi. Mấy em gái rau xanh không ngớt lời ca ngợi. Có mà điều khen Kujotabo đẹp trai không à? Làm Altabo tức đến xì khói đùng đùng bỏ về. Trên phố sầm uất có hai thanh niên từ Kyoto đến. Bọn họ thuộc gia tộc Keikain và là anh trai của Yuza đang đến Ukiyo-e để tìm cô. Tình cờ gặp mấy tên yêu quái lai vãng, tiện tay hai anh em ám toán trừ hại giúp dân luôn. Altabo xui xẻo cũng bị hai người kia dội nước, rồi cho giật sấm sét bất tỉnh ngay tại chỗ. Nói đến đây thì hai người đó mạnh cỡ nào mọi người cũng đoán được rồi nhỉ. Nghe đâu họ được gia tộc Keikain phái đến để tìm Yuza trở về, vì một biến cố lớn vừa xảy ra với gia tộc. Ở bên này,
Biệt đội Kirojuji chia nhau đi tìm Yuza, mấy ngày liền không thấy cô xuất hiện nên mọi người rất lo lắng. Riko phát hiện Yuza đang tập luyện âm dương sự thuật ở một nơi vắng người. Cậu lại gần trò chuyện và an ủi cô thì đúng lúc hai thanh niên nhà cây Kain cũng vừa tìm tới. Nhìn thấy Riko, bọn họ phát hiện ra ngay thân phận thật của cậu, nhưng Yuza không tin và kiên quyết bảo vệ Riko. Các anh khuyên không được nên dùng thuật của nhà cây Kain đấu pháp với Yuza Isel. Cuối cùng vẫn là Yuza thua. Tuy cùng tộc cây Kain nhưng hai người này đối với Yuza có vẻ bằng mặt mà không bằng lòng. Nhìn Yuza bị thương vì mình, Riko không thể nhịn được thêm, cậu thức tỉnh bản thể yêu quái lập tức giải cứu cho cô. Đến lúc này thì Yuza mới phát hiện bấy lâu nay đều là chính Riko đã cứu cô những lúc nguy khốn. Nghĩ đến đây Yuza vững lòng tin Riko là người tốt. Nhưng không may cho Riko, hai ông anh của Yuza có pháp thuật không hề tầm thường. Bọn họ dùng bùa chú Shikigami khống chế, rồi kế đến đánh vào mặt khiến Riko đến bất tỉnh. Điều làm họ ngạc nhiên là thanh Neneki Jimazu mà Riko vừa đánh rơi. Đó là kiếm diệt yêu có nguồn gốc sâu xa từ tộc cây Kain. Một yêu quái mà lại sở hữu thanh kiếm diệt yêu này làm vũ khí phải chăng có ẩn tình. Yuza đang không biết làm sao để cứu Riko, thì bách quỷ nhà Nura đồng loạt kéo đến. Hai anh trai của Yuza không đánh lại mà bỏ đi, một lần nữa thực lực của họ không phải hàng tay mơ, tuy là bị bao vây bởi bách quỷ nhưng vẫn hiên ngang rút lui mà không hề hấn gì. Trước khi đi, hai thanh niên này thông báo cho Yuza việc gia tộc đang gặp phải kẻ thù truyền kiếp yêu quái Hagajomogisune. Hắn đã giết chết hai người trong gia tộc là Satsu và Koreto. Tình thế đang rất nguy hiểm, kẻ đứng đầu gia tộc đã cho Mamiru vào nhà chính và ra lệnh cho Yuza quay về Kyoto gấp để luyện tập. Yuza đưa người nhìn theo bóng lưng của hai ông anh. Riko ra lệnh cho Yuzuona đưa Yuza về trị thương. Gặp đúng kỳ phùng địch thủ sẵn ghét nhau từ trước, hai nữ nhân cãi nhau om sòm cả nhà. Cô nàng âm dương sư cũng cứng đầu không kém, ôm vết thương bỏ đi chẳng cần đến thuyết nữ. Riko khuyên Yuza nên trở về nhà để hỗ trợ cho gia tộc, kèm thêm lời đề nghị có cần cậu đi theo không. Thật ra, ngay khi nghe cái tên Hagajomogisune thì Riko đã có cảm giác rất khó tả, không biết yêu quái này có liên hệ gì với cậu hay không. Riko ngờ ngợ về một điều gì đó. Ngược dòng thời gian về 400 năm trước, vào thời đại cây chó, có rất nhiều yêu quái trẻ nhiều tham vọng quy tụ về Kyoto, thủ đô của các yêu quái bây giờ, hòng tranh giành danh hiệu cao nhất. Và trong số đó, có tin đồn chúa tể của bóng đêm, yêu quái mạnh nhất trong các loài yêu quái cũng đang trú ngụ tại đây, ở lâu đài Osaka. Henzo Sanzo của Trung Quốc đã từng có ghi chép về loại yêu quái này. Bọn chúng chuyên săn lùng nội tạng của con người, trẻ em, thầy tu, hoàng tộc. Các yêu quái tin rằng sinh mạng càng cao quý thì càng mang lại nhiều sức mạnh cho chúng. Dựa trên ý nghĩa đó, ngày càng có nhiều yêu quái săn lùng gan người hoành hành khắp nơi. Thở đó, Nuza Jihyeon đã cùng các thuộc hạ của mình vào sinh ra tử, thủ tiêu bọn yêu quái đó trừ hại giúp dân, đồng thời thu thập thêm cái uy để vươn lên làm kẻ đứng đầu các yêu quái. Vào thời bấy giờ, có một quận chúa vô cùng xinh đẹp, cô tên là Jouhime, con của một đại địa chủ trong vùng. Jouhime sở hữu thần lực trị được bách bệnh, cho nên cha của cô đã lợi dụng điều này để thu lợi về mình. Bất kỳ ai nếu muốn chữa trị thì phải trả cho ông ta một cái giá cắt cổ. Trước những tin đồn về yêu quái chuyên săn gan người, đại địa chủ thuê gia tộc âm dương sư cây Kain có pháp lực cao cường để bảo vệ an toàn cho Jouhime, con gà biết đẻ trứng vàng của mình. Nhìn Jouhime xinh đẹp là thế, lương thiện là thế, nhưng đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn, phải chịu cảnh chim lồng cá chậu. Một ngày nọ, bọn yêu quái đã đánh hơi được Jouhime và muốn chiếm lấy lá gan của cô, với niềm tin rằng nếu ăn được gan Jouhime thì chúng sẽ trở nên vô địch thiên hạ. Người của gia tộc cây Kain đang chịu trách nhiệm bảo vệ chính cho quận chúa đã giao cho cô thanh trảm yêu kiếm để phòng thân, đó là thanh kiếm chứa đựng sức mạnh của âm dương sư. Càng nhiều yêu quái bị chém, thanh kiếm sẽ càng mạnh lên. Tiếng lành đồn xa, nhan sắc của quận chúa đã lọt vào tai thống lĩnh Nuza Jihyeon của tộc Nura. Nhân một đêm trăng sáng, ngài ấy lẻn vào nơi ở của quận chúa, nhưng bị cô hiểu lầm là yêu quái đến ăn gan của cô. Jouhime đã dùng trảm yêu kiếm chém Nuza Jihyeon một nhát. Vì đó là kiếm trảm yêu nên Nuza Jihyeon đã mất máu rất nhiều. Quận chúa hốt hoảng, không suy nghĩ gì thêm vội vàng trị thương cho anh ta. Cảm thấy tấm lòng nhân hậu và nhan sắc tuyệt vời, ngài thống lĩnh yêu quái đã đem lòng yêu quận chúa Jouhime. Hàng đêm chàng trai ấy vẫn đến tán tỉnh cô, khiến trái tim Jouhime có chút siêu lòng. Ít lâu sau, Nuza Jihyeon đưa quận chúa lẻn ra khỏi phủ để đi chơi và đưa cô đến địa bàn của mình ra mắt mọi người. Nhân tiện ngài đã ngỏ lời cầu hôn cô, nhưng Jouhime chưa đồng ý. Hành động này khiến tuyết nữ Yuzuona bấy lâu nay có tình ý với thống lĩnh đã tỏ ra ghen tức. Các thuộc hạ nhà Nura cũng không tin vào những gì lỗ tai vừa nghe. Một chúa quỷ mà lại muốn kết hôn với con người, quá là vô lý. Nhưng Nuza Jihyeon vẫn để ngoài tai, chỉ cần ta thích là đủ. Cùng lúc đó, ở thành Osaka, tộc Toyotomo đang trên đà suy yếu. Để chấn hương gia tộc, lệnh bà Iyo đỏ ra lệnh cho các thuộc hạ đi cướp gan người về để bà ăn, bồi bổ sức mạnh cho đứa bé trong bụng sắp chào đời. Nó sẽ là người nối dõi gia tộc này.
Với danh nghĩa đi cầu hôn Jouhime cho đại nhân Hideyoshi Toyotomi, hai thuộc hạ của Yêu Đỏ đã ra tay giết đại địa chủ và thành công cướp Jouhime về tay ác phụ. Như mọi ngày, Nuzaji Hyon đến thăm quận chúa thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng. Hộ vệ của tộc Keiken cho biết nếu không phải Nuzaji Hyon bắt quận chúa thì chỉ có thể là yêu quái của thành Osaka Hagajomo Kisune mới phá được kết giới của nhà Keiken mà thôi. Nuzaji Hyon nghe đến đây như bị mất đi lý trí, cầm thanh trảm yêu kiếm mà Jouhime đánh rơi, xông vào hang ổ mụ ác phụ giải cứu cho người tình. Gyuki có ngăn cản thế nào cũng không nghe. Trong thành Osaka, Nuzaji Hyon một thân một mình bị Hagajomo Kisune và đám thuộc hạ vây đánh, suýt thua. Nhưng trong giây phút đó, các thuộc hạ Gyuki, Haiti Osam, Daruma, Hihi, Jujiona cũng vừa đến, mỗi người chia nhau đấu với một tên, giảm bớt gánh nặng cho Nuzaji Hyon. Hagajomo Kisune khống chế Jouhime trong tay làm phân tâm Nuzaji Hyon, lợi dụng sơ hở đánh một cú chí mạng lên người Nuzaji Hyon khiến anh chới với. Ngay lúc sắp gục ngã, Nuzaji Hyon đã được đánh thức thần trí bởi vì say đắm vẻ đẹp của nàng Jouhime mà ngày ấy quên mất bản thân mình là ai. Với chữ uy khủng bố của mình, bỗng nhiên khí thế của ngài ấy đã bắt đầu thay đổi. Biến mất trước mặt Hagajomo Kisune mà bà ta không hề hay biết. Đây là tuyệt chiêu áp đảo khiến Nuzaji Hyon có thể ẩn thân, ra tay bất ngờ với kẻ thù. Trận chiến trong màn đêm, Nuzaji Hyon dùng thanh trảm yêu kiếm chém vào mặt Hagajomo Kisune một đường dài. Máu của bà ta bắn tung tóe khắp nơi, kèm theo đó là yêu lực mà bà ta tích tụ bấy lâu nay đã theo vết thương hở thoát hết ra ngoài. Bao nhiêu sức mạnh Hagajomo Kisune cố tình thu thập để truyền cho đứa con sắp sinh giờ đây tan biến hết. Hagajomo Kisune gào một tiếng lớn vang trời rồi nhanh chân thẳng hướng mái nhà trốn biệt. Nuzaji Hyon giao phó Jouhime cho Gyuki và các thuộc hạ rồi tức tốc đuổi theo yêu phụ. Trên đỉnh cao nhất của thành Osaka, Hagajomo Kisune từ đằng sau dùng những cái đuôi xuyên qua lồng ngực Nuzaji Hyon móc lấy trái tim của anh. Kế đến phóng 8 cái đuôi hồ ly bao lấy thân hình Nuzaji Hyon nhân lúc thống lĩnh đang bị thương nặng. Đột nhiên trên không trung có rất nhiều là Shikigami tên hiệu phá quân phóng tới bao vây khống chế sức mạnh của Hagajomo Kisune tức khắc, khiến bà ta cứng đờ phải thả Nuzaji Hyon ra. Người vừa đến giúp Nuzaji Hyon đó là Hidemoto kẻ đứng đầu dòng họ Mờ Dương Sư Keikain. Xin giải thích thêm một chút là ở cái thời đó, Nuzaji Hyon và nhà Keikain cũng có chút quen biết. Nuzaji Hyon vẫn thường xuyên đến nhà chính của tộc Keikain để ăn trực mà. Kết hợp ăn ý, Hidemoto khống chế nữ yêu Hagajomo Kisune, không cho mụ ta phản đòn. Nuzaji Hyon cầm thanh kiếm trên tay chém một phát chẻ đôi mặt à ta ra. Hagajomo Kisune ngã nhào xuống đất lập tức chết tươi. Các yêu quái theo hầu mụ ta cũng từ đó tan rã. Lại nói về Hagajomo Kisune, trước khi chết mụ không quên lập một lời nguyền chết chóc cho hậu thế của hai gia tộc Mura và Keikain. Đó cũng chính là kẻ thù truyền kiếp chung của hai gia tộc cho đến sau này. Trải qua sinh tử mới biết chân tình, quận chúa Jouhime đã rất lo lắng cho ngài yêu quái của nàng. Với thần lực của mình, Jouhime đã chữa lành vết thương ở tim cho Nuzaji Hyon và chấp nhận lời cầu hôn của ngài, thề chung sống cùng ngài yêu quái cho đến cuối cuộc đời. Và đó là một cái kết vô cùng mãn nguyện cho kẻ hữu tình phải không mọi người? Sau cuộc chiến, các yêu quái của nhà Nura cũng thân thiết với nhà Keikain hơn, mạnh dạn kéo hết về nhà chính của gia tộc Âm Dương Sư An Trực, mặc kệ người nhà đó là ó. Riêng Hidemoto và Nuzaji Hyon cũng đã kết thân với nhau từ đây, chỉ tiếc rằng Hidemoto là con người nên tuổi thọ ngắn ngủi, e là không chứng kiến được sự lớn mạnh của gia tộc Nura do Nuzaji Hyon dẫn dắt. Khác với tư tưởng của các yêu quái khác, Nuzaji Hyon chấp nhận thế giới con người và sống hòa hợp với họ. Bảo vệ những kẻ yếu đuối bất kể người hay yêu chính là tâm niệm của ngài ấy. Vậy là kết thúc cuộc chiến, một thống lĩnh yêu quái và một vị âm dương sư danh tiếng đã cùng nhau hợp sức giết chết yêu quái tàn ác mạnh nhất trong các loài yêu quái Hagajomo Kisune. Nuzaji Hyon cũng từ đó đã vươn lên dẫn đầu thay thế vị trí chúa tể bóng đêm, kết thúc chuỗi ngày sợ hãi cho con người. Giai thoại từ 400 năm trước và lời nguyền của hai gia tộc cũng bắt đầu từ đây. Kể từ cuộc chiến định mệnh bị Nuzaji Hyon và Hidemoto liên thủ đánh bại, thì hồ ly Hagajomo Kisune và bè lũ của bà ta đã bị phong ấn của tộc âm dương sư Keikain chấn giữ, đến tận ngày hôm nay đã là 400 năm trôi qua. Các truyền nhân của hai đại gia tộc từ đó trở đi cũng bị dính lời nguyền lần lượt gặp những điều không may và mất sớm. Có nguồn tin lan truyền rằng mụ hồ ly đã hồi sinh ở một nơi bí mật nào đó và đang lên kế hoạch phục hưng lại đế chế đen tối xưa kia của mình. Đã có những lá gan của âm dương sư nhà Keikain bị yêu quái cướp đi mất. Việc Suza được tộc trưởng đương nhiệm đời thứ 27 triệu hồi về Kyoto cũng là vì lý do này. Sau một chuyến hồi hương vội vội vàng vàng, Suza đã về đến nhà chính ở Kyoto. Cô hét toáng mấy ông anh trai vì bắt cô trả tiền tận 18 vé tàu điện ngầm. Iza, mọi người cũng nên nhớ là một học sinh trung học như cô thì làm gì khá khẩm cơ chứ. Đám hạ nhân bối rối không hiểu mô tê. Chưa kịp tay bắt mặt mừng với mấy ông anh,
ngay sảnh đường làng Âm Dương Sư chợt nhận ra tất cả các chức sắc trong gia tộc cũng đang tề tựu, nét mặt ai nấy đều khá là nghiêm trọng làm cô có phần lo lắng. Biến cố lần này không thể xem thường, Yuya đã được giao một nhiệm vụ quan trọng thay thế vị trí người bảo vệ phong ấn Keicho và phải nhanh chóng cùng mọi người tìm ra chủ thể mà mụ hồ ly chín đuôi đầu thai, rồi triệu tập toàn bộ lực lượng của gia tộc tiêu diệt Ata, kẻ thù truyền kiếp Hagajomo Kisune. Cùng lúc đó, các bạn ở thị trấn Ukiyo chưa hết kỳ nghỉ hè khá là rảnh rỗi nên cũng muốn tổ chức một chuyến đi xa. Đầu sỏ lần nào cũng phải kể đến chính là Kizosugu. Không biết cậu ta thu thập thông tin từ đâu mà biết Kyoto cũng là vùng đất có lịch sử về yêu quái xưa kia, liền gạ gẫm cả đội đến đó du lịch. Từ hạ mình năn nỉ này nọ cho đến ép buộc đủ kiểu, đến là ngán ngẩm cho cái ông anh chiêu trò này. Rikuo rất muốn đi, cái tên Hagajomo Kisune và khoảnh khắc cha ruột bị ám sát năm xưa cứ ẩn hiện trong đầu. Cậu phải về hỏi lại ý kiến ông nội cho chắc. Các bạn lại hiểu lầm là về kể khổ để xin tiền trợ cấp, rồi như mọi khi Rikuo cũng lẻo đéo đến sau mà thôi, nên mọi người không lo cho lắm. Về đến nhà, Rikuo báo với Nozaji Hyun là cậu sẽ đi Kyoto thì lập tức bị ông bắt bỏ. Nếu không tiếp được chiêu của ông thì Rikuo có đến Kyoto thì cũng chỉ để làm báo cắt cho đám yêu quái ở đó mà thôi. Tranh luận một hồi có lẽ Nozaji Hyun đã quá bảo bọc Rikuo, đã đến lúc cậu phải đứng trên đôi chân của mình rồi. Nozaji Hyun gửi cháu trai đến gia tộc Osutono rèn luyện. Cái ngày hai sứ giả mặt bự của gia tộc Tono đến đưa Rico đi, bọn Tuyết Nữ và Kubinka Ashi còn tưởng có yêu quái tới bắt trẻ con toan đem thiếu chủ đi giấu mà không kịp. Một màn chia ly đầy nước mắt như web drama. Yukiona còn viết bức thư sức mướt cho Rico, đợi cậu đến gia tộc Osutono đọc cho đỡ bỡ ngỡ. Tohoku là quê hương của rất nhiều yêu quái, ngay cả tổ tiên của Tuyết Nữ Yuki cũng được sinh ra ở đó nên cô tin tưởng cậu sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Đúng chất thức dậy ở một nơi xa, Rikuo ngơ ngác đến bật ngửa. Tất cả người ở đây đều là yêu quái, họ đang rèm pha dòng máu yêu quái nửa mùa của cậu. Ở đây Rikuo buộc phải làm việc như trẻ củi, giặt đồ, chứ không được ăn không ngồi rồi. Mấy lần định bỏ trốn nhưng đều thất bại. Lại nói thêm một chút, Tono là một ngôi làng bí mật đã sản sinh ra nhiều yêu quái mạnh mẽ. Tộc trưởng của gia tộc này là Akakappa. Trong ngôi làng rất hiếm nơi có ánh sáng, nhưng lại là nơi tích tụ nhiều yêu khí, bởi thế ở đây dù là ban ngày thì Rikuo vẫn trông dạng yêu quái. Mục đích Nozaji Hyun gửi gắm người kế thừa của ông đến đây là để Rico được rèn luyện lên một cảnh giới cao hơn, hiểu được và thi triển nhuần nhuyễn cái uy của mình trước khi đến Kyoto. Nếu như cậu không có sức mạnh phá uy của ngôi làng Tono thì chỉ có thể mắc kẹt ở đây đến cuối đời. Bởi thế Rico phải nhanh chóng luyện tập để ngộ ra bản chất thật của mình. Itaku Kamaitachi là người được giao nhiệm vụ huấn luyện chính cho Rico. Cậu ta dẫn Rico đến khu vực chuyên luyện tập thực chiến và giới thiệu cho cậu những người bạn mới. Ở nơi đây bất kể ai cũng đều có tuyệt kỹ không thể coi thường. Hà bá đầm lầy Amezo ra chào hỏi Rikuo vì cậu mới trà bồn tắm cho anh ta. Mới khi nãy đây thôi, chính Rikuo cũng hú hồn vì chúng uy Amezo. Ngoài ra còn mấy người bạn nữa là thiên tà quỷ Awashima, tuyết nữ Zeira, tọa phu đồng tử Zukaji và bộ lập Dohiko. Sáu người bọn họ sau này sẽ cùng đồng hành lâu dài với Rikuo. Rikuo quyết tâm học hỏi các kỹ năng thực chiến với sáu người bạn mới quen. Bọn họ rất nhiệt tình lần lượt đọ uy với Rikuo suốt cả một ngày trời, thành quả là Rikuo chằng chịt trên người toàn những vết thương. Buổi tối đi tắm chung cả đám bàn tán xôn xao về các yêu quái ở Kyoto, xem ra mọi người ở đây cũng không ưa gì bọn chúng. Được biết tộc Tono là một tộc ninja độc lập và có nhiều kỹ năng đặc biệt, thế nhưng lại bị bọn yêu quái ở Kyoto coi thường, đâm ra họ căm ghét. Đang nói nữa chừng thiên tà quỷ Awashima nhảy xuống hồ nước tắm chung, bá đạo Awashima này là loại yêu quái ban ngày là đàn ông, còn ban đêm là phụ nữ. Cô ta nhảy xuống tắm với đám đàn ông làm cả bọn cười khì xịt máu mũi. Ở giữa rừng, Kidomazu sẽ toạc một khoảng không gian, dẫn theo hai thuộc hạ đến từ Kyoto đến ngôi làng bí mật Tono này. Bọn chúng đến cảnh cáo gia tộc Osutono nếu không hỗ trợ người cho Kyoto thì cũng không được đứng về phe nhà Nura nếu không sẽ bị chung số phận diệt môn. Akakappa đón tiếp Kidomazu một cách giả tạo và hoàn toàn để bọn chúng ngoài tai. Thương thảo không thành, ba người tức giận ra về. Giữa đường bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Nozaji Hyun, Kidomazu nhận ra người đã từng chém chết lệnh bà Hagajomo Kisune của hắn. Thuộc hạ của Kidomazu giao đấu và hiệp với Rikuo nhưng với cái uy yếu ớt này thì Kidomazu nhận ra đây không phải là nửa Ryeong, mà theo suy đoán của hắn thì người đằng trước mặt chính là cháu nội của ông ta. Sẵn căm thù gia tộc Nura đã lâu, hắn định xuống tay giết hại Rikuo tại đây nhưng bất thành khi trong lúc nguy hiểm, Rikuo ngộ ra bản chất thực sự của mình. Điểm lại những gì đã trải qua trong lúc tập luyện thực chiến ở làng Tono và những lời dạy trong quá khứ ông nội đã nói. Nozaji Hyun chính là loài yêu quái hiện thân của giai ác mơ và ảo giác, như bông hoa phản chiếu trên mặt gương hay vầng trăng ánh lên trong bóng nước. Tuy thực mà hư, tuy hư mà thực, tàng hình trước mặt kẻ địch, dẫu kẻ địch có chém trăm ngàn đao thì cũng như chém vào hư không bất định. Trong giây phút đó, Rico cầm khúc gỗ chém một nhát về phía bọn Kidomazu,
uy của cậu đã thay đổi mạnh mẽ lên rất nhiều, phá vỡ cái uy của cả ngôi làng khiến kết giới bên trong bị nứt một đường dài. Vâng, đó là cấp bậc tiếp theo của yêu quái, cái cấp cao mà ông nội Rico hằng nói tới. Ở một diễn biến khác, một thiếu nữ xinh đẹp đang ăn phần gan người nâu tái, lệnh bà Hagajomo Gisune của bóng đêm sau 400 năm đã thức dậy trong thân thể mới này. Năm xưa, Hagajomo Gisune và bé lũ đã bị tộc trưởng đời thứ 13 của tộc Keikain là Hidemoto phong ấn ở 8 ngôi chùa và lâu dài theo hình xoắn ốc lần lượt là phong ấn thứ 8 đền thần nông phú Shime, phong ấn thứ 7 vườn Hashiza, phong ấn thứ 6 chùa Jiuenji, phong ấn thứ 5 chùa Seiji, phong ấn thứ 4 chùa Nishihoganji, phong ấn thứ 3 chùa Rokukiriji, phong ấn thứ 2 chùa Sokukugi và phong ấn đầu tiên lâu đài Nijo. Lần lượt đã có 5 phong ấn bị Hagajomo Gisune gỡ bỏ, giải cứu cho rất nhiều thuộc hạ của mình, bọn chúng đang dần bành trướng thế lực ra khắp Kyoto. Tộc trưởng đời thứ 27 của gia tộc Keikain và thủ lĩnh các nhánh trong tộc đang đau đầu vì chỉ còn lại 3 phong ấn cuối cùng và mạng sống của những người đang canh giữ 3 phong ấn đó. Masatsugu, Pato và Akifusa cũng đang bị đe dọa, đó đều là những thiên tài cuối cùng của đại gia tộc Âm Dương Sư. Kể từ khi Hagajomo Gisune lập nên lời quyền rùa gia tộc Keikain thì việc nuôi một Âm Dương Sư là không dễ dàng. Bọn họ phải tận lực bảo vệ những người xuất chúng còn lại này. Ngược lại với suy nghĩ sợ sệt của nhà chính, ba người Masatsugu, Pato và Akifusa thì không nghĩ như vậy. Cái mà bọn bảo vệ không phải là huyết thống mà là người dân Kyoto. Theo kế hoạch đã định trước, ba người sẽ hợp lực giết chết Hagajomo Gisune tại ngay phong ấn thứ 3, chùa Jokukinji. Sau 400 năm được trở lại kinh đô Kyoto, bọn yêu quái vô cùng hân hoan trước cảnh đẹp mê hồn của thành phố. Chúng quyết tận lực phá hết những phong ấn còn lại, kế đến là xây dựng lâu đài mới ngay tại phong ấn đầu tiên và bao trùm yêu quái khắp thủ đô, gây dựng lại đế chế săn gà người sống. Tại chùa Jokukuji, ba âm dương sư cùng ra tay diệt quỷ. Masatsugu thi triển thuật tạo phong ấn hoàng thành cao vô tận cô lập mụ hổ yêu với đám thuộc hạ. Pato điểm mạnh điều khiển Shikigami khổng lồ đè bẹp Hagajomo Gisune, nhưng không ngờ mụ ta vẫn tỉnh bơ. Trong chốc lát, phong ấn của Masatsugu bị thuộc hạ của bà ta, bộ xương Gasado Kuzo phá vỡ, hắn xông vô hất văng cả Shikigami của Pato tan tành. Hai người bối rối nhìn về phía Akifusa, với thần thương Kyoku trong tay, Akifusa ra lệnh cho bọn họ cùng xông lên yểm trợ. Ở một diễn biến khác, Rico ngày đêm không ngừng luyện tập thêm kỹ năng của mình. Nhận được tin tình báo của bộ lập Dohiko, nhà Keikain ở Kyoto đã thất thủ. Một phần để cứu Yuza, một phần vì báo thù cho người cha quá cố, Rico đến cáo từ tộc trưởng Akakap rồi rời đi. Thanh kiếm Neneki Jimazu cũng được trả về nguyên chủ. Như lời trưởng tộc Osotono nói, lại có kẻ đột nhiên đến đây rồi đột nhiên kéo theo đồng bào của lão đi mất. Giống y lúc trước Nuzaji Hion đã đến rồi dụ dỗ tộc nhân ở Tono làm bách quỷ của riêng hắn. Một vụ làm ăn chỉ có lỗ chứ không lời. Nhưng biết làm sao được, tất cả cũng vì đại cục. Nếu không làm tộc trưởng, thì lão cũng đi theo Nuzaji Hion từ lâu rồi. Ra khỏi làng Tona, bọn Awashima di chuyển quá nhanh và nguy hiểm, Rico đuổi theo không kịp. Nếu là ban ngày thì phiên bản bé trai vô dụng chỉ có thể chạy bộ trên mặt đất mà thôi. Itaku thấy chậm chịu không nổi, biến thành phiên bản con chuồn bồng bé trai chạy cho nhanh, thật là mất mặt để tam gia quá mà. Trước tiên cả bọn kéo về dinh thự nhà Nura để tạm biệt ông nội Rico. Đúng là không đánh không thành bạn, mấy man chia phe đấu khẩu nhiệt tình. Tội nghiệp Kuzo Tabo mang tiếng biến thái bị thiên tà quỷ ý phiên bản nữ nhân được thể lấn lướt. Hà bá đầm lầy nhanh chân giành chỗ ở của cấp 3, còn trên này trên nọ. Itaku không nói không rằng phóng lên cây anh đào luyện tập. Nói chung là ôi thôi, từ khi mấy người bạn Tono đến đây, nhà chính Nora loạn như một cái chợ. Từ giã xong ông nội, Rico dẫn bách quỷ của mình và mấy người bạn từ Tono cùng lên đường đến Kyoto. Đến phút chót, Nuzaji Hion mới chịu đem chiếc chiến hạm trên không khổng lồ của nhà Nura ra khoe. Cả đám trố mắt chữ A mồm chữ Ô trầm trồ vì quá đồ sộ. Cùng lúc này, tại Kyoto trời vừa dập tối, đám bạn Kizosugu cũng đến nơi. Mừng hết lớn, bọn họ đến khu đền thờ để có trải nghiệm thật nhất về yêu quái. Các thành viên của biệt đội Kizosugi không ngờ rằng ngay khi bước chân vào khu đền thờ đó, nghĩa là nguy hiểm đang rình tập họ. Trong lúc Kizosugu, Kana và Shima phân tâm vì ngọn đèn Tadamoji đột nhiên thắp sáng một cách kỳ lạ, thì hai người bạn Toji mà Maki vừa lúc cũng bị yêu quái bắt giữ. Kizosugu tự tin đến mức không thèm đặt trước nhà trọ để nghỉ ngơi, mối mặt đưa điện thoại cho Shima gọi điện thoại cầu cứu Yuza. Đang loay hoay, Kana bị ngọn đèn ám muội nuốt chửng vô màn đêm, hai tên yêu quái ở Kyoto ngang nhiên bắt được Kana, nhưng may mắn có Yuza kịp thời đến cứu và đưa mọi người về dinh thự nhà Keikain nghỉ ngơi. Tuy trong thành lúc này yêu quái đang lộng hành, nhưng ở nhà Keikain thì mọi người tạm thời được an toàn. Yuki và Aotabo đổ mồ hôi hột mang danh yêu quái mà lại trốn trong nhà chính của tộc Âm Dương Sư. Ngồi run run cầu nguyện cho thiếu chủ sớm ngày đến giải thoát họ khỏi cái cảnh đời trớ trêu này. Lại nói về nguy cơ của tộc Keikain đang đến gần, hai phong ấn cuối cùng e là khó giữ được.
Lúc đó chắc cả Nhật Bản sẽ bị đội quân yêu quái của mụ Hagajo Mogisune bao phủ khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhận thức điều này, Yuza ngày đêm luyện tập âm dương thuật để tăng cường hỗ trợ cho các phong ấn đó. Tại chùa Sokukugi phong ấn thứ hai, Akifusa đã giúp bọn yêu quái Hagajo Mogisune xé bỏ kết giới do 40 người của tộc cây Kain tạo ra. Không chỉ vậy, hắn còn giúp chúng tạo ra những vũ khí thượng thừa có thể xuyên thủng kết giới riêng của bọn họ. Mấy âm dương sư nhà cây Kain chết nhiều như ngoáy. Đột nhiên cùng một lúc cả bốn Shikigami mạnh mẽ Tanjo, Jokuson, Bukazuku và Kyomon lao vô giữa trận chiến tấn công lại kẻ địch. Đó chính là Yuza, khả năng điều khiển một lần bốn Shikigami thì chỉ có thiên phú đặc biệt như cô mới làm được. Nhớ lại khi xưa Akifusa đã dạy Yuza phải bảo vệ chính nghĩa, nhưng thế cục xoay vần hôm nay hai người lại ở hai đầu chiến tuyến đối nghịch. Sau trận chiến ở phong ấn thứ ba, mấy vị âm dương sư con cưng của nhà chính cây Kain là Akifusa, Masasugu và Pato đã bị chết hai còn một. Nhưng người còn lại đó cũng bị yêu quái khống chế làm vũ khí chống lại người nhà luôn rồi. Yuza đau đớn phải liên thủ với Jiojika Kain cũng là một trong những thiên tài âm dương sư thật đối phó với người anh mà cô hằng kính mến Akifusa. Xưa kia Akifusa của phái Yasuo là người 3 tuổi đã biết làm ra kiếm báu rất được trọng vọng sẽ lên chức tộc trưởng. Một tiền đồ tươi sáng như vậy nhưng lại bị sa ngã, âu cũng do từ sâu thẳm trong lòng anh ta đã sinh tâm ganh tị với các thiên tài khác trong tộc. Jiojika là một trong số đó. Jiuji dùng thuật hiện ra phân thân giả đánh lạc hướng để hạ độc Akifusa, ngay khi anh ta bị trúng độc Jiuji phát hiện có một con mắt yêu quái đang ngự trị trong thân xác đó. Tên đó chính là Minago Yoshihiro, trợ thủ đắc lực và cũng là quân sư của bọn Hagajo Mogisune. Mụ này muốn cho hai truyền nhân nhà cây Kain phải đấu đến một mất một còn mới thôi, hay là cả hai chết luôn càng lợi. Quả nhiên Yuza đoán không sai, Akifusa là bị yêu quái chi phối. Cô phóng Shikigami vây xung quanh người mình cho triệu hồi phá quân. Lại nói đây là bí thuật mà kể từ trưởng tộc đời thứ 13, Hidemoto về sau không ai làm được nữa, mà Yuza thì lại có khả năng đó. Hagajo Mogisune và đám thuộc hạ sợ run người vì 400 năm trước chính Shikigami phá quân và kiếm Nenekijimazu đã nhấn chìm đế chế yêu quái của bọn chúng. Phá quân không đơn thuần là kỹ năng triệu hồi các tộc trưởng quá cố của gia tộc trở về mà còn mượn sức mạnh của các vị tổ tiên cộng với sức mạnh của kẻ đang triển thuật để diệt trừ ma quỷ. Yuza nắm được điều này do tiền nhân chỉ điểm. Cô đã tạm thời khống chế được sự tàn phá của đại ma đầu Hagajo Mogisune. Thế nhưng sức lực còn quá chênh lệch, nên vị tiền nhân kia đành thủ hòa, ra lệnh rút lui im đẹp để củng cố lực lượng cho trận chiến sau cùng. Bật mí một chút là vị tiền nhân kia chính là tộc trưởng đời thứ 13 của gia tộc cây Kain Hidemoto, người đã làm con cháu bị dính lời nguyền tai ác này. Con tàu bá đạo của tộc Nura đang thực hiện sứ mệnh cao cả đưa bọn người Rikuo đến Kyoto. Mọi thứ trên tàu rộng rãi và tiện nghi vô cùng nhưng cũng không làm không khí hòa hoãn lên. Khi tộc người Tono nói năng coi thường thiếu chủ của nhà Nura, bọn chúng trên thuyền lại như nước với lửa. Kubin Kashi nhịn đã lâu phải đánh nhau một trận ra ngô ra khoai với tên đeo liềm sau lưng. Quan cảnh của du thuyền đã biến thành một mớ hỗn độn mất hết mỹ quan. Ngay tại Kyoto lúc này, thế lực của Hagajo Mogisune đang tiến vào phong ấn thứ hai Sokukugi để giải cứu cho yêu quái khổng lồ Tsuchigumo. Vậy nghĩa là sức mạnh của bọn chúng đã gần hoàn thiện. Chỉ cần giải một phong ấn cuối cùng ở lâu đài Nizo nữa thôi và Hagajo Mogisune sẽ chọn nơi đó làm chỗ để hạ sinh đứa con của mình, khởi đầu lại đế chế huy hoàng năm xưa bỏ lỡ. Con tàu báo chở theo đoàn người nhà Nura và mấy người bạn Tono nhắm hướng thủ đô yêu quái thẳng tiến. Kubin Kashi và Itaku đấu võ mồm không xong nổi máu anh hùng đánh nhau ì xèo trên boong tàu, không ai chịu nhường đối phương. Đột nhiên từ đâu thủ lĩnh Zenippa nhảy ra hét to rồi hát cho mỗi tên một ít thảo dược hú hồn con trồn, chúng cứ tưởng bị dính độc dược của nhà Ippa không ấy chứ. Hai tên sốc nổi biết thân biết phận tự khắc hòa hoãn với tỷ số không đều. Giao oai bá đạo với sắp nhỏ là thế chỉ vì sợ chúng phá hỏng con tàu trước khi cập được bến, chứ Zen đến Kyoto là theo diện lén lút vượt biên kia mà. Nên thấy Rikuo phát hiện thì anh ta cũng phải nói qua loa vài câu đánh chống lãng. Nói chung là do thiếu chủ lo lắng cho sức khỏe của Zen nên mới ngăn cản thôi. Đám yêu quái trong nhà Nura nhí nhố chưa xong, con tàu báo vừa tiến gần biên giới Kyoto thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện hàng trăm ngàn con yêu quái khác. Tàu báo này có thể chứa được cả một cái dinh thự trên không thì mọi người cũng biết nó to lớn cỡ nào, ấy thế mà bị bao vây không một kẻ hở. Tên dẫn đầu là Hakujoju, thuộc hạ của Hagajo Mogisune được bà ta giao nhiệm vụ canh giữ bầu trời ở Kyoto. Thấy có kẻ đột nhập nên lao đến phủ đầu, làm đám yêu quái nhà Nura thất kinh. Hakujoju rất quy củ đến xưng danh trước khi giao chiến như một samurai thực thụ. Về phần Rikuo, cậu trực tiếp bước lên dẫn đầu tiếp chiêu kẻ địch. Uy lực của yêu quái này khá lớn, hắn rất khỏe có thể nhấc bỗng cả một chiếc thuyền đơn, làm Rikuo khá kinh ngạc. Riêng cây thương Dakini của hắn thôi cũng có thể áp đảo đối thủ chỉ bằng một chiêu. Rikuo nhà ta cũng không hề kém cạnh, với kỹ năng được luyện tập ở làng Tono, cậu thi triển thuật gây ảo giác phá uy kẻ địch, kế đến tiến gần đập gãy luôn cây thương Dakini của Hakujoju. Đối với một yêu quái mang tinh thần thượng võ như Hakujoju,
thì việc mất đi cây thương quý đã làm hắn chả thiết sống. Quỳ xuống nhận thua mặc cho Riko định đoạt. Trước cái chết cũng xin dừng lại khoảng chừng 2 giây để viết tâm thư cho lệnh bà Hagajomo Hisune cao quý. Các thuộc hạ bên phía Hakujoju thấy thủ lĩnh gàn dở nhận thua, liền quay sang chống lệnh. Một tên cầm đầu hô hào tấn công thuyền báo từ bên dưới, bằng mọi cách phá vỡ con tàu. Quá bất ngờ, Rikuo và đám Kubinkashi, Itaku ra lệnh tàu báo trèo thật nhanh, còn bọn họ cố chống chọi với kẻ địch, mong sao trời sáng để sức mạnh yêu quái của đối phương giảm đi một nửa mới dễ đối phó. Không như dự đoán của bọn họ, đến địa phận Kyoto bầu trời có sáng lên, nhưng yêu khí ở đây dày đặc, dù có là đêm hay ngày thì sức mạnh yêu quái vẫn y như cũ. Rikuo ngạc nhiên khi bản thân còn ở trạng thái ban đêm và Awashima cũng chưa thể biến lại thành đàn ông. Bọn yêu quái mạnh mẽ bám giết đoàn tàu không tha, con tàu báo bị hư hỏng nặng mất hướng lao nhanh cắm đầu xuống đất. Itaku và Kubinkashi bỏ qua hiềm khích cũ liên thủ với nhau, kẻ quàng dây buộc chặt mạn tàu, người thì đan vỏ cây thành lưới cản lực rơi của con thuyền. Nhưng cũng chẳng ăn thua, con tàu chữ uy đau đến ngất xỉu. Đúng là quân khốn nạn, thấy tàu mất lái rơi tự do bọn chúng mới chịu buông tha. Riko và mọi người hoang mang không biết làm sao, thì nhìn thấy sông Kamo ở phía trước, lúc này mới mừng hết lớn. Itaku và Kubinkashi chuyển hướng dây kéo cho tàu rơi xuống đó. Soe và Zeja cũng ra phụ một tay giúp tàu báo tiếp nước an toàn. Thật là một chuyến đi chưa gì đã đầy sóng gió. Về phần Hakujozu, hắn được Riko tha mạng nhưng quyết không phản bội Gisune, chỉ mách miệng bảo Riko đến phong ấn thứ nhất sẽ là đường tắt giải quyết được mọi việc. Bên này, nhà cây Kain cũng chẳng được yên. Giới quan chức khiển trách bọn họ vì việc để yêu quái lộng hành khắp Kyoto. Bọn họ đã cố hết sức và bị thương không ít người chứ cũng chẳng sướng ích gì. Đang lúc này, hồn ma của vị âm dương sư đại tài Hidemoto, người đã làm nên 8 phong ấn ở Kyoto, hiện ra theo thuật Shikigami của Suza, bởi vì bây giờ ông ấy là một trong những phá quân. Theo lời ông thì kịch bản để tiêu diệt Hagajomo Hisune là để mụ ta phá nốt phong ấn đầu tiên và hạ sinh ở đó. Thời điểm chuẩn bị cho việc sinh nở sẽ là lúc bà ta yếu nhất, cũng là thời cơ duy nhất có thể đánh thắng mụ ta. Nhưng để hạ được Hagajomo Hisune, bọn họ cần hai thứ. Một là Shikigami phá quân của Suza. Nghe đến đây, mấy anh em nhà cây Kain thay đổi đột ngột. Người cứu được gia tộc trong lúc này mà từ lúc về phủ đến giờ chỉ được ăn cơm trứng, ngay từ mai phải cho ăn gà ác đấy nhé. Thứ còn lại là thanh kiếm Nenekijimazu đang nằm trong tay Riko. Đúng lúc Zuzana ngang qua nghe thấy, bảo mọi người không cần đi tìm, thiếu chủ sẽ đến Kyoto sớm thôi. Không tiện giải thích cho mọi người, Suza và Hidemoto kéo Yuki ra hỏi chuyện cho kỹ. Ở một diễn biến khác, Riko và các thuộc hạ bắt gặp bọn yêu quái ở đây lộng hành vô pháp, ngang nhiên giữa đường săn gan người nên ra tay cứu giúp. Riko đã từng thề rằng bảo vệ con người nên tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Tuy những người Tono không chịu nâng chén tuyên thệ nhận làm thuộc hạ của Riko nhưng cũng là đồng minh mà thiếu chủ tin tưởng nhất. Vậy nên bọn Kubinkashi, Kurotabo không phân biệt chủng tộc nữa mà mỗi người một tay nhập bọn cùng nhau chém giết bè lũ yêu quái. Nghe theo lời mách miệng của Hakujozu trước khi rời khỏi, nhóm bách quỷ của Riko đã đến nơi đặt phong ấn thứ nhất phú Shime Inari, còn có tên gọi là khu rừng Ume. Vừa đến nơi, đập ngay vào mắt mọi người là rất nhiều cổng Toji, chúng sắp đặt cứ như một mê cung. Không khí ảm đạm này khiến Riko tin rằng nơi đây chắc chắn có liên quan đến mụ Hagajomo Hisune. Thiên tà quỷ từ khi đặt chân đến Kyoto thì chưa trở lại hình dạng nam nhân bao giờ, nếu như có lỡ đi vệ sinh thì cũng bất chấp mà vào nhà vệ sinh nam chứ tuyệt đối không đi vệ sinh bên nữ. Cô ta còn mạnh dạn kẹp Riko vào bộ ngực khổng lồ chẳng ngại gì hết, chứ Riko thì dịch cả máu mũi. May là Yuki không thấy cái cảnh cẩu huyết này chứ không cũng lồn lộn lên nổi cơn ghen cho mà coi. Awajima đang trong hình dạng con gái mà bản tính lại là một thiếu niên đúng chất nghịch ngợm, tay máy tay chân bứt đầu pho tượng đá, vô tình bị rơi vào cái uy của một tên đáng gờm. Từ trong mấy cánh cổng Toji mọc ra vô số cánh tay cầm theo mỗi loại vũ khí, thoát ẩn thoát hiện tấn công từ phía đến Awajima. Cô nàng bất lực bật khóc, ngay lúc đó Kuzutabo hiện ra nhắc nhở. Tên yêu quái đã dùng hòn đá để lôi kéo những người đang sợ hãi vào thế giới do chính hắn tạo ra. Hắn là nhị thập nhất diện Senji Mukade, kẻ đang canh giữ nơi này, một loại yêu quái sống trong trái tim run sợ của trẻ con. Hay nói cách khác, nếu một ai đó càng sợ hãi thì nó càng mạnh vô địch thủ. Hiểu ra điểm mấu chốt, Awajima đã tự mình hạ được Senji Mukade và thoát ra khỏi mê cung đáng sợ, gặp lại mọi người cô rưng rưng nước mắt mừng khôn xiết. Cùng lúc đó, Hidemoto dẫn theo anh em nhà Suza và Yuki đến, định là cảnh báo mọi người nhưng Awashima đã tiêu diệt được nó khiến mấy vị âm dương sư không khỏi trầm trồ. Nhân tiện người nhà cây canh mượn tên yêu quái này làm vật phong ấn ở đây luôn thể. Sau bao ngày xa cách, Yukiona gặp lại Riko mừng hơn cả bắt được vàng. Cô nàng ôm chầm lấy cậu và lôi ra cả đống thư tình ra cho Riko đọc. Mấy thanh niên Tono ăn cơm chó mà chảy hết nước miếng. Hidemoto cũng vào vấn đề chính. Ông kể cho Riko về kế hoạch của mình và nhờ cậu đặt lại các phong ấn để chấm dứt đế chế của Hagajomo Hisune. Riko cho biết cũng đến đây vì vấn đề này, thế là hai bên giao kết cùng hợp tác.
Đang nói chuyện thì tên yêu quái Tsuchi Gumo xông đến tấn công mọi người. Tên này có một lai lịch rất tàn bạo, hắn xưa kia có thể phá nát toàn bộ Kansai. Cái thời điểm Nuzaji Hion giết Hagajo Mugisune 400 năm trước, may mà không có hắn ta ở đó, chứ không vì việc cũng khó thành. Năm xưa âm dương sư đại tài Hidemoto không hề giết được hắn, mà việc phong ấn là phải nói khích này kia, dụ dỗ mới đạt thành. Tên Tsuchi Gumo này tuy mạnh nhưng kiểu đầu óc có chút vấn đề mọi người ạ. Tsuchi Gumo đến đây là để tuyên chiến với những tên mạnh nhất, cả nhóm bách quỷ của Rikuo xem ra chỉ là trò con nít trong lòng bàn tay của hắn mà thôi. Ngay chính Rikuo cũng bị hắn nhẹ nhàng đánh hạ. Hết cuộc vui, Tsuchi Gumo bắt Tsukiona đi, đám thuộc hạ và những người bạn Tono ra sức nhảy vô cuộc chiến cũng thất bại lui về mang theo thương tích đầy mình. Trước khi biến mất, Tsuchi Gumo nói ra địa điểm chuộc người tại chùa Sokokugi. Ở một diễn biến khác, Hagajo Mogizune và đồng bọn trịnh trọng kéo đến lâu đài Nijo, mụ ta lội qua ao nước đen ngòm từng bước phá vỡ phong ấn cuối cùng. Đúng như dự đoán, Hagajo Mogizune chọn nơi này để sinh ra đứa con hiện thân cho cái ác, đây cũng chính là tham vọng của các yêu quái Kyoto. Bởi thế bọn chúng ra sức phục tùng và y lệnh săn tìm 10.000 lá gan người cho bà ta ăn lấy sức sinh nở. Sokeza và Ibazaki Doji nhận nhiệm vụ này. Bọn chúng bắt đầu bao phủ thuộc hạ trên khắp hang cùng ngõ hẻm dụ dỗ, bắt cóc, dùng đủ mọi cách để bắt cho đủ người. Lại nói đến nhóm bách quỷ của Rico, sau khi giao đấu với tên yêu quái Tsuchi Gumo, bọn chúng bị thương nhiều như rơm như dạ. May mà còn có Zen Ippa kịp thời cứu chữa được phần nào. Riêng Rico, Zeja và Dohiko vẫn bất tỉnh đến tận bây giờ. Lúc này Kyuki cũng được ông nội Rico phái đến giúp đỡ bọn họ. Kyuki đưa Rico đến nơi của ông ta luyện tập thêm chiến thuật cho cậu. Đúng là chuyến đi đến làng Tono đã giúp Rikuo tiến bộ rất nhiều, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Cái cậu cần làm lúc này là phải mạnh hơn chính bản thân mình, mạnh hơn cả cha và cả ông của cậu. Bởi Gisune mỗi lần tái sinh là một lần sức mạnh tăng vọt, nếu không đạt được cảnh giới như vậy thì chỉ có cái chết. Các thuộc hạ nhà Nura mất hẳn nguyện khí khi Rikuo bị thua trận, đại tỷ Kejojo có nói cỡ nào cũng không làm họ phấn chấn lên được. Thê thảm nhất là Kubinkashi, vì không bảo vệ được Rikuo như lời đã hứa với đệ nhị đâm ra thất vọng đến điên loạn. Cứ nói làm nhảm rồi tự ý rời bỏ đồng đội đi lang thang một mình. Giữa đường gặp bọn yêu quái Kyoto đang hoạt động, chúng thấy Kubinkashi liền vây đánh rồi cười cợt cái đầu bị rớt ra của cậu. Lúc này Kubinkashi mới tỉnh ngộ ra bản chất trước kia của mình, 350 năm trước khi gặp đệ nhị là nỗi sợ của yêu quái. Việc bảo vệ người khác không phải là nhiệm vụ của cậu. Việc của cậu là giết chết tất cả yêu quái cản đường, từ trong căm giận Kubinkashi mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Liên tiếp từ phong ấn thứ 8, rồi phong ấn thứ 7, Kubinkashi chém tất cả yêu quái ở đó thành mảnh vụn. Cả một khu vườn Nhật Bản bị biến thành bãi tha ma, xác chết của bọn yêu quái Kyoto bày la liệt. Sự giận dữ của Kubinkashi quả thật không thể xem thường, khiến Hidemoto càng tò mò thêm về thiếu chủ nhà Nura. Biệt đội Kijo-Juji từ khi đến Kyoto đã bị giam lỏng ở nhà chính cây Kain, mang tiếng đi du lịch săn tìm yêu quái, ấy thế mà bị nhốt ở đây thế này. Kijo-Sugu ngao ngán nhìn mấy bạn học toan rủ họ đánh bài chuồn nhưng không tài nào thoát ra khỏi phòng được. Mặt khác, ở nhà chính cây Kain, bọn yêu quái của Hagajo Mogisune dẫn đầu là Sokeza đã phá được kết giới xông vào bên trong. Theo lệnh mụ hồ yêu, bọn chúng đến săn gan của những âm dương sư mạnh mẽ để cho bà ta bồi bổ. Cả gia tộc cây Kain đều dồn toàn lực đối chiến, nhưng những sợi xích chú của các âm dương sư đều không xi nhê, bọn yêu quái rất mạnh, chúng có thể đã thương luôn cả vị tộc trưởng đương nhiệm. Akifusa của phái gia, xua trong trận chiến trước vết thương còn chưa lành, nhưng không nhịn nhục được thêm phải nhảy ra nghênh chiến với bọn chúng. Cùng lúc đó, Kubinkashi đến phong ấn thứ 6 tại chùa Jiuenji thì chạm trán Ibazaki Doji, kẻ đang trông coi tại phong ấn này. Giao đấu qua vài hiệp, xem ra cái tên đang đứng trước mặt Kubinkashi đây là một kẻ thật sự đáng gờm, không dễ đối phó như ở hai phong ấn trước nữa. Tại điểm phong ấn thứ 6, đối đầu với người canh giữ Ibazaki Doji, Kubinkashi thua liên tiếp mấy hiệp khiến bản thân rơi vào cảnh nguy khốn. Rất may mắn là có Kejojo sử dụng tuyệt chiêu tóc vũ kịp thời ứng cứu. Bọn họ hợp sức, một người tấn công, người kia phòng thủ, cùng nhau chiến đấu như lúc còn sống. Xưa kia giữa bọn họ cũng là một mối giao tình đặc biệt. Ibazaki Doji là tên yêu quái không dễ đối phó, một trận khói lửa mịt mù cắt làm hai mặt đất mà bọn họ đang đứng. Cặp đôi ăn ý Kubinkashi Kejojo phải khó khăn lắm mới đánh phủ đầu làm rớt phang bài vị của người cha quá cố mà Ibazaki Doji vẫn mang theo trên mặt. Xem ra tên này cũng là một đứa con hiếu thảo, nhưng dù sao khác chiến tuyến nên thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hai người được thể tấn công, tưởng đâu sẽ kết liễu được con yêu quái mặt gỗ, hay đâu đã yêu đầu Kidomaru xông tới yểm trợ đối phương. Kejojo bị đâm một nhát kiếm xuyên người, còn Kubinkashi cũng trọng thương không kém. Vừa toa nhắm mắt xuôi tay đợi giây phút sinh tử cận kề, thì một viên đá phong ấn từ trên không vội vàng đặt xuống đè lên người Ibazaki Doji. Bộ đôi âm dương Juza và phá quân Hidemoto lần theo dấu vết của Kubinkashi đã liên tiếp đặt lại phong ấn cho những nơi vừa bị cậu đại náo.
Lại nói tại nhà chính của tộc cây Cain, những người bạn trong biệt đội Kizozuji đang được các âm dương sư bảo vệ cẩn trọng, bonus thêm về sĩ Altabor. Chúng yêu Sokeza mang theo người đến bắt Suza và các âm dương sư mạnh mẽ để lấy gan cho Hagajomo Hisune tẩm bổ, một phần là để hạ bớt sức mạnh của kẻ thù, cũng là một công đôi chuyện. Akifusa bất chấp sử dụng cấm thuật ma thương một lần nữa nhưng cũng không địch nổi thế lực yêu trùng. Còn tệ hại hơn là vị tộc trưởng đời thứ 27 đã bị hắn đả thương rất nặng. Vệ sĩ Altabor đang trông bọn trẻ thấy việc chẳng lành cũng nhảy vào cuộc chiến, trợ giúp Akifusa một tay. Trong thời quá khứ, Altabor với một sức mạnh hủy diệt nắm đấm có thể đấm nát cả đá, bàn tay có thể cầm trọn đầu người, đã giết chóc vô số, vậy nên bây giờ mới quay đầu cứu giúp con người để bù đắp cho những tội lỗi trước kia. Bởi vậy dù là yêu quái thì cũng không đứng về phe ác. Sức mạnh của Altabor đã đè bẹp nhện tinh Sokeza, cứu bọn Kana, Maki, Toji đang rơi vào tay của bè lũ Hagajomo, Hisune. Ở một diễn biến khác, chỉ còn lại một mình Kidomaru, Zuza tự tin sử dụng Shikigami tổng hợp để bắn nát sọ hắn nhưng có vẻ không dễ dàng. Tên yêu quái ngàn năm hất tay một cái đã phá tan chiêu thức của Zuza, hắn áp sát lại gần túm cổ áo Zuza và nhận ra cô là người có năng lực đặc biệt triệu hồi được Shikigami phá quân. Đúng là cố tình tìm mà không gặp, bây giờ vô ý lại bắt đúng người. Kidomaru mừng thầm định đem dâng lá gan của Zuza cho lệnh bà cao quý. Bỗng từ trên nóc nhà hai ông anh trai của Zuza là Ryuji và Mamiru đến cứu. Không những thế cùng lúc đó, thuộc hạ nhà Nura cũng đến để giải cứu cho những người anh em của mình Kubinkashi và Kezozo. Kappa mở con đường máu, à quên, là mở con đường nước dẫn Kubinkashi và Kezozo đang trọng thương chạy khỏi. Zuza cũng được ông anh khắc khẩu ném vào ao nước thoát thân. Đến một nơi khá xa cả bốn người leo lên bờ an toàn. Kezozo có một màng tái hợp mừng quính, nhảy thoát lên người Kubinkashi khiến cả đám đỏ mặt. Thiệt mừng gì mà khiến người ta khoái chảy nước miếng, mai mốt cứ thế mà phát huy nhé. Chiến trường ở Kyoto với ba thế lực là nhà Nura, nhà cây Cain và hồ ly chín đuôi Hagajomo Hisune đang vô cùng cam go. Riêng thiếu chủ nhà Nura thì từ dạo ấy cái dạo mà bị con yêu nhìn nhện bốn tay tờ Tsuchigumo đánh trọng thương cậu vẫn miệt mài rèn luyện với Gyuki, hòng nâng cao sức mạnh bản thân để đi cứu Yukiana. Chắc chắn tuyết nữ đang bị nhốt ở chùa Sokukogi cũng không hề dễ dàng gì. Ở tại núi Kumara, ngoài Gyuki đang huấn luyện cho Rikuo thì còn có Kumaraten, Gu cũng đang hỗ trợ. Tên Kumaraten, Gu này trước kia là thuộc hạ của Hagajomo Hisune, nhưng bây giờ quay ra giúp Gyuki cũng vì lý do báo thù. Năm xưa Minagojo Shijiro đã cướp vị trí của hắn bên cạnh Hagajomo Hisune. Vậy nên một là Rikuo mạnh lên giết kẻ thù cho hắn, hai là hắn sẽ giết cậu và cướp đi thanh kiếm Nenekijimaru tự mình báo thù. Đó cũng chính là giao ước giữa hắn và Gyuki. Zen Ippa cũng đi theo Rikuo để trị thương cho cậu mỗi khi luyện tập. Trước sức ép của bè lũ Hagajomo Hisune và Kumaraten, Gu, Gyuki tăng cường khổ luyện cho Rikuo. Thời hạn giao ước gần đến nhưng thiếu chủ nhà Nura vẫn chưa lãnh hội được đỉnh cao trong kỹ thuật chiến đấu của dòng họ mình. Cậu bắt buộc phải chấp nhận bản chất con người bên trong mình và phải chiến đấu trong bộ dạng một Rikuo của ban ngày, càng thi đấu thì càng thấy bất lực. Rikuo ủy mị than vãn với Zen. Những tưởng nhận được đồng cảm ai dè bị anh trai nuôi này vã cho một cái veo mồm. Gì cơ chứ, cậu là thống lĩnh của Bách Quỷ, thì cho dù là cứu người hay giết kẻ thù, nếu muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải hỏi ý kiến. Sau cái màn ăn tát, Rikuo mới khôn ra được. Rikuo chợt nhận ra rằng việc được ai đó đặt niềm tin vào có thể đem lại cho cậu nguồn sức mạnh của họ. Đó chính xác là mượn uy. Lấy cái uy của Bách Quỷ phủ lên mình, mượn sức bọn họ hợp với lực của mình sẽ khiến cậu mạnh hơn vô số lần. Bí thuật đó chỉ có truyền nhân nhà Nura mới kế thừa được. Đây gọi là ma hội. Trong khi Gyuki không để ý thì các thuộc hạ của Kuramaten, Gu đã đến ám sát Rikuo. Với ma hội vừa lĩnh ngộ thêm vào đó là việc sát cánh cùng Zen chứ không phải đấu đơn lẻ một mình như trước, Rikuo đã hạ đẹp bọn chúng không sót tên nào. Kẻ mà Kuramaten, Gu trước giờ chỉ toàn nhìn bằng nửa con mắt đã giúp lão rửa mắt. Vượt qua Kuramaten, Gu, bài học cuối cùng trước khi Rikuo về Kyoto đó là phải vượt qua cái uy của Gyuki. Lần này Rikuo thật sự đã làm ông nội cậu tự hào. Chính Gyuki cũng tự hào về vị đệ tam mà mình sắp khăn gói đi theo hầu này. Tại Kyoto, tất cả mọi người đều trông ngóng Rikuo trở lại. Trên con tàu báu đang đậu ở sông Kamo, các yêu quái nhà Nura chờ đợi như một kẻ mất hồn, không biết làm gì hết, phó mặc tất cả cho chị đại Kezozo gánh còng lưng. Phần Yukiana thì nhớ thiếu chủ vô bờ, từ khi cậu còn là một cậu bé nghịch ngợm trêu đùa mọi người cho đến khi đi học, đi chơi. Tất cả quãng thời gian đó, cô đều sát cánh bảo vệ cho thiếu chủ. Nhưng bây giờ nó đã quá xa vời. Cô bất lực định tự vẫn để không trở thành gánh nặng cho Rikuo, bởi tên yêu quái đang thách đấu với cậu Tsuchigumo dường như hắn không có đối thủ, sợ cậu sẽ bị hắn bóp chết. Những người bạn Tono trừ Zeja, Dohiko và Zukaji đang ở nhà trị thương ra thì Awashima, Itaku và Amezo vẫn trực ở gần phong ấn thứ hai,
đợi Riku đến cùng nhập bọn quyết chiến với yêu quái nhện. Sau cuộc chiến ở phong ấn thứ 6, Zuza quay trở về nhà chính thì thấy khung cảnh hoang tàn. Bên ngoài thủ phủ của bọn họ bị chẻ làm đôi, không chỉ tộc trưởng đời 27 mà còn rất nhiều thuật sư bị sát hại. Nhìn thấy cái chết của người ông đáng kính, Zuza không kiềm nổi mà khóc đến ngất lịm. Cục diện nhà cây Kain giờ đây phải giao lại cho Akifusa và Zyuji. Bọn họ cũng nhận ra một vấn đề, để giải quyết được Hagajomogi Tsune thì không thể nào chiến đấu đơn lẻ được. Đồng nghĩa với việc phải hợp tác với nhà Nura, bỏ đi định kiến cứ yêu quái là xấu ác của mình. Cùng lúc đó, gia tộc Nura vui mừng trước sự trở lại của Rikuo và Zen. Vừa nhìn thấy hình dáng của thiếu chủ, toàn bộ yêu quái nhà Nura như được bơm sức sống trở lại. Quả đúng thật câu nói, bách quỷ chỉ mạnh khi thống lĩnh của bọn chúng mạnh là như vậy. Đến một yêu quái yếu nhất nhỏ nhất trong đó cũng trở nên hổ báo ngay lập tức. Không tiêu tốn thêm một giây phút nào, đội quân bách quỷ trực tiếp lên bờ chinh phạt. Ở bên này, kẻ thù vẫn không hề hay biết sự lớn mạnh của nhà Nura. Người chị em thân thiết của hồ ly chín đuôi Kyokosu vẫn nhiệt tình lựa chọn bữa sáng cho mụ. Có hàng ngàn hàng vạn cô gái trẻ đẹp đang bị nhốt kỹ trong kho đợi phiên thần chết gõ cửa. Minagozo Shizuo mãi vui mừng vì kế hoạch của lão sắp được đại công cáo thành cho đến khi nhận tin xấu từ chiến trường báo về. Toàn bộ yêu quái đang chấn giữ ở các phong ấn 543 đồng loạt đều bị tiêu diệt trong một thời gian ngắn. Ai có sức công phá mạnh như thế này? Hắn tự tin chấp hết kể cả gia tộc Âm Dương Sư và nhà Nura hợp tác cũng không thể nào làm chuyện động trời như thế được, nhưng Minagozo Shizuo đã sai lầm. Đó chính là cuộc thanh trừng của Rikuo và bách quỷ của cậu ấy. Như lời hẹn ước, Rikuo tiến đến phong ấn thứ 2 để gặp Tsuchi Gumo quyết đấu. Ở đây cậu đã gặp lại ba người Tono và bảo họ cùng nhập bọn. Thoáng chốc đệ tam đã biến ra sau lưng Yukiona giải cứu cho cô. Hai người gặp nhau mà mừng rớt nước mắt. Vì chờ Riku đến giao chiến mà Tsuchi Gumo phải một mình uống hết tận 50 vò rượu nên hắn khá là cộc. Chào hỏi qua loa, Tsuchi Gumo đập nát bình nữ nhi hồng thượng hạng khai mạc trận chiến. Yukiona và các thuộc hạ xông lên đứng đầu bảo vệ cho thiếu chủ. Nhưng Riku đã không cần bọn họ bảo vệ nữa. Nói cho nhanh, cậu dùng thuật ma hội mượn uy của tuyết nữ, biến thanh kiếm trên tay thành băng chém đứt một cánh tay Tsuchi Gumo kèm theo câu nói ồ ngạc nhiên chưa. Tsuchi Gumo há hốc mồm kiểu 1000 năm rồi, ngoài Nue ra thì hắn chưa tìm được đối thủ thực thụ như vậy. Cái tên khổng lồ đeo bám theo Rikuo như đĩa đói, dùng mọi cách làm động đất, đập phá nền nhà. Buộc cậu phải thi triển thuật đó lại lần nữa cho hắn coi. Tuyết nữ định cho Rikuo mượn uy như lúc nãy, nhưng Awashima cũng đòi cho mượn. Đang nói một điều là thiên tà quỷ này đang trong hình dạng con gái làm tuyết nữ ghen học máu. Nhưng mà chưa đâu, nếu như ma hội được hiểu theo cách nghĩ hơi đen của Yukiona thì Zen Ippa cũng là một tình địch đáng gờm đấy nhé. Vận động một hồi, Itaku người mạnh nhất trong số các người bạn Tono cũng đồng ý cho Riku mượn uy. Cậu ta biến thành con trồn phủ uy của mình lên trên lưng Riku, trở thành thanh kiếm đắc lực nhất mà trước giờ Riku sở hữu. Ma hội lưỡi hái màu tràm chia đôi con yêu quái ngàn năm Tsuchi Gumo, oán khí bay ra không phanh. Giây phút cả đội nín thở nhìn theo mới dám tin đó là sự thật. Nhóm người Riku vui mừng chưa được bao lâu, cái tên đang bị chia làm đôi kia ngồi dậy khâu vá cuộc tình. Nói mà tưởng đùa, chứ Tsuchi Gumo nó ngồi may cái thân hình đang trẻ làm đôi từ đầu xuống thật ấy mọi người ạ. Nó kiểu vừa khâu vừa kể chuyện cho mấy người phe Riku nghe, không có vẻ gì là đau đớn cả. Con ông bá nhà bà đạo thật. Theo lời kể của Tsuchi Gumo, đứa con của Hagajomogi Tsune mà bọn họ đang chào đón đó là kẻ vừa là yêu vừa là người. 1000 năm trước hắn là kẻ đã thống trị màn đêm ở Kyoto, và hắn còn là một âm dương sư nữa. Zuza và phá quân Hidemoto theo vết Riku cũng đến phong ấn 2 vừa kịp nghe câu chuyện của Nue. Bọn họ thắc mắc không thể nào hắn lại là âm dương sư, thì Tsuchi Gumo may vá xong xuôi cuộc tình, nó đạp chân một cái phóng đi luôn, bỏ lại mấy người ở lôi đài với một mớ ngỗ ngang không hiểu. Hagajomogi Tsune đang ở xào huyệt ngụp lặng trong đống gan người tươi sống. Mụ cảm nhận có kẻ đột nhập và đó là Nuzaji Hyun, ông nội của Riku. Cố nhân lâu ngày gặp lại tay bắt mặt mừng giao đấu sơ sơ vài hiệp. Cơ mà khác với vẻ bề ngoài có tuổi của Nuzaji Hyun, mụ hồ yêu tái sinh này có thân hình đúng là mlem mlem thật. Thôi quay trở lại vấn đề chính ngay nào, ông nội Riku đến đây để xác minh về cái chết của con trai ông năm xưa Jian. Và Hagajomogi Tsune cũng không hề chối bỏ trách nhiệm, đó chính là do mụ ta làm. Chưa gì mụ ta đã bị dọa sinh non, Nuzaji Hyun kiểu, ta chưa có làm gì đâu nhé. Ấy thế mà đám thuộc hạ của bà ta từ lúc nào kéo đến đông như kiến bao vây Nuzaji Hyun, Kara dự tên, cu liều mình xông vô cứu chủ tử. Nhưng không may chạy trốn nửa chừng thì gặp Minigozo Shizuzo và quái điểu Josuzume chặn đường. Cái lông con quái điểu này khiến Nuzaji Hyun và Kara dự tên Gu bị mù tạm thời, không nhìn thấy gì hết. Đục nước béo cò tên Minigozo Shizuzo dùng thanh quỷ phủ đâm vô ngực Nuzaji Hyun, hắn cười lớn khi thanh kiếm đã hút được máu của ba thế hệ nhà Nura. Thanh kiếm sẽ làm vũ khí cho Nue sau này, mở ra một kỷ nguyên mới cho chủ nhân của hắn. Ông nội của Rikuo ngờ ngỡ ra việc gì,
Với sức mạnh của mình, mắt ông đã ức chế ma thuật của quái điểu và dần nhìn lại được. Ông nhảy xổm xuống hồ nước trốn thoát. Lại nói về nhóm người Rico, sau khi phá được phong ấn thứ hai, họ tiếp tục tiến về lâu đài Nizo. Đây là trận chiến giải quyết mối oán cừu giữa hai gia tộc cây Kain, Nura và hồ Iohagajomogisune, cho nên những ai không liên quan thì rút lui, còn nếu cố tình can thiệp thì sẽ được ship thẳng đến Hoàng Tuyền. Hồn ma của âm dương sư đại tài Hidemoto còn chuẩn bị áo chữ uy cho Yuzachan yêu quý nữa chứ. Gì chứ, đầu của bọn yêu quái thì tiểu thư đây cắp cần. Hidemoto nói với Riko, bên trong lâu đài Nizo này có một cái ao tên là Nue, nơi đây Hagazomugisune sẽ hạ sinh đứa con yêu quái, nên bảo cậu đến đó chắc chắn sẽ gặp mụ, mà nếu gặp mụ rồi thì cậu phải ngăn chặn việc hạ sinh của mụ. Nói là một việc, còn làm lại là một việc khác, Rikuo và bách quỷ của cậu chưa gì đã bị cảm tử quân Kidomoto ra ngăn chặn. Nhìn yêu khí phát ra, ông ta biết Hagazomogisune sắp hạ sinh, sợ Rikuo phá đám nên quyết sống chết không cho vô cản đường. Không biết Kidomazu dùng thủ thuật gì mà mọi người rơi vào ảo giác. Tự dưng tòa lâu đài sừng sững biến mất, để lại là một mảng trắng xóa của La Thành Môn. Không gian rơi vào câu chuyện của 1.000 năm trước, Nue là một âm dương sư con của hồ ly tinh Hagazomogisune. Ông ta nổi tiếng với thuật tái sinh người khác, thế nhưng khả năng này của Nue chưa được hoàn thiện. Trong một lần tình cờ, Nue phát hiện ra bản chất của vấn đề, đó chính là sau khi chết đi, ông sẽ không đi đâu hết mà quay trở lại cho Hagazomogisune sinh ra một lần nữa, làm con của bà ta từ đời này qua đời khác. Và Hagazomogisune cũng đồng ý thỉnh cầu của con trai. Nhưng một ngày đẹp trời nọ, Hagazomogisune bị con người sát hại để ăn gan bà, với hy vọng gia tăng sức mạnh cải lão hoàng đồng. Ôm một bụng oán hận và căm ghét loài người tha hóa, Nue đã giết hết bọn họ, tạo ra đế chế đen tối của riêng mình. Từ một âm dương sư đại tài cho đến một bi kịch chỉ trong tích tắc, ranh giới giữa chính và tà đôi khi cũng rất mong manh. Bằng pháp lực ngàn năm đại yêu quái, Kidomazu đã tác động lên nhận thức nhóm người Rico, dù là cùng một địa điểm ban đầu nhưng thời không lập tức xoay chuyển về 1.000 năm trước. Qua lời kể của Kidomazu, chúng ta càng được sáng tỏ hơn về thân phận của đứa con mà Hagazomogisune đang mang trong bụng. Nue là cái tên bà ta đặt cho đứa con trai của mình. Vào thời đại Kiền có một âm dương sư huyền thoại được đồn đoán do hồ ly sinh ra. Không chỉ làm chủ thế giới loài người mà hắn còn thống trị cả bách quỷ giả hành. Đó chính là Abe No Semei và cũng là chủ nhân của Kidomazu. Kidomazu không tiếc hy sinh cả ngàn năm chỉ vì đại nghiệp phục hưng thời đại huy hoàng cho chủ tử. Thời khắc quan trọng này, hắn dù có thịt nát xương tan cũng nhất quyết không từ bỏ. Nên nhớ từ cái lần thất bại gần đây nhất cũng đã lỡ 400 năm. Trong cuộc chiến đối đầu với một kẻ thù mạnh như Rico, lần đầu tiên Kidomazu phải sử dụng đến kỹ thuật cao cấp nhất của mình. Trảm vô cực được hắn tạo nên từ 10.000 thanh kiếm công kích trực diện về phía thiếu chủ nhà Nura, nhanh đến mức những người chứng kiến đều không kịp chớp mắt. Phần Rico bình tĩnh nhìn ra chiêu thức của đối phương, cậu lui về né đòn đánh một cách nhanh gọn. Kế đến trong tích tắc, thi triển ma hội ghép uy của mình cùng với cái uy của ám sát sư Kuzotabo lại là một, thành công đánh hạ yêu quái ngàn năm. Nhưng không kịp vui mừng lâu, Rico chợt nhận ra đã trúng vào kế nghi binh của kẻ địch. Tòa lâu đài rung chuyển cực mạnh, vòng sáng hình ngôi sao bảy cánh phá vỡ mộng cảnh trở về thực tại, kèm theo nụ cười bí hiểm mà Kidomazu vừa nở trên môi, báo hiệu điều chẳng lành. Trên không trung có một cục thịt đỏ hòn khổng lồ, dần hoàn thiện đầu và tứ chi. Như vậy cuối cùng hồ ly tinh kia đã hạ sinh thành công thế tử cho yêu tộc. Không nói cũng biết, hàng ngàn yêu quái của cả vùng Kyoto vui mừng hồ hởi đến cỡ nào. Từ danh nghĩa đoàn người ban đầu đến ngăn chặn sự hồi sinh của Nue, nay lại trở thành khách quý chứng kiến thời khắc huy hoàng tái sinh ở nhân gian của hắn, vui chung niềm vui với các thuộc hạ của hắn. Rikuo và đám bạn hương áo, chỉ tiếc lúc đầu không mang theo quà mừng nữa là tròn vai. Tuy nhiên Yuza và Hidemoto phát hiện hình hài của Nue vốn dĩ là con người, còn cục thịt này thì phát triển chưa hoàn chỉnh. Có thể nó cần một thời gian mới trở nên mạnh mẽ vô song như lời đồn đoán. Việc này cũng đồng nghĩa là mọi người vẫn còn cơ hội phá hủy nó. Lập tức hai người đại diện cho sức mạnh thanh kiếm diệt quỷ Nenekijimazu và Shikigami phá quân là Rikuo và Yuza đã liên thủ với nhau, nhảy lên nóc nhà, khẩn trương nhắm hướng Nue xông tới. Một bên, Akifusa chỉ còn lại nửa cái mạng cũng hạ quyết tâm sử dụng cấm thuật ma thương nhảy đến giúp sức. Tiếc thay, sự cố gắng của anh cũng không làm xoay chuyển tình thế, ngược lại vết thương càng thêm trầm trọng dưới chín cái đuôi của cửu vĩ hồ. Đột nhiên cặp bài trùng Mami Jujuji vừa kịp đến, dùng tuyệt chiêu kết hợp sấm sét và nước phân tán sự chú ý của Hagazomogisune, thành công hạ một viên đá phong ấn cục thịt bự đỏ hòn. Thế nhưng tên trùng may vá tờ Tsuchigumo đã tay không đỡ lấy đá phong ấn cứu Nue thoát một kiếp nạn. Trong khi hai bên giao chiến, Rico nhận ra hồ ly Hagazomogisune này mang hình hài giống người phụ nữ năm xưa đã giết cha cậu, nên một lòng đem thù mới, hận cũ nói cho rõ ràng. Tình hình nguy hiểm, các âm dương sư nhà cây Kain cũng bỏ qua định kiến mà hợp sức với Rico cùng chống lại thế lực của hồ yêu. Chiêu thức đã đánh bại Kidomazu lúc nãy xem ra không thấm vào đâu so với vũ khí nhị vĩ phiến mà Hagazomogisune đang sở hữu. Cô ta nhẹ nhàng hất văng thanh kiếm trên tay của Rico,
chém liên tục nhiều nhát lên vai, lên lưng của cậu. Lúc thiếu chủ nhà Nura bắt đầu kiệt sức, chính một câu nói, cô trở thành Hagajo Mogisune từ lúc nào? Đã đánh trúng điểm chạm cuối cùng trong lòng mụ ta. Ngay lúc đó, cái kén của Nue vỡ ra, mang theo triệu triệu ký ức mà Hagajo Mogisune trong quá trình liên tục đầu thai mượn xác đã có. Một bí mật mà Hagajo Mogisune không hề muốn nhớ là trong suốt ngàn năm đầu thai vào những vật chủ là con người, có những ký ức thuộc về họ đã bị lãng quên. Một trong số đó là đoạn cảm tình xưa cũ giữa mụ ta và Nuzaji Hyun, đệ nhị cha ruột của Rico. Rico còn vẫn còn nhớ như in hình bóng xinh đẹp một người phụ nữ dưới những cánh hoa anh đào trong cái ngày định mệnh đã cướp đi sinh mạng của người cha yêu quý. Nhưng lúc đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con không hay biết gì, cứ luôn miệng gọi cô ta là chị. Trở về thực tại, các yêu quái vùng Kyoto vẫn đang chia nhau giải quyết nhóm bách quỷ dạ hành của nhà Nora. Kubinazi cùng Itaku giữ chân yêu quái mặt gỗ Ibaraji Doji không cho hắn lại gần giúp đỡ Hagajo Mogisune. Trong lúc thiên tà quỷ bị con gái của Kyokosu và chiếc đầu lâu đầy rắn trên tay khống chế, thì Jami yêu quái ngoại tộc đã nâng chén tuyên thệ với Rikuo cũng kịp thời đến giải vây, một đao chẻ đôi cái đầu lâu vào người con gái tóc xoăn. Nhìn thấy một mình Rikuo không chống nổi sức mạnh của hồ ly chín đuôi cùng với chiêu tử vĩ thương, hổ sắc của ả ta đã chiếm toàn bộ lợi thế, mất đi cục diện cân bằng. Hai anh trai Jiuji và Mamizu của Juja liều chết áp sát Hagajo Mogisune phân tán sự chú ý của bà ta, tranh thủ tạo cơ hội cho Juja thi triển phép thuật triệu hồi Shikigami phá quân ra tham chiến. Ông của Juja tộc trưởng đời thứ 27 đã chết trong trận chiến trước, nay cũng trở về với một thân phận mới là một trong số những phá quân mà Juja vừa triệu hồi. Cơ hội tốt sẽ không có lần thứ hai, tận dụng lúc Hagajo Mogisune đang bị vòng xích chú thuật của âm dương sư Keikain khống chế, Rico vận toàn lực bình sinh lao tới đâm trực diện vào ả ta một nhát chí mạng. Ngay thời khắc đó, mảnh vỡ trên vỏ trứng của Nue rơi xuống, trong ký ức của Hagajo Mogisune hiện ra hình ảnh của Jihan cha ruột Rico. Thì ra thân thể người nữ đang ngã gục vào Rico kia không phải là hình dạng thật của Hagajo Mogisune chính hiệu, mà chỉ là một vật chủ hoàn hảo được chọn mà thôi. Ngay lúc bị thanh kiếm diệt quỷ Neneki Jimazu chém trúng, hiện thân hồ ly của Hagajo Mogisune mới bị trục xuất ra khỏi vật chủ đó. Giấc mơ 400 năm kể từ khi bị ông nội Rico phá hỏng, cho đến lần mang thai hạ sinh chủ nhân yêu tộc này của Hagajo Mogisune đều do một tay Semei và thuộc hạ Minago Yoshijizo sắp đặt. Semei không ngờ rằng mẹ của hắn lại phải chết như vậy, trước thời khắc tan biến Hagajo Mogisune đã kịp ôm đứa con trai của mụ vào lòng. Thôi thì đến nước này con trai cũng đành tiễn mẹ một đoạn về với địa ngục. Khi quay lưng lại với chính mẹ của mình, hắn mới có thể tiếp tục con đường đã chọn. Bóng đêm chỉ có thể hình thành khi ánh sáng bị bỏ lại phía sau. Biểu tượng ngôi sao bảy cánh trên ngực Semei được kích hoạt và phát sáng. Hắn sẽ tiếp tục trở thành thống lĩnh đích thực của màn đêm, người thống trị huyền thoại được tái sinh đúng theo sự toan tính. Semei tiễn luôn người khổng lồ Tsuchi Gumoke đã làm bảo mẫu cho hắn về địa ngục cho đỡ vướng tay chân. Chỉ vì tên này quá ngoan cố không chịu khuất phục làm phận thuộc hạ, mà cứ trông Semei tái sinh để đánh đấm ngang hàng. Này thì chú muốn chết anh đây sẽ chịu. Tiếp theo Minago Yoshijizo tiến lên trao thanh quỷ phủ lại cho chủ nhân. Semei chém vào không trung biến cả vùng Kyoto chìm trong biển lửa, sức mạnh này quả thật không thể coi thường. Dự tính đầu tiên là san bằng nơi này và cải tổ nó lại theo đúng ý hắn, một nơi mà chỉ toàn bóng đêm và con người phải chịu phục tùng trước loài yêu quái. Lại nói về Minago Yoshijizo, thực ra tên trùng cuối này chỉ là một con mắt của yêu quái Sanmoto Gojozaemon còn sót lại mà thôi. Trước kia hắn từng nổi danh là thủ lĩnh của 100 chuyện ma tại Edo và đã giao chiến với nhà Nura, nhưng bị đệ nhị Jihan chém làm trăm mảnh. Mang theo uất hận, từ địa ngục đã liên thủ với Nue làm ra nhiều chuyện tiền đề cho sự trở lại chấn động này. Đứng trên nóc nhà Minago Yoshijizo hả hê vì kế hoạch tái sinh Nue đã hoàn thành, thì đột nhiên từ sau lưng hắn Juja có mặt từ lúc nào, tấn công con mắt của Sanmoto bằng thuật Shikigami đỉnh chóp. Nhưng tên cáo giả nhanh chóng lui về một bước ra sau, tắt cho cô một cái, rồi lập tức đem cả người Juja thẳng thừng đạp dưới chân. Rico tĩnh lặng như tờ, từ lúc nào có mặt cứu nguy cho bản thân, cậu một nhát kiếm bất ngờ đâm vào giữa ngực khiến con mắt của còn lại của Sanmoto Gojozaemon lập tức hồn bay phách tán. Thừa thắng xông lên, cầm trên tay thanh Neneki Jimazu, Rikuo từng bước một đi đến định đâm vào người Semei. Nhưng với sức mạnh phải gọi là khủng bố chỉ bằng một ngón trỏ hắn đã khiến kiếm Neneki Jimazu huyền thoại bị bể tan tành, còn mỗi cái cán. Rikuo thất kinh khựng lại mấy giây, thanh quỷ phủ vừa đâm tới trước ngực thì từ đâu Hagajo Mogisune lao ra đỡ cho cậu một nhát. Ta không, bây giờ phải gọi là Yamabuki Otome mới đúng. Đây là tên của vật chủ lúc nãy. Lúc này ông nội Rikuo cùng nhóm bách quỷ dạ hành của đời trước cũng đến giúp một tay. Nhưng rõ ràng với sự trở lại lần này, sức mạnh của Abeno Semei vượt qua khỏi khả năng mấy trưởng lão đứng đầu như Gyuki, Hitosume hay nhà Tengu có thể khống chế. Nuzaji Hyon ra lệnh cho các thuộc hạ cố cầm cự, ông cần chút thời gian để làm rõ mọi việc. Mọi người có nhớ cái tên Yamabuki Otome mà mình vừa nhắc đến không?
Đây mới đúng là tên thật của cô gái bị Hagajomogisune chiếm thể xác. Cô ấy bây giờ đã nhớ ra toàn bộ ký ức của mình bị thao túng, nên đã đỡ giúp Rikuo một kiếm vừa rồi. Trước đây rất lâu, khi bà nội của Rikuo còn sống thì Yamabuki Otome đã kết hôn với cha của cậu là Jihan và cả nhà cùng chung sống hòa thuận. Cô ta là một yêu quái cực kỳ duyên dáng và xinh đẹp, cũng từ đây thời đại huy hoàng của Jihan được bắt đầu. Thế nhưng một thời gian sau, vì lời nguyền mà Hagajomogisune đã đặt xuống dòng tộc Nura, Yamabuki dù tìm đủ mọi cách vẫn không thể sinh con nối dõi, nên đã chủ động để lại lá thư từ biệt rồi rời khỏi Jihan chọn lấy cái chết. Ở dưới địa ngục như vậy mà bị Seimei cùng Zanmoto, một kẻ dùng thuật tái sinh còn một kẻ dùng thuật thôi miên lợi dụng. Chúng giúp cô đầu thai làm một người hoàn toàn mới và từ đó trở thành công cụ giúp chúng tiếp cận giết chết Jihan, người mà bản thân cô yêu nhất. Sau đó, thân xác cô cũng bị đem làm vật chủ để Hagajomogisune ký sinh vào. Riêng Riko được sinh ra là do huyết thống giữa một yêu quái kết hợp với con người nên không bị ràng buộc bởi lời nguyền tai ác. Sự thật đã rõ ràng, cậu quay lại trận chiến sống chết cùng bè lũ của Seimei. Sau bao lần chơi chật, Riko ra một chiêu quyết định dùng ma hội ghép uy của mình với uy của toàn bộ thuộc hạ dưới trướng, dù có người chỉ là một yêu quái cấp thấp và cả uy của những người bạn đến từ Tono. Tất cả họ đều nguyện ý giao sinh mệnh của mình cho cậu, bởi họ biết trận chiến này hy vọng duy nhất chỉ có đệ tam gia mà thôi. Chính nhờ vào lòng tin của bách quỷ mà Rikuo được đột phá sức mạnh thêm một tầng cao mới. Cậu lao thẳng tới hướng Seimei, cầm thanh kiếm của ông nội vừa ném cho, dẫn đội quân bách quỷ dạ hành xuyên qua màn kết giới hình ngôi sao bảy cánh của Seimei. Hắn chưa kịp ngạc nhiên thì đã ăn trọn một kiếm. Riêng Rikuo sau khi đâm trúng Seimei thì bị hắn hất văng ra xa mấy thước. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục lao tới tấn công phản đòn vào người Rikuo. Cứ tưởng skill cuối này sẽ giết được Seimei nhưng không ngờ đến hắn lại có thể sống sót mà phản công nhanh như vậy. Rikuo và đám thuộc hạ thất kinh. Nhưng khoan đã bình luận, ngay khi thanh quỷ phủ vừa vung tới trước mặt Rikuo, thì đột nhiên một phần cánh tay của chú tể yêu quái vùng Kyoto lập tức bị biến dạng, phải chăng cơ thể mới chưa quen với điều kiện ở nhân gian. Một lần nữa cánh cửa địa ngục được Seimei khai mở, hắn kêu gọi đồng bọn cùng trở về địa ngục với hắn. Trước sự ngơ ngác của Rikuo và bách quỷ dạ hành, không biết tên này lại có mục đích gì nữa đây, nhưng chắc chắn một điều là bọn chúng sẽ quay trở lại vào một ngày không xa ngay khi pháp lực đã phục hồi. Noe và đám thuộc hạ biến thành hàng ngàn vệt sáng lao về phía cánh cổng địa ngục, bỏ lại sau lưng một bãi chiến trường. Phe này mấy người nhà âm dương sư và nhóm bách quỷ của Rikuo phải dọn dẹp mệt nghỉ mới thôi. Cũng thật hân hoan, bọn yêu quái Seimei vừa rời đi thì lập tức bầu trời ở Kyoto trong xanh trở lại. Nhìn thấy sự sống được bắt đầu, mọi người ai nấy đều lấy làm vui mừng. Các thuộc hạ thân cận của Yamabuki Otome cũng ôm xác cô ta về chôn cất, nhưng bọn họ vẫn hy vọng sẽ có một ngày đại tỷ được quay trở lại nhân gian thống lĩnh bọn chúng. Rikuo tiến tới cùng một lời thỉnh cầu với Yuza và gia tộc Keikain, đó là giúp cậu làm lại một thanh kiếm có thể diệt được quỷ vương vào ngày hắn comeback. Dựa theo sức mạnh hiện giờ của Seimei và phòng hờ trường hợp trở lại có thể mạnh hơn trước, thì thanh kiếm đó phải là một thanh kiếm mà uy lực phải cao hơn thanh Nenekijimaju huyền thoại, vượt trên cả uy lực của quỷ phủ thì mới có hy vọng. Cùng với lời thỉnh cầu, một lần nữa kể từ 400 năm qua, bách quỷ của gia tộc Nura cùng tụ hội lại ở sảnh đường đại gia tộc Âm Dương Sư, vui như mở hội chứ không phải là một hình dáng sợ sệt như lúc trước. Chỉ có khác một điều là mấy vị âm dương sư tộc Keikain kia vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý chào đón những người bạn mới. Hai người bạn già Hidemoto và Nuzaji Hyon đứng một bên nhìn sắp nhỏ mà nhớ về thời trai trẻ, bọn họ cũng đã từng có giao tình như thế. Tiếc là bây giờ ông lão Nuzaji Hyon không còn đẹp trai như trước. Ngược lại, là một hồn ma thì Hidemoto vẫn còn giữ được xuân sắc. Đáp ứng lời thỉnh cầu, gia tộc Keikain chọn mặt gửi vàng cho một lân tài phái Yasuo, chính là Akifusa đảm nhận việc chế tác. Tộc trưởng đại tài đời thứ 13 của gia tộc Keikain cũng vui vẻ với lời hứa sẽ truyền hết bí kíp của mình về bộ môn này cho hậu nhân kế nghiệp. Như vậy về khoản vũ khí đã xong, để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Rikuo với sự tự tôn và niềm kiêu hãnh dòng máu đang chảy trong mình, cậu đề nghị với ông nội và các đại trưởng lão trong gia tộc được kế vị chức đệ tam gia Nuzaji Hyon tiếp quản gia tộc thống lĩnh bách quỷ dạ hành đương đầu với Seimei trong cuộc chiến cam go, một mất một còn sắp đến. Trong một giấc mơ, Rikuo được gặp lại người cha quá cố và ông nội của mình. Cả hai đều ủng hộ quyết định đi theo dòng máu yêu quái của cậu. Họ sẽ giao gia tộc lại cho cậu tiếp quản. Sau bao nhiêu cống hiến của Rikuo thì ngày hôm đó, dưới sự chứng kiến của tất cả các yêu quái nhà Nura, Rikuo chính thức lên nhận chức vị Nuzaji Hyon đời thứ 3, lãnh đạo toàn gia tộc dồn lực chống lại Nue và bè lũ của hắn trở lại từ địa ngục. Cùng với lời tuyên thệ chung sống hòa bình với con người, cho dù có thể không mạnh bằng những yêu quái khác, nhưng làm yêu quái thì không bao giờ để mất cái uy của mình. Đó là những lời nói như đinh đóng cột. Thế là cuộc chiến của uy sắp sửa nổ ra trong một tương lai không xa. Cho đến khi thời khắc ấy xảy đến, toàn thể gia tộc Nura và gia tộc Mờ Dương Sư Keikain đều sẽ tiếp tục chờ đợi trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Như vậy phần 2, hậu duệ của Nuzaji Hyon đến đây là kết thúc.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ anime hấp dẫn khác nhé. Và tới đây thì bộ phim đã kết thúc rồi. Các bạn hãy để lại ý kiến bằng cách comment và đừng quên bấm theo dõi chiếu phim anime để kịp thời đón xem những bộ phim hay và hot hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.